Vừa dứt lời, trên người thân ảnh tử kim kia bùng phát khí tức đáng sợ, năng lượng hủy diệt bùng phát, nó lướt thẳng về phía Lục Lâm Thiên, năng lượng cuồng bạo bộc phát, nói. Không xong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, kim quang bùng nổ, lập tức biến mất. Bành. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, đột nhiên nổ tung, âm thanh nổ tung như sấm sét rền vàng, không gian trực tiếp bị xốc lên một cái động sâu. Trong va chạm như thế, bàn tay của Lục Lâm Thiên bị lôi đình tử kim xuyên thấu qua, toàn bộ cánh tay phải nứt vỡ từng khúc, mãi cho đến cả cánh tay biến mất mới dừng lại, thân hình của hắn run rẩy, huyết vụ bắn ra túng tóe. Dạ Mị nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã bị trọng thương, lúc này cao hứng khó nén, thực lực của thân ảnh tử kim có thể nghĩ. Lục Soái, Lâm Thiên huynh đệ, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên hai người đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hai người trừ lo lắng ra, cũng không thể giúp được cái gì. Ngươi không sao chớ? Bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ lướt tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động. Còn chưa chết được. Lục Lâm Thiên nói ra, miệng phun máu tươi, lực lượng lôi đình bùng nổ. Ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải cũng gặp trọng kích, lực lượng hủy diệt này thật sự quá mức khủng bố, cũng làm cho Lục Lâm Thiên rung động không nhỏ. Bất diệt thiên thể, lực phòng ngự thật không tệ. Thân ảnh tử kim ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, dường như không có đánh chết Lục Lâm Thiên mới là chuyện kỳ quái. Tất cả mọi người muốn mạng sống thì toàn lực liên thủ đi, bằng không đừng ai mong rời khỏi đây, chúng ta đều chết chắc. Trong thập đại đệ tử, Côn Thành không cảnh giác nhìn thân ảnh tử kim, tên này có thực lực quá mức khủng bố, sớm biết hắn khủng bố như thế, lúc trước cũng không dám đi vào thánh cảnh. Điềm tĩnh, Côn Thành không vừa dứt lời. Thân ảnh tử kim dùng đôi mắt hủy diệt nhìn lên người Côn Thành Không, ánh mắt xuyên thấu qua không gian, một đạo tử kim lôi đình đánh thẳng vào LNG ngực của Côn Thành Không. Phanh! Tử kim điện quang lan tỏa ra các nơi, năng lượng trầm thấp vang lên, thân hình Côn Thành Không vỡ vụn, trong nháy hắn bị điện quang tử kim làm thần hình câu diệt. Dù sao các ngươi đều phải chết, vậy cùng đi chết đi, không bao lâu nữa trong thiên địa này không còn các ngươi nữa. Thân ảnh tử kim quát to. Oanh! Khi lôi cầu tử kim bùng nổ, cả phiến lôi hải này chấn động. Trên lôi cầu tử kim cực lớn kia tỏa ra kim quang chói mắt. Lôi quang lóe lên, chấn động dữ dội sinh ra. Rầm rầm! Chỉ trong nháy mắt năng lượng dữ dội lập tức khuếch tán ra cả hư không. Từng đạo tia chớp chấn động, trực tiếp làm mọi người dựng tóc gáy. Không tốt, tử kim huyền lôi muốn đánh chết chúng ta, hóa chúng ta thành năng lượng giúp hắn khôi phục, một khi hắn đạt tới toàn thịnh. Đến lúc đó cả phiến thiên địa này không có người làm gì được nó cả. Sắc mặt Vân Lôi Thân Vương biến hóa, tử kim huyền lôi bao phủ mọi người vào bên trong, rõ ràng là muốn đánh chết toàn bộ người ở đây. Sắc mặt Thanh Lôi Thân Vương ngưng trọng tới tận cùng, cả kinh nói. Đồn đãi ở thời đại viễn cổ mới có đại năng nắm giữ tử kim huyền lôi, nhưng đến lúc tử kim huyền lôi khôi phục triệt để, như vậy trong thiên địa này làm gì có ai có thể hàng phục nó được. Tử kim lôi điện tỏa ra khí tức khủng bố bá đạo hủy diệt, dưới áp bách cực lớn này, tu vị dưới hóa hồng cảnh bị áp chế sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng thân ảnh bị bao phủ trong lôi điện. Hiện tại tử kim huyền lôi thức tỉnh chưa bao lâu, chỉ vừa cửu đỉnh quy nhất, trong thời gian ngắn không thể khôi phục bao nhiêu, linh hồn tử kim huyền lôi bị các tiền bối tuyên cổ điện phong ấn bao nhiêu năm, lúc này thực lực cũng chỉ tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi. Bằng không hắn cũng không cần e ngại cường giả tuyên cổ điện mà trốn trong thánh cảnh, mọi người liên thủ toàn lực đối phó, cũng không phải là không có cơ hội, còn tốt hơn là chết. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương rung động nói với mọi người. Tương đương với lục nguyên hóa hồng đỉnh phong. Mọi người nghe xong liền khiếp sợ, hóa hồng cảnh chênh lệch một nguyên đã là chênh lệch thật lớn, dù ai cũng không cách nào trực tiếp vượt qua cái hào rộng giống Lục Lâm Thiên. Đối mặt với lục nguyên hóa hồng. Bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, huống chi thực lực tử kim huyền lôi còn chưa đạt tới đỉnh phong, lúc này cũng không chỉ đơn thuần là lục nguyên hóa hồng, thực lực nó phát huy ra còn trên cả lục nguyên hóa hồng, tăng thêm trong thánh vật tử lôi huyền đỉnh còn có tử kim huyền lôi vô cùng đáng sợ. Hoàng Diễm Thân Vương, có biện pháp nào đối phó tử kim huyền lôi thì nói đi, mọi người liên thủ, bằng không sẽ gặp phiền toái lớn. Dạ Mị nói với Hoàng Diễm Thân Vương, từng ánh mắt nhìn qua Hoàng Diễm Thân Vương. Ở đây thực lực Hoàng Diễm Thân Vương tiếp cận với tử kim huyền lôi nhất. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn mọi người, nói. Các ngươi cũng biết ta có thân hình Hoàng Ấn Thiên Diễm, thiên phú của ta là Hoàng Diễm Ấn Thiên, có thể luyện hóa tất cả,
TRUNFULL, VN, cho dù là gặp linh vật trời sinh cao cấp hơn cũng có thể phong ấn. Lúc này một mình ta không cách nào phong ấn tử kim huyền lôi. Tất cả mọi người liên thủ bố trí tụ nguyên trận, rót nguyên lực cho ta, ta toàn lực thi triển hoàng diễm ấn thiên phong ấn vật này, mọi người có thể thừa cơ chạy thoát. Dạ Mị nhìn hoàng diễm thân vương, bản quyền vọng muốn sống tăng lên, lập tức cắn răng nói. Chúng ta đã không có lựa chọn, nhanh bố trí tụ nguyên trận. Mau động thủ đi, bằng không sẽ không kịp. Lãnh Luân Lôi Điện nhìn lôi đình chung quanh càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt chấn động bất an. Cũng chỉ có thể đủ như thế. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, đều gật đầu. Đã như thế thì không nên chậm trễ, làm đi. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương ngưng trọng, khí nóng bao phủ toàn thân, loại nhiệt độ này với người khác là cao, chỉ trong nháy mắt khí nóng bao phủ toàn thân, nhưng lại làm nguyên lực của người ta sinh ra cảm giác bị đè nén. Phần phật. Khi nhiệt độ tăng lên, dùng Hoàng Diễm Thân Vương làm trung tâm, lập tức có hỏa diễm bùng phát thành biển lửa cuồn cuộn, khí tức vặn vẹo không gian, làm cho nguyên lực và linh hồn của mọi người bị áp chế. Hoàng ấn thiên diễm thể. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua, Hoàng ấn thiên diễm thể của Hoàng Diễm Thân Vương đúng là cường hãn, thân hình linh vật trời sinh, Hoàng Diễm Thân Vương tu vị ngũ nguyên hóa hồng, nhưng có thể so với lục nguyên hóa hồng, tăng thêm đủ loại thủ đoạn, trong đồng cấp khó có người hơn. Hoàng Diễm Ấn Thiên. Thời điểm này hỏa diễm bùng phát dữ dội, Hoàng Diễm Thân Vương cũng hét lớn, ngưng kết thủ ấn huyền ảo, trên không trung xuất hiện biển lửa thật lớn. Oanh! Phong ấn hình thành, không gian chấn động khó hiểu, phong ấn này giống đồ án bát cực, không gian lôi đỉnh cao vạn trượng bùng nổ. Chư vị, nhanh chóng bố trí tụ nguyên trận đi. Phong ấn biển lửa xuất hiện, Hoàng Diễm Thân Vương lại hét lớn lần nữa. Động thủ! Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử đều đáp lời. Từng thân ảnh phá không bay tới, tụ nguyên trận là tiểu trận đơn giản, người ở đây đều có thể bố trí, tác dụng duy nhất chúng là ngưng tụ nguyên lực của mình truyền cho một người khác. Khi Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều động thủ, vào lúc này còn có 5-60 đệ tử Tuyên Cổ Điện đều phản ứng, nguyên lực nhanh chóng bùng nổ. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng giả vờ giả vịt. Lục Lâm Thiên truyền âm vào tai Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, vào lúc này nhìn nguyên lực đang hội tụ vào trận pháp. Ầm ầm, cả lôi đình không gian run lên, giờ này nguyên lực trong người đang hội tụ, từng cột sáng nguyên lực rót vào thân hình, nguyên lực cuồn cuộn tỏa ra uy thế khủng bố, làm không gian lôi đình sinh ra gợn sóng. Hoàng Diễm Thân Vương, dựa vào ngươi rồi. Tụ nguyên trận dùng Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương bốn người làm chủ. Bốn người này đều có thực lực mạnh nhất. Bốn người ngưng kết thủ ấn rót nguyên lực vào trận pháp. Tốt, giao cho ta đi. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhảy vào trong tụ linh trận. Chỉ trong nháy mắt nguyên lực trong trận pháp rót vào trong người Hoàng Diễm Thân Vương. Khi nguyên lực bàng bạc của mọi người hội tụ vào người Hoàng Diễm Thân Vương, biển lửa phóng thích huy năng mạnh hơn trước. Ồ, Hoàng Ấn Thiên Diễm Thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản ta hay sao? Lôi hải cuồn cuộn, trong lôi đình có tiếng hét vang lên, bỗng dưng vô số lôi đình nổ vang. Ầm ầm, Hoàng Diễm Ấn Thiên, phá phong. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương ngưng trọng, hắn hét lớn và ngưng tụ vô số phủ văn, cuối cùng như tấm lụa bao phủ bầu trời. Vào lúc này mọi người có cảm giác nguyên lực trong người trôi đi rất nhanh, giống như có hung vật ngập trời rút nguyên lực của mọi người ra. Chư vị. Thời điểm nguy hiểm tính mạng, xin dùng toàn lực tương trợ ta đi, nếu còn che giấu, chúng ta không may mắn thoát khỏi đâu. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, nguyên lực trong người quán trú vào trong phong ấn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, xem ra không ít người ngoài mặt, ngoài miệng đồng ý toàn lực tương trợ, nhưng trong lòng lại có tính toán, căn bản cũng không có ý toàn lực tương trợ, đoán chừng Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương càng cáo giả không thật tâm trợ giúp. Chư vị, vì tất cả mọi người, toàn lực tương trợ đi, thời điểm này không nên đề phòng lẫn nhau. Vân Lôi Thân Vương quát một tiếng, dường như cũng có điểm giữ lại, vào lúc này quát lên, rót nguyên lực vào nhiều hơn. Toàn lực đi, tử kim huyền lôi không phải dễ đối phó. Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Dạ Mị Thân Vương biến sắc, lập tức rót nguyên lực nhiều hơn. Khi mọi người toàn lực làm, phong ấn biển lửa kia sinh ra lực lượng kỳ dị. Vô số lôi đình trệ và biến mất.
Cùng lúc đó vô số hỏa diễm đỡ upsilon.ng vào lôi đình, phá hủy từng phần. Ồ, khí tức rất quen thuộc. Thân ảnh tử kim kia kêu một tiếng, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mọi người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng lại nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Hoàng Diễm Ấn Thiên, phòng ấn. Hoàng Diễm Thân Vương đang ngưng tụ nguyên lực, có mọi người toàn lực trèo chống, thủ ấn vội vàng biến ảo, phòng ấn biển lửa run lên, vô số phù văn diễn hóa ra. Siêu, siêu. Lúc thân ảnh tử kim nhìn Lục Lâm Thiên, vô số hỏa diễm ngưng tụ trong hư không, hóa thành từng đạo phù văn bao phủ lấy thân ảnh tử kim. Ầm ầm. Muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy đâu. Thân ảnh tử kim lên tiếng, lôi quang toàn thân bùng nổ, lôi hải sinh ra sóng to gió lớn, vô số lôi đỉnh phóng lên trời, cho đến khi xé rách phong ấn, biển lửa vạn trượng vặn vẹo. Từng đạo lôi đỉnh phóng lên trời, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Vô số vết nứt không gian đen kịt tỏa ra lực lượng hủy diệt đáng sợ. Muốn đi ra, khó, dùng linh hồn ta làm dẫn, Hoàng Diễm Ấn Thiên, phòng ấn thiên địa. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn, ngưng kết thủ ấn quỷ dị, bỗng nhiên linh hồn phân thân của hắn từ mi tâm lao ra ngoài, trực tiếp lướt vào trong biển lửa, toàn lực phong ấn. Ầm ầm. Phong ấn hỏa diễm lúc này tỏa ra lực lượng đáng sợ, uy năng cuồn cuộn lao nhanh, phong ấn biển lửa co rút lại. Vô số phù văn không ngừng bám vào lôi đình, chúng sinh ra lực lượng quái dị áp chế lôi đình. Vào lúc này mọi người có cảm giác nguyên lực trong người bị hút khô cạn, nguyên lực không ngừng rót vào phong ấn biển lửa. Ầm ầm. Trong không gian lúc này thiểm điện lôi minh, phong vân biến sắc, hư không rung chuyển, cả phiến không gian đang trải qua quá trình tận thế. Phong ấn thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, nguyên lực trong người đã không còn nhiều, nhưng giờ phút này đang bị hút đi như hồng thủy. Mà lúc này Hoàng Diễm Thân Vương bố trí phong ấn uy năng làm cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên rung động, mọi người liên thủ, lúc này sợ rằng siêu cấp cường giả Lục Nguyên Hóa Hồng cũng khó thoát. Ầm ầm. Không gian trong nội điện Tuyên Cổ Điện, cửa vào thánh cảnh vào lúc này sinh ra uy năng khủng bố. Đã bắt đầu giao phong, xem ra Tử Kim Huyền Lôi bị phong ấn vô số năm, khí tức bá đạo và thực lực còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Trong ngọn núi cao ngất, Kim Tuyên nói nhỏ. Thiên Lôi Tử khẽ nhíu mày, nói nhỏ. Muốn nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh là khó khăn cỡ nào, bọn họ có người nào thành công sao? Đừng quên còn có người Chí Tôn Điện, đến bây giờ chúng ta còn không biết đám gia hỏa Chí Tôn Điện đang chuẩn bị thủ đoạn gì, không ngờ còn dám đánh cướp tử Lôi Huyền Đỉnh ngay trước mặt chúng ta. Diễm Hoàng nói ra, đôi mắt sáng ngời nhìn qua Hậu Khánh Lâm, nói. Long đầu, tại sao ngươi không nói chuyện? Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nhìn qua mọi người. Thân ảnh cao lớn đứng thẳng, áo choáng tím đen phất phơ, sắc mặt kiên định, nói. Tất cả đều là thiên ý, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, ta nghĩ, có lẽ hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Muốn đối phó ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh tử kim hét lớn, toàn thân tỏa ra lôi đình chói mắt. Vừa mới thức tỉnh mà thôi, bị phong ấn lâu như vậy, thực lực của ngươi không phải là lúc trước, phong ấn. Hoàng Diễm Thân Vương quát lớn. Cuối cùng đánh ra một thủ ấn huyền ảo, biển lửa to lớn mang theo uy thế khủng bố, dùng xu thế này bao phủ tất cả lôi đình. Không gian lôi đình run lên, trong nháy mắt lôi đình khủng bố đình trệ, khí tức hủy diệt thô bạo tiêu tán, không gian lôi đình khủng bố bình tĩnh trở lại, Tử Kim Huyền Lôi thật sự bị phong ấn. Phụt! Trong nháy mắt này, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, đều phun máu tươi, khí tức cũng uể oải tới tận cùng, nhưng thấy lúc này Tử Kim Huyền Lôi thật sự bị phong ấn. Bọn họ rất vui mừng. Xuy. Nhưng lúc này có một thân ảnh cao ngất phá không bay ra, trên người có hào quang tử kim xuất hiện, chính là Lãnh Luân Lôi Điện mang bất diệt thiên thể. Khi Lãnh Luân Lôi Điện lướt đi, ánh mắt mọi người ngạc nhiên, lôi điện tử kim lập lòe, lập tức lao vào phong ấn kim cầu. Chẳng lẽ là Lãnh Luân Lôi Điện? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn vẫn âm thầm chú ý dị động, vào thời điểm này, sợ rằng người Chí Tôn Điện sẽ nhảy ra. Chỉ là Lục Lâm Thiên không ngờ lại là Lãnh Luân Lôi Điện. Lãnh Luân Lôi Điện muốn làm cái gì, hắn thật sự muốn nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Mọi người nhìn Lãnh Luân Lôi Điện tiến vào phong ấn lôi điện, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Không tốt, nguyên lực của ta không trở về. Nguyên lực của ta bị khống chế. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt mọi người phát hiện nguyên lực của mình không bị khống chế, tiếp tục bị hút đi. Không tốt. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều biến sắc, hai người nghe Lục Lâm Thiên nói nên có điểm giữ lại,
nhưng lúc này nguyên lực trào ra, đã không còn bị bọn họ khống chế, trong lúc vô hình còn bị lực lượng quỷ dị bao phủ. Hoàng Diễm Thân Vương tại thôn phệ nguyên lực của mọi người. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, nguyên lực trong người hắn tuôn ra không dứt, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được có lực lượng quái dị đang hấp thu nguyên lực của hắn, loại lực lượng cắn nuốt khủng bố này không giống Hỗn Độn Âm Dương Quyết, bị cắn nuốt nguyên lực vào người Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương, ngươi đang làm gì thế? Dạ Mị quát lớn, ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương, có phải là ngươi đang làm hay không? Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương đều kinh hãi nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, nguyên lực trong người không ngừng tiến vào người Hoàng Diễm Thân Vương thôn phệ, tụ nguyên trận không bị bọn họ khống chế, loại biến cố này làm bọn họ sợ hãi. Khặc khặc, Hoàng Diễm Thân Vương tương liên với tụ nguyên trận, hỏa diễm quanh người cuồn cuộn, nguyên lực trong người không ngừng bốc lên hừng hực. Hoàng Diễm Thân Vương nhìn qua mọi người, trên mặt hắn cười cợt không chút che giấu. Ta thật sự phải đa tạ các ngươi, không có các ngươi, ta không thể nào phong ấn Tử Kim Huyền Lôi, chỉ tiếc các ngươi quá ngốc, ngốc đáng thương, chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào thánh cảnh nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, thật sự là buồn cười. Hoàng Diễm, ngươi có ý gì, ngươi dám đối phó chúng ta, cả Tuyên Cổ Điện và thế lực lớn sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dạ Mị lớn tiếng quát lên. Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh nói. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, không gian trong thánh cảnh đều bị phong tỏa, bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không biết, cho dù là linh hồn phân thân của các ngươi có ở bên ngoài, lúc này cũng không thể cảm giác nơi đây, không gian này bị cường giả viễn cổ của Tuyên Cổ Điện bố trí vô cùng kỳ diệu. Khặc khặc, các ngươi chết, đến lúc đó đừng nói không ai biết xảy ra chuyện gì, thế lực sau lưng các ngươi sẽ ghi hận Tuyên Cổ Điện, về phần Tuyên Cổ Điện tuy rất mạnh, nhưng trên đời vẫn có thế lực không dưới Tuyên Cổ Điện. Không bao lâu nữa, thiên địa sẽ biến hóa, đến lúc đó Tuyên Cổ Điện chẳng là cái gì, ta cần gì phải lo lắng Tuyên Cổ Điện chứ. Hoàng Diễm, người vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dạ Mị quát lớn, lập tức giãy giụa nhưng không thể làm nên chuyện gì. Đừng giãy giụa, tất cả đều vô dụng, các ngươi không thoát đâu, nhất định trở thành đá kê chân của ta, Hoàng Ấn Thiên Diễm của ta có thiên phú, Hoàng Diễm Ấn Thiên, ở bên ngoài có người biết một ít, nhưng mà còn có một loại thiên phú người biết rất ít, đó là Hoàng Diễm Luyện Thể, trong Hoàng Diễm Luyện Thể của ta, các ngươi không thể giãy giụa, đều trở thành đá kê chân của ta, sẽ bị Hoàng Diễm Luyện Thể của ta đốt thành cho tàn, ha ha ha. Hoàng Diễm Luyện Thể, luyện hóa cho ta. Tiếng hét lớn vang lên trong hư không, Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh, phát tay phát động lực lượng, biển lửa bùng nổ nhanh chóng. Rốt cuộc đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực thấp sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, máu tươi không ngừng trào ra. Hoàng Diễm, người hỗn đản, ta chết cũng không tha ngươi. Hoàng Diễm vô sỉ, lão tử không để yên cho ngươi. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương biến sắc, gào thét không ngớt, căn bản không thể làm gì. Thực lực Hoàng Diễm Thân Vương còn mạnh hơn bọn họ, lúc này bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm bị Hoàng Diễm Thân Vương ám toán, giờ phút này bọn họ biến thành thịt cá mặc người ta chém giết. Luyện hóa các ngươi, tăng thêm linh hồn lực của Lôi Bộc, ta nghĩ tới ta cũng nhanh chóng đột phá siêu phàm rồi. Hoàng Diễm Thân Vương lườm mọi người, cười lạnh và nói. Các ngươi tính toán là vật gì, thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta, lúc này ở trong Hoàng Diễm luyện thể của ta, trung thực chờ hóa thành cho tàn đi. Xem ra, người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ có mình ngươi, mà là hai người ngươi cùng Lãnh Luân Lôi Điện, rốt cục không cần che giấu nữa rồi. Thời điểm Hoàng Diễm Thân Vương cười lạnh thì có một tiếng nói đạm mạc vang lên. Là ai? Lúc nghe được lời này, sắc mặt Hoàng Diễm Thân Vương đại biến, thân hình run như sét đánh, ánh mắt kinh hãi cảm giác được cái gì đó, cuối cùng nhìn lên người Lục Lâm Thiên, thần sắc ngạc nhiên, nói. Tiểu tử, là ngươi. Xem ra, ngươi chính là người Chí Tôn Điện, định một mình hốt gọn sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, đến thời điểm này Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, Điện Chủ Tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ là một, trừ Lãnh Luân Lôi Điện ra, còn có Hoàng Diễm Thân Vương mạnh nhất trong năm Thân Vương. Khó trách dám đến Tuyên Cổ Điện đánh chủ ý lên Tử Kim Huyền Lôi, Lãnh Luân Lôi Điện tăng thêm Hoàng Diễm Thân Vương, thật sự có phần thắng cực lớn. Lục Lâm Thiên biết cái gì? Từng ánh mắt kinh hãi đang chống cự nguyên lực bị hút đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Lâm Thiên.
Hoàng Diễm Thân Vương nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn biết rất nhiều, vốn cấp trên còn có ý định thuyết phục ngươi gia nhập Chí Tôn Điện, nhưng mà hiện tại xem ra ngươi không có gì hơn thế này, ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào, Tử Lôi Huyền Đỉnh nhất định là vật của Chí Tôn Điện, các ngươi cũng trở thành đá kê chân của ta, các ngươi còn có thể như thế nào, khặc khặc, cho dù các ngươi thời kỳ toàn thịnh ta cũng không sợ, chẳng lẽ dựa vào trạng thái nỏ mạnh hết đà của cá ngươi có thể làm gì được ta sao? Hoàng Diễm luyện thể, thôn vệ nguyên lực và linh hồn hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng, năng lực không tệ. Nguyên lực trong người Lục Lâm Thiên không ngừng bị dẫn dắt đi, hắn nói xong liền cười lạnh, trầm giọng nói. Nếu giao thủ với ngươi, ta thật sự không thể đối phó ngươi, nhưng bây giờ ngươi chọc lên đầu tổ tông thôn vệ, thật sự muốn tìm chết thì không ai ngăn cản được. Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Lâm Thiên biến thành quỷ dị, quanh người sinh ra chấn động quỷ dị, cùng lúc đó nguyên lực trong người đang rút đi đã dừng lại. Sau đó nguyên lực làm không gian sinh ra vòng xoáy vặn vẹo. Loại năng lực cắn nuốt này còn mạnh hơn cả Hoàng Diễm Thân Vương cắn nuốt rất nhiều, cũng không phải Hoàng Diễm Thân Vương thúc dục lực cắn nuốt có thể so sánh, Hoàng Diễm Thân Vương chỉ có dựa vào tu vị cường hãn mới có thể miễn cưỡng so sánh mà thôi. Phần phật, lực cắn nuốt lan tràn mở rộng ra, nguyên lực trực tiếp bị Lục Lâm Thiên cướp đoạt, chúng không ngừng rót vào người Lục Lâm Thiên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đan điền khí hải khô cạn của Lục Lâm Thiên lập tức được hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng và biến thành nguyên lực tinh thuần. Ngươi cũng có thể thôn phệ nguyên lực. Lúc này sắc mặt Hoàng Diễm Thân Vương biến hóa, hắn phát hiện Lục Lâm Thiên cắn nuốt còn trên cả hắn, lúc này nguyên lực hắn thôn phệ mọi người đã bị Lục Lâm Thiên hoành đao chặn đường. Thiên phú cắn nuốt của hắn so với Lục Lâm Thiên chẳng là gì, hắn vô cùng khiếp sợ. A hát! Vào lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lực cắn nuốt đã làm mọi người khó thừa nhận, lúc này hai chủng lực cắn nuốt bao phủ với đệ tử Tuyên Cổ Điện chính là ác mộng. Rầm rầm rầm. Sau tiếng kêu thảm thiết là mấy đệ tử nội điện Tuyên Cổ cảnh bị hút thành thây khô, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị lực cắn nuốt sâu xé. Ô ô, a hát. Hồn anh và linh hồn không ngừng kêu thảm thiết, rằng có xé nát hồn anh và linh hồn phân thân, nhưng mà cuối cùng lại bị hút vào vòng xoáy của Lục Lâm Thiên. Rất rõ ràng, Hoàng Diễm Thân Vương đã không thể tranh đoạt với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có lực cắn nuốt quỷ dị, phiền toái. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, căn bản không cách nào giãy giụa ra được, bị hãm vào sâu trong đó không thể thoát ra. Lục Lâm Thiên, Lục Thân Vương, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, nếu có thể giúp ta thoát thân, Thanh Lôi Thân Vương ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Lục Thân Vương, nhanh nghĩ biện pháp, chỉ cần giúp chúng ta thoát thân. Chúng ta sẽ thiếu nợ ngươi. Đám người Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi nói với Lục Lâm Thiên, lúc này ngay cả bọn họ cũng càng ngày càng khó chịu, nguyên lực trong đan điền khí hải đang bị hút khô cạn. Vì sao lại mạnh như thế? Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương không ngừng ngạc nhiên, Lục Lâm Thiên thúc dục lực thôn vệ cắn nuốt còn mạnh hơn thiên phú của bản thân hắn quá nhiều. Rầm rầm rầm. Trèo chống hai lực lượng thôn phệ này, lại có không ít đệ tử nội điện Tuyên Cổ Điện không trèo chống nổi bị hút thành thây khô, lập tức trở thành cho tàn, linh hồn hồn anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện toàn lực giãy giụa, bọn họ không thể thoát thân, cả đám sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, sợ hãi tử vong bao phủ nội tâm. Sắc mặt Lục Lâm Thiên dần dần bị nguyên lực hút được làm đỏ mặt, có mấy chục cường giả bị cắn nuốt, còn có Dạ Mị, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Kim Lôi Sử các cường giả, tuy nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao không còn, nhưng Lục Lâm Thiên lúc này hấp thu nguyên lực vẫn cuồn cuộn không dứt. Tiểu tử, dành ăn với ta, dù ngươi là chân lý Niết Bàn Đỉnh Phong cũng có thể thôn phệ bao nhiêu chứ, no quá sẽ chết đấy. Hoàng Diễm Thân Vương lạnh nhạt nói với Lục Lâm Thiên, hắn không biết vì sao Lục Lâm Thiên biết thôn phệ, cũng không tranh với Lục Lâm Thiên, nhưng biết rõ, dùng thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ cũng không thể thôn phệ bao nhiêu. Cưỡng ép thôn phệ chỉ làm bản thân nổ tung mà thôi. Giống. Tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Lâm Thiên biến thành hổ, thân hình to lớn bắt đầu chứa nguyên lực nhiều hơn. Vô liêm sỉ. Hoàng Diễm Thân Vương mắng to một tiếng, khi Lục Lâm Thiên thúc giục thân hổ khổng lồ, nguyên lực của tất cả mọi người lúc này đều bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, vốn là hắn còn có thể thôn phệ thêm một ít, lúc này tăng lực thôn phệ không ngờ đã làm hắn không chiếm tiện nghi. Thậm chí nguyên lực trong cơ thể không có dấu hiệu bị Lục Lâm Thiên hút đi. A hát!
Trong đám đệ tử Tuyên Cổ Điện không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong lực thôn vệ cực lớn này, đệ tử Tuyên Cổ Điện rất thảm hại, trừ Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu loang lổ ra, nếu không phải hai người bảo tồn không ít nguyên lực, sợ rằng lúc này sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi chấn động, loại thôn vệ này tuy có thể ngăn cản Hoàng Diễm, nhưng lại không ảnh hưởng tới Hoàng Diễm, chính mình đang thôn vệ nguyên lực của mọi người, khi đó chính mình sẽ no tới chết, thế nhưng mà Hoàng Diễm không tổn thất gì. Cho dù mình không bị no tới chết, đến lúc đó không thể thoát khỏi không gian này cũng phí công mà thôi. Không thể lại tiếp tục như vậy. Lục Lâm Thiên âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể đối phó Hoàng Diễm mà thôi, lập tức truyền âm nói với mọi người. Các ngươi muốn mạng sống thoát thân, cũng đừng có ngăn cản nguyên lực tiết ra ngoài, đến lúc đó ta thông chi các ngươi nên toàn lực giãy giụa, có lẽ còn có thể có một đường cơ hội, không tin ta, vậy cứ hao tổn chết đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Khi Lục Lâm Thiên truyền âm, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử đều sững sờ. Từng ánh mắt chấn động, trong nháy mắt lập tức cắn răng, dứt khoát không ngăn cản nguyên lực trong người trôi đi. Giống như còn mở ra con đường thuận tiện cho nguyên lực trôi qua. Nhìn ngươi còn có thể trèo chống bao lâu nữa? Hoàng Diễm quát lạnh, hiện tại trơ mắt nhìn Lục Lâm Thiên thôn phệ năng lực vốn nên thuộc về mình trong bất lực. Hoàng Diễm cũng không thể đối phó Lục Lâm Thiên, chỉ có thể chờ đến lúc Lục Lâm Thiên bị no chết, lúc đó năng lượng cũng không thể thoát khỏi. Hoàng Diễm luyện thể, được. Nguyên lực không ngừng rót vào trong người Lục Lâm Thiên, hơn 10 đạo nguyên lực như hồng thủy trút vào người Lục Lâm Thiên. Lập tức làm cho nguyên lực của Lục Lâm Thiên nhanh chóng bành trướng dữ dội. Loại năng lượng chưa bị luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ trong người, đối với Lục Lâm Thiên mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Mau ra tay, toàn lực giãy giụa. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên quát lớn, Âm Dương Linh Vũ Quyết lập tức đình trệ thôn phệ, nguyên lực trong người bành trướng, lập tức bùng phát một cách dữ dội. Oanh! Nguyên lực tồn đọng như ngọn núi lửa phun trào, uy lực bài sơn đảo hải. Trực tiếp xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thân Vương. Đối mặt uy lực bài sơn đảo hải như núi lửa phun trào xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thân Vương, hai lực hút đang giằng co với nhau, tình cảnh giống như hai người kéo co, một người đột nhiên buông tay sẽ làm một phương khác ngã chỏng vó. Đạp đạp, nguyên lực khủng bố trùng kích làm cho Hoàng Diễm Thân Vương không kịp thôn phệ, thân hình trực tiếp lảo đảo lui ra phía sau, khí tức cũng trì trệ. Toàn lực giãy giụa, động thủ. Liều. Chỉ trong nháy mắt mọi người đang khẩn trương và có chuẩn bị, bọn họ cùng hành động, lập tức dùng toàn lực giãy giụa. Ngao! Giống! Phi Long Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương há mồm gào thét, hai người một hóa thành giao long màu tím, là thú tộc thiên lôi giao hiếm thấy. Vân Lôi Thân Vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nó lại vô cùng hung hãn. Khí tức khủng bố, chính là thú tộc thôn hổ vân tượng kinh lôi thú. Dạ Xoa Chân Thân, Bất Diệt Kim Cương Tượng, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều dùng toàn lực, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng thừa dịp lực thôn phệ biến mất, cuối cùng dốc sức liều mạng đánh cược một lần thúc giục Bất Diệt Kim Cương Tượng lui ra. Ngao, tiếng gầm gừ như rồng gào thét, thanh lôi lập lòe, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ lập tức sinh ra lôi vân màu xanh. Nàng hóa thành cây mây màu xanh cao mấy ngàn mét. Hình thể óng ánh, điện quang màu xanh cực kỳ chói mắt, thân cây sinh ra lực áp bách không gian, nhìn qua giống như có một con thanh long đang quấn quanh gốc cây. Trên cây mây màu xanh này có một luồn khí tức viễn cổ bùng nổ, khí tức này làm linh hồn mọi người chấn động, ngay cả linh hồn cũng không thể phản kháng, chính là thanh lôi huyền đằng thể. Lục Lâm Thiên lúc trước có cảm giác khí tức quen thuộc trên người Đông Phương Tử Quỳ. Thì ra là có thanh lôi huyền đằng giống như lục tâm đồng. Lúc trước Lục Lâm Thiên có giao thủ với thanh lôi huyền đằng trong thế giới linh vũ, cho nên xem như hơi quen thuộc, tăng thêm linh hồn lực nhạy cảm, cho nên mới đoán đại khái bản thể của Đông Phương Tử Quỳ. Không ngờ là thanh lôi huyền đằng thể hiếm thấy. Không ít ánh mắt nhìn qua bản thể Đông Phương Tử Quỳ với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mà thời điểm này mọi người đang hãm sâu vào nguy hiểm, cũng không quan tâm quá nhiều. Ầm ầm. Trong nháy mắt tụ nguyên trận sụp đổ hoàn toàn, phong ấn hỏa diễm trong không gian run rẩy, khí tức khủng bố tàn sát bừa bãi, hơn 10 người rốt cuộc thoát ly khỏi lực cắn nuốt của Hoàng Diễm Thân Vương. Phần phật, Hoàng Diễm Thân Vương lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt vô cùng âm trầm, lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao trăm trượng,
lập tức thân thể ổn định, năng lượng nguyên lực bùng nổ như núi lửa phun trào kia bị thân thể này luyện hóa. Giống. Thời điểm thân thể Hoàng Diễm Thân Vương lui lại, thân hổ của Lục Lâm Thiên gào thét, vô cùng hung hãn, như mãnh hổ vồ mồi, trực tiếp đánh một chưởng về phía Hoàng Diễm. Lục Lâm Thiên, người muốn chết. Hoàng Diễm đã sớm hận Lục Lâm Thiên thấu xương, nhìn thấy Lục Lâm Thiên không tự lượng sức còn dám công kích mình, không chút do dự, một đạo hỏa diễm bao phủ trưởng ấn nghênh tiếp một chưởng của Lục Lâm Thiên. Phanh! Hai chưởng đỡ upsilon.ng nhau, năng lượng khủng bố bộc phát, năng lượng trầm đỡ upsilon, xê bắn ra bốn phía, âm thanh trầm thấp làm ra đầu mọi người run lên. Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh vì Lục Lâm Thiên, nhưng cũng không có xuất hiện tình cảnh mọi người tưởng tượng, cảnh Lục Lâm Thiên bị trực tiếp đập bay đi. Phụt! Lục Lâm Thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy hổ trưởng của Lục Lâm Thiên dính vào bàn tay Hoàng Diễm, vòng xoáy thôn vệ xuất hiện, thôn vệ nguyên lực của Hoàng Diễm. Hoàng Diễm lúc này tức giận gào thét. Tiểu tử, cũng dám thôn vệ ta, không biết lượng sức, vậy ta cho ngươi nếm thử Hoàng Diễm Thiên Diễm hỏa luôn, cho ngươi chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt. Tiếng hét lớn vang lên, hỏa diễm trong bàn tay Hoàng Diễm bùng phát, năng lượng nóng rực sinh ra, nguyên lực và hỏa diễm cùng rót vào trong vòng xoáy thôn vệ của Lục Lâm Thiên. Trong nội tâm Hoàng Diễm, một nhân loại có thủ đoạn thôn vệ kỳ lạ dám đấu với thủ đoạn của Hoàng Ấn Thiên Diễm của mình thật sự là tìm chết. Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa của hắn có thể đốt tất cả thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Nhưng cảnh tượng phát sinh lại làm cho Hoàng Diễm biến sắc, Hoàng Diễm cảm thấy Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa rót vào người Lục Lâm Thiên, nhưng lại không có tác dụng gì, căn bản không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Lục Lâm Thiên. Thậm chí trong cơ thể Lục Lâm Thiên có khí tức âm hàn và nóng bỏng tồn tại, khí tức này làm tim hắn đập nhanh, đối với Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa đó là khí tức của vương giả. Mà bản thể Hoàng Diễm chính là Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa, có lẽ đối với người khác chắc chắn không dám thôn phệ, bởi vì hỏa diễm này vào trong cơ thể, nguyên lực, linh hồn ngũ tạng lục phủ đều bị phong ấn, sẽ bị phá hủy thành cho tàn. Nhưng mà Lục Lâm Thiên không giống, Lục Lâm Thiên không chỉ có bất diệt thiên thể, bất tử thần thể đệ nhị biến. Bản thể Lục Lâm Thiên đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện qua. Thái Cổ U Minh Viêm thân là vật xen lẫn với thế giới hỗn độn, cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm cũng chỉ có những đại năng thời đại thiên địa sơ khai mới có thể so sánh. Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa rất mạnh, có thể liệt kê thành cường giả trong linh vật trời sinh, cường giả ngũ nguyên hóa hồng cảnh, cũng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể đạt tới. Chỉ tiếc lúc này Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa lại gặp Thái Cổ U Minh Viêm. Tuy Thái Cổ U Minh Viêm bây giờ không có trên người Lục Lâm Thiên, nếu Thái Cổ U Minh Viêm có mặt, Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa không xem là cái gì, cho dù thực lực mạnh cũng bị cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm áp chế, tăng thêm đám người dạ mị, Hoàng Diễm không lật nổi sóng cồn gì. Lúc này Thái Cổ U Minh Viêm không có trên người Lục Lâm Thiên, nhưng bản thể Lục Lâm Thiên đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện, tăng thêm hỗn độn âm dương quyết kỳ lạ, tuy Lục Lâm Thiên lúc này cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng không chính thức làm gì được Lục Lâm Thiên. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng và hỏa diễm bị Lục Lâm Thiên thôn phệ đi, Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa của mình cũng vô dụng với Lục Lâm Thiên, Hoàng Diễm vô cùng kinh hãi. Lực cắn nuốt này hơn thiên phú của hắn quá nhiều, giống như cắn nuốt linh hồn bổn nguyên. Hoàng Diễm nổi giận, hắn toàn lực giãy giụa không được, hắn mang toàn bộ năng lượng vừa mới thôn phệ nguyên lực của mọi người đẩy ra toàn bộ, chờ Lục Lâm Thiên thôn phệ nổ tung. Như vậy thì hắn có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng của Lục Lâm Thiên rồi. Ầm ầm. Nhưng mà vượt qua Hoàng Diễm suy đoán, nguyên lực của hắn tràn vào trong người Lục Lâm Thiên tuy làm thân hổ của Lục Lâm Thiên run lên không ngớt, nhưng mà hắn không cách nào thoát khỏi lực hút quỷ dị này. Dạ mị nhìn qua Lục Lâm Thiên và Hoàng Diễm, nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng trong lòng thì hy vọng Lục Lâm Thiên có thể chiến thắng. Lục Lâm Thiên chiến thắng, nàng sẽ thoát khỏi không gian Hoàng Diễm luyện thể này. Đến lúc đó mới có thể đánh giết Lục Lâm Thiên. Nếu như Hoàng Diễm chiến thắng, đến lúc đó kết cục nàng có thể nghĩ, thời kỳ toàn thịnh không thể làm gì Hoàng Diễm, bây giờ càng nghĩ tới. Lục Lâm Thiên có thể đối phó Hoàng Diễm không? Mọi người đều khẩn trương quan sát. Lục Lâm Thiên mạnh hơn nữa làm sao đánh thắng Hoàng Diễm, đây là chuyện nằm mơ. Lúc này mọi người muốn giúp đỡ, nhưng lại không có bất kỳ người nào ra tay, đối mặt với Hoàng Diễm. Bọn họ khó bảo toàn, đành phải im lặng xem biến hóa. Giữa không trung, dưới thôn phệ khủng bố, thân hổ của Lục Lâm Thiên bành trướng tới tận cùng, đã vượt qua khả năng thừa nhận của Lục Lâm Thiên.
tiểu tử, người đợi tự bạo đi, ta sẽ thôn phệ ngươi. Dường như cảm giác được Lục Lâm Thiên khó có thể chống đỡ, Hoàng Diễm cười lạnh, nhưng trong nội tâm giờ phút này cũng khiếp sợ đến mức tận cùng, tuy đối phó Tử Kim Huyền Lôi, nguyên lực trong người hắn cũng bộc phát toàn bộ. Nhưng về sau hắn thôn phệ hơn 10 người, đặc biệt là Dạ Mị, Thanh Lôi, Phi Long, Vân Lôi, nguyên lực của hắn cuối cùng bảo thủ cũng đạt tới tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng so với lúc toàn thịnh. Nhưng lúc này năng lượng mà hắn thôn phệ đã bị Lục Lâm Thiên thôn phệ không còn một mảnh, từ đó đã làm hắn kinh hãi. Không được, không thể buông tay. Lục Lâm Thiên ngưng trọng, trong lòng biết một khi buông tay, đến lúc đó tất cả mọi người không thể không chết. Người khác chết hay không, Lục Lâm Thiên cũng không phải quan tâm, nhiều nhất là lo lắng Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên còn có Đông Phương Tử Quỳ mà thôi, trọng yếu nhất là mình không thể thoát thân, mà đến lúc đó Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể lấy được. Liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên lập tức cố nén cảm giác đau đớn khi tới cực hạn, hắn đưa ra quyết định. Giống. Loại cưỡng ép thôn phệ này đã làm thân hình Lục Lâm Thiên rạn nứt, Lục Lâm Thiên thậm chí cảm giác kinh mạch vỡ ra, đan điền khí hải cũng sắp nổ tung, máu trong người túa ra ngoài. Giống. Đau đớn làm hắn gầm giận dữ, Lục Lâm Thiên lân phiến trên người nổ tung, máu tràn ra ngoài. Không ổn. Lục Lâm Thiên hẳn là có biện pháp đối phó Hoàng Diễm, nhưng mà thực lực Lục Lâm Thiên quá thấp không thể thôn vệ Hoàng Diễm cưỡng ép thôn vệ chỉ làm hắn hài cốt không còn. Đây là đại họa, Lục Lâm Thiên nhìn không được, sợ rằng đan điền khí hải đã rạn nứt. Chúng ta không thể giúp gì. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương đều biết rõ tình huống của Lục Lâm Thiên, mọi người ngẩng đầu nhìn thân hình Lục Lâm Thiên máu tươi đầm đìa, ánh mắt ngưng trọng tới tận cùng. Liều, ta muốn chết cũng không dễ dàng. Lục Lâm Thiên tiếp tục cắn răng thừa nhận. Lúc này nếu không phải tiếp tục thôn vệ Hoàng Diễm, Lục Lâm Thiên biết hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Cho nên nội tâm Lục Lâm Thiên không nghĩ nhiều, trong nội tâm buông ra, thúc giục âm dương linh vũ quyết tiếp tục thôn vệ. Cũng nhưng vào lúc này, Lục Lâm Thiên vận chuyển nguyên đan chữ vạn, từ từ xoay tròn rồi đột nhiên gia tốc, khí tức man hoang thương cổ bạo phát. Cũng xoay tròn và hấp thu năng lượng của vòng xoáy. Bỗng dưng năng lượng còn chưa luyện hóa trong người Lục Lâm Thiên bị nguyên đan chữ vạn hấp thu, thân hình bành trướng sắp nổ tung cũng giảm rất nhiều áp lực. Mà thời điểm này, năng lượng trong người Lục Lâm Thiên đều bị nguyên đan hấp thu. Loại hấp thu này bảo trì trạng thái no đủ trong kinh mạch và đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, còn năng lượng dư thừa đều bị nguyên đan hấp thu hết. Tại sao có thể như vậy, quỷ dị a hát? Hoàng Diễm Thân Vương rung động, hắn sợ hãi khó nói thành lời. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang ở biên giới nổ tung, nhưng lại đột nhiên không có việc gì, mà lúc này hắn vừa mới thôn phệ năng lượng của người Tuyên Cổ Điện đều bị Lục Lâm Thiên thôn phệ đi, tất cả đều thành toàn cho Lục Lâm Thiên. Vào lúc này ngay cả nguyên lực của hắn cũng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, hắn không thể thoát khỏi lực cắn nuốt này, ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng bị hút vào, là vĩnh viễn biến mất. Ầm ầm. Không gian Hoàng Diễm luyện thể rạn nứt, nhiệt độ khủng bố quét qua, không gian chung quanh bị điện quang tử kim đánh vỡ, vết nứt không gian không ngừng mở rộng ra. Phần phật, cả không gian bị hư không quét qua, làm cho lôi hải bình tĩnh sinh ra sóng gió, cuối cùng điện quang lại bùng phát. Tại sao có thể như vậy, phá cho ta? Hoàng Diễm không ngừng giãy giụa, Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa gào thét lao ra, thi triển tất cả thủ đoạn muốn tránh thoát Lục Lâm Thiên thôn phệ, nhưng lại bị lực thôn phệ cắn nuốt. Năng lượng trong người không ngừng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, loại thôn phệ này ngay cả Hoàng Ấn Thiên Diễm hỏa cắn nuốt mất, TRUNFULLVN, tốc độ thôn phệ cũng khủng bố, một lát sau năng lượng bị cắn nuốt một lần, còn nhiều hơn năng lượng của mọi người lúc nãy. Hoàng Diễm sợ hãi, kinh hãi, bắt đầu lo lắng. Loại thôn phệ quỷ dị này đã làm Hoàng Diễm Thân Vương khủng hoảng, sâu trong linh hồn sinh ra hàn ý, đến thời điểm này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng chuyên dùng đối phó Tử Kim Huyền Lôi. Xoẹt. Vào lúc này hào quang trong mi tâm Hoàng Diễm bùng phát, bỗng dưng trong mi tâm sinh ra hào quang chói mắt. Oanh. Hào quang chói mắt bắn ra, không gian chung quanh run lên, một đạo khí tức vô hình tuôn ra, lập tức làm không gian này chấn động kịch liệt. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt trong mi tâm Hoàng Diễm bắn ra hào quang ngập trời, loại năng lượng chấn động này làm Dạ Mị, Lôi Vân, Phi Long, Thanh Lôi, Đông Phương Tử Quỳ, Kim Lôi Sử vô cùng khiếp sợ, thân hình không tự chủ run lên. Ô,
hào quang đại phóng, trong không gian sinh ra tiếng đao kiếm vang vọng, âm thanh đủ rung chuyển linh hồn mọi người. Ầm ầm. Giờ phút này trong không gian lôi điện rung chuyển rất mạnh, dường như hô ứng cái gì đó, cả không gian rung mạnh. Năng lượng chấn động quá mạnh, không cách nào phản kháng. Nhìn thấy hào quang bùng nổ, thân hình Dạ Mị Bất Diệt Kim Cương Tượng rung rung, mắt đầy sợ hãi, năng lượng chấn động kinh người này làm nàng sợ hãi. Khí này tức này dường như không bị Tử Kim Huyền Lôi ảnh hưởng. Thân hình Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương lúc này chấn động mạnh, đôi mắt sợ hãi, linh hồn chấn động. Trong bầu trời bao la, lúc này có một thân ảnh đang ngồi, hai mắt khép hờ, không gian quanh người chấn động như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không nhìn rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh này thì thào. Lại phải vận dụng át chủ bài cuối cùng, xem ra Lãnh Luân Lôi Điện đã thất bại, Tử Lôi Huyền Đỉnh căn bản là vật bá đạo không thể nhận chủ, xem ra vẫn phải dựa vào át chủ bài cuối cùng. Lục Lâm Thiên, muốn đấu với bổn vương, ngươi còn kém nhiều, chết đi, luân hồi hư vọng đao. Hoàng Diễm quát lớn, lúc này một đạo đao khí khổng lồ chém thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Oanh! Lực lượng hủy diệt làm không gian tan vỡ, khí tức và năng lượng nó tỏa ra làm rung động linh hồn, nội tâm sợ hãi khó ức chế. Luân hồi hư vọng đao, không ngờ là luân hồi hư vọng đao. Ánh mắt Dạ Mị kinh hãi, nàng chưa gặp qua luân hồi hư vọng đao, nhưng lại nghe nói qua tên của nó, cũng là một trong thập đại bán thánh khí, cũng là bán thánh khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh, đó là chí bảo ngang cấp với Tử Lôi Huyền Đỉnh. Luân hồi hư vọng đao, Hoàng Diễm có chí bảo như thế. Thanh Lôi Thân Vương dường như có nghe nói về luân hồi hư vọng đao, ánh mắt kinh hãi rung rung không ngớt, thập đại bán thánh khí đều là chí bảo, hắn thật không ngờ Hoàng Diễm lại có chí bảo này, thập đại bán thánh khí. Một đạo kinh khủng kia làm mọi người run sợ, linh hồn chấn động dữ dội, trực tiếp lướt về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Thân hổ của Lục Lâm Thiên run lên, hào quang bay vào mi tâm của hắn. Phá! Hoàng Diễm quát một tiếng, toàn lực giãy ra khỏi lực thôn phệ, lạnh nhạt nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười lạnh nói. Khặc khặc, nhìn ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ chết thôi. Thúc dục luân hồi hư vọng đao, Hoàng Diễm biết rõ Lục Lâm Thiên chết chắc, luân hồi hư vọng đao nhập vào cơ thể. Lục Lâm Thiên có 10 cái mạng cũng không đủ chết, thập đại bán thánh khí luân hồi hư vọng đao, đúng là át chủ bài mạnh nhất chí tôn điện cho hắn. Luân hồi hư vọng đao, nó cũng là chí bảo của chí tôn điện, lúc này vì thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện, chí tôn điện cũng có ý định vạn toàn. Nếu không phải thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện chỉ cho tối đa ngũ nguyên hóa hồng đi vào, lại là người mang lôi thuộc tính của Tuyên Cổ Điện, chí bảo như luân hồi hư vọng đao sẽ không tới phiên Hoàng Diễm tạm thời khống chế. Vốn chí tôn điện an bài nếu không cách nào nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng chỉ có thể vận dụng luân hồi hư vọng đao ngăn chặn Tử Lôi Huyền Đỉnh và mang về chí tôn điện. Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy bá đạo, nhưng mà vô số năm áp chế xuống, thực lực giảm lớn, dùng luân hồi hư vọng đao mang về cũng có thể áp chế. Nhưng mà trong tình hình đột phát, gặp gỡ Lục Lâm Thiên quỷ dị, trong lúc tính mạng khẩn cấp, Hoàng Diễm cũng chỉ có thể sớm vận dụng luân hồi hư vọng đao. Ô! Thời điểm Hoàng Diễm cho rằng Lục Lâm Thiên chết 10 lần cũng không đủ, trong mi tâm Lục Lâm Thiên bắn ra kim sắc quang mang, lập tức áp chế tiếng đao minh kia. Nhưng mọi người không có nghe ra tiếng đao minh này ẩn chứa sợ hãi và khủng hoảng. Xíu, yêu yêu. Lập tức trong mi tâm Lục Lâm Thiên, luân hồi hư vọng đao vừa tiến vào lập tức bay ra, hào quang chói mắt yếu đi một nửa. Đây là thanh đao có bí vân quấn quanh, sống dao hẹp dài, trên phần đao cong vô cùng sắc bén. Giống như răng nanh của một con sói khủng khiếp, lưỡi đao có hàn quang rạng rỡ, lại có phong cách cổ xưa, năng lượng tỏa ra làm người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại đối mặt với hào quang trong mi tâm Lục Lâm Thiên, luân hồi hư vọng đao run rẩy quỷ dị, đó là một loại cảm giác e ngại từ bản năng. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không có bất cứ khí tức nào, nhưng mà luân hồi hư vọng đao giống như vương giả kia lại rất kiêng kỵ, tuyệt đối kiêng kỵ, thân đao run rẩy, sợ hãi bất định. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Diễm khiếp sợ, tuy hắn lúc này không phải chủ nhân luân hồi hư vọng đao, nhưng mà hắn có thể mượn uy năng của đao, tự nhiên cũng có thể cảm giác được khí tức e ngại trên người luân hồi hư vọng đao. Loại e ngại này làm người ta sợ hãi. Ồ! Mọi người nhìn qua, vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên chết chắc, nhưng không ngờ sinh ra biến hóa như vậy. Ầm ầm. Cùng một thời gian, phòng ấn lôi cầu của Hoàng Diễm chấn động, phù văn phòng ấn lóe lên.
đột nhiên hào quang kinh người từ trong phủ văn bắn ra bốn phía. Không tốt, Hoàng Diễm bố trí phong ấn sắp bị phá, mau lùi lại. Thanh Lôi Thần Vương nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn, thân hình bất diệt kim cương tượng khổng lồ lui ra. Nghe được Thanh Lôi Thần Vương nói thế, mọi người kinh hãi, bọn họ biết nếu bị hào quang quét trúng, hậu quả không chịu nổi. Bởi vậy, cũng lập tức lùi lại thật nhanh. Oanh! Lúc này mọi người nhanh chóng lùi lại, tử kim lôi cầu rạn nứt, phong ấn sụp đổ. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo bùng nổ, khói báo động lan tỏa ra các nơi, lực lượng hủy diệt sinh ra. Mọi người đã tránh ra thật xa, nhưng hiện tại bị dư âm sót lại ảnh hưởng, những người thực lực hơi thấp không ngừng phun máu tươi. Phong ấn chấn vỡ, cả phiến không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại lôi điện tử kim sắc đáng sợ. Tử kim huyền lôi không bình thường. Phi Long Thân Vương sợ hãi, vừa mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cũng cảm thấy tử kim huyền lôi khác với lúc trước, cụ thể khác như thế nào hắn không rõ. Một ngũ nguyên hóa hồng cũng muốn phong ấn ta, thật không biết nói ngươi quá ngốc hay ngây thơ, còn có con sâu cái kiến tuyên cổ cảnh cao giai, cho rằng nương tựa vào bất diệt thiên thể là có thể nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, thật sự là trò cười lớn, ha ha ha. Tiếng cười tục tằng bá đạo truyền ra. Lập tức tử kim lôi cầu bắn ra khí tức nhộn nhạo, một thân ảnh to lớn mặc trường bào tử kim hiện thân. Lúc này trong tay thân ảnh to lớn đó còn nắm một cái hồn anh nhỏ bé. Tất cả mọi người nhận ra hồn anh này, đó chính là Lãnh Luân Lôi Điện thừa dịp mọi người bị áp chế đã bay vào phong ấn, nhưng thân hình không còn, hiện tại chỉ còn hồn anh mà thôi. Sư phụ cứu mạng A Hát, tử kim huyền lôi khó mà thu phục, sư phụ cứu ta. Hồn anh của Lãnh Luân Lôi Điện kinh hãi. Nhìn thấy Hoàng Diễm liền cầu cứu. Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ của Hoàng Diễm. Nghe Lãnh Luân Lôi Điện xưng hô, mọi người ngạc nhiên không nhỏ, không ngờ Lãnh Luân Lôi Điện chính là đệ tử Hoàng Diễm, hai người này che giấu đủ sâu. Con sâu cái kiến, ai có thể cứu ngươi? Thân ảnh tử kim quát lớn, dùng sức bóp, hồn anh Lãnh Luân Lôi Điện bị hào quang tử kim nắm trong tay, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào luân hồi hư vọng đao. Lôi Điện. Mắt thấy Lãnh Luân Lôi Điện bị thân ảnh tử kim hủy hồn anh, Hoàng Diễm bi thống quát lên, nội tâm cũng sợ hãi. Thân ảnh tử kim nhìn qua luân hồi hư vọng đao, hắn đoán được mục đích là thế nào. Thì ra bọn chúng muốn dùng ngươi đối phó ta. Thân ảnh tử kim nhìn luân hồi hư vọng đao, lại nói với luân hồi hư vọng đao. Trận chiến lúc trước, xem ra qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa khôi phục a. Ô, luân hồi hư vọng đao phát ra tiếng đao minh. Dường như đang nói với thân ảnh tử kim. Vậy ngươi bây giờ muốn mưu toan áp chế ta, hay là thoát khỏi đám phàm phu tục tử khống chế, ngươi sau này lại tiêu giao thiên địa. Thân ảnh tử kim tiếp tục nói với luân hồi hư vọng đao. Nếu ở bên ngoài, với trình độ của ta bây giờ, muốn giúp ngươi thoát khỏi khống chế cũng không dễ dàng, nhưng trong không gian này thì khác, linh hồn của kẻ khống chế ngươi không thể vào đây, ta muốn giúp ngươi thoát khốn cũng không quá sức. Nghe vậy. Sắc mặt Hoàng Diễm đại biến, lập tức ngưng kết thủ ấn, quát lớn. Luân hồi hư vọng đao, nhanh ngăn chặn tử lôi huyền đỉnh, mang nó về Chí Tôn Điện. Ô! Khi Hoàng Diễm ngưng kết thủ ấn, năng lượng trên người luân hồi hư vọng đao bùng phát, có cảm giác thân bất do kỷ, nó không ngừng phóng thích đao mang làm không gian tử kim chấn động không nhỏ. Ầm ầm, con sâu cái kiến mà thôi, thực cho rằng ngay từ đầu có thể phong ấn ta sao, ta làm bộ bị phong ấn. Chỉ là muốn biết bên ngoài có bao nhiêu thế lực không lượng sức muốn chiếm ta mà thôi, cũng tránh để đến lúc đó đi tìm kiếm. Mặt khác ta cũng rất muốn biết thủ đoạn cuối cùng của ngươi là gì, vậy mà các ngươi thật cho rằng có thể phong ấn ta, buồn cười. Thân ảnh tử kim nói với Hoàng Diễm, sau đó phát tay đánh ra một trường. Phanh! Trong nháy mắt trường ấn lôi đình đã che khuất bầu trời, đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của Hoàng Diễm. Vào lúc này trong mắt Hoàng Diễm mang theo rung động và kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, lúc này lôi đình đánh lên người của hắn. Trong trường ấn này mang theo khí tức hủy diệt giống như diệt thế. Mọi người nhìn thấy trường ấn đánh lên người Hoàng Diễm, khí tức bá đạo hủy diệt bao phủ, linh hồn tịch mịch. Nhìn thấy trường ấn đánh Hoàng Diễm thành cho bụi, khí tức hủy diệt minh mông tỏa ra, không gian chấn động dữ dội, lôi đình trận trận, lôi hải gào thét. Con sâu cái kiến mà dám phong ấn ta, muốn chết. Khi thân ảnh tử kim đánh chết Hoàng Diễm, cả phiến không gian Hoàng Ấn Thiên Diễm này nhanh chóng biến mất, nó tiêu tán vào trong hư vô.
thân ảnh tử kim chu sát Hoàng Diễm, hành động mây trôi nước chảy, không có chút tốn sức nào, lúc này thậm chí không có đặt dạ mị, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương vào trong mắt, ở trước mặt hắn, đám người dạ mị cũng chỉ là con kiến, căn bản không đáng dẫm lên một cước, thân ảnh tử kim lại nói. Ngươi không muốn bị khống chế, ta sẽ giúp ngươi một tay. Ô, luân hồi hư vọng đao rung rung, phạm âm vang vọng, tâm thần mọi người chấn động, âm thanh đao minh này sinh ra lực lượng không cách nào chống cự. Âm âm, thân ảnh tử kim phát tay, hai tay bắn ra lôi quang sáng ngời, tử kim lôi quang tỏa sáng, lập tức ngưng tụ thành tử kim lôi cầu khủng bố. Đi, thân ảnh tử kim quát, kim cầu trong tay sáng ngời bay thẳng về phía luân hồi hư vọng đao. Lập tức tương liên với không gian chung quanh. Ầm ầm, lôi đình trận trận, lôi hải cuồn cuộn, luân hồi hư vọng đao được lôi điện quấn quanh, thân đao không ngừng rung rung. Ô ô, âm thanh vang vọng, trên luân hồi hư vọng đao tỏa ra uy thế ngập trời, thân đao chấn động làm không gian chung quanh vỡ ra. Rất mạnh, những người ở xa nhìn thấy cảnh này đều trốn tránh, đáy lòng đầy sợ hãi, hoàn toàn không phản kháng, linh hồn chấn động dữ dội. Lôi đình diệt hồn, tan đi. Một lát thời gian, thân ảnh tử kim hét lớn, ống tay áo run lên, ngưng kết thủ ấn, trong mi tâm có điện quang xuất hiện, điện quang làm đám người dạ mị đang đứng xa xa sởn gai ốc. Xíu, yêu yêu. Ngay sau đó điện quang tử kim tỏa ra khí thế hủy diệt, lôi đình lập tức bao phủ luân hồi hư vọng đao, sau đó lôi quang nổ tung hủy diệt rất mạnh. Oanh, âm thanh trầm đỡ upsilon, C nổ tung. Luân hồi hư vọng đao lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, hào quang sáng ngời làm rung động lòng người, hào quang sinh ra khí tức khiếp người. Ông ông! Giờ phút này luân hồi hư vọng đao tỏa ra phạm âm biến hóa không ít, phạm âm hóa thành tiếng sấm, ít đi chói tai, chấn động linh hồn cũng êm dịu. Đại sự không ổn! Ở giữa thiên địa, trên hư không tối tăm, một đạo thân ảnh già nua đang khoanh chân ngồi đó cảm thấy chấn động rất mạnh. Phốc! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt co rúm, ánh mắt đầy kính sợ, thì thào nói nhỏ. Vì sao luân hồi hư vọng đao bị xóa phong ấn linh hồn, đây rốt cuộc là ai làm, trong thánh cảnh của tuyên cổ điện không cho người có tu vị cao hơn ngũ nguyên hóa hồng đi vào, căn bản không người ai có bổn sự này, chẳng lẽ. Tử lôi huyền đỉnh căn bản không có bị ảnh hưởng bao nhiêu, luân hồi hư vọng đao, đại sự không ổn. Phụt, lão giả già nua phun máu tươi. Linh hồn của hắn bị ảnh hưởng cực lớn, nội tâm đau xót, lại tiếp tục phun máu tươi liên tục. Oanh! Trong thiên địa xa xa, thế giới linh vũ đột nhiên chấn động, loại rung động này sinh linh của thế giới linh vũ vô cùng quen thuộc. Cả thế giới linh vũ run rẩy, không ít thân ảnh bay lên không trung, thần sắc vui mừng. Người trong thế giới linh vũ biết rõ, thế giới linh vũ rung rung như thế sẽ tăng thêm năng lượng thiên địa, tất cả sinh linh sẽ đạt được chỗ tốt lớn. Trong cửa vào thánh cảnh tuyên cổ điện chấn động khủng khiếp, năng lượng thiên địa nồng đậm hội tụ lại, không gian vặn vẹo, năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới thật nhanh. Động tĩnh này là tử lôi huyền đỉnh xuất hiện biến cố sao? Trên ngọn núi nơi đây, thiên lôi vần vũ, mọi người nghi hoặc. Ánh mắt Kim Tuyên Hồng Tôn ngưng trọng, nói. Không biết người chí tôn điện phái đi là ai, tử lôi huyền đỉnh cũng không nên xảy ra chuyện gì. Đây không phải khí tức tử lôi huyền đỉnh chấn động. Là có người đột phá. Trên đỉnh Tử Kim Sơn, Hậu Khánh Lâm quan sát thiên địa chung quanh, hắn lập tức nói ra dự đoán của mình. Đôi mắt Diễm Hoàng ngạc nhiên nhìn Hậu Khánh Lâm. Long đầu, đột phá với dấu hiệu không nhỏ như thế, sẽ là ai? Ta không biết, nhìn biểu hiện đột phá và động tĩnh của thánh cảnh thì có lẽ không phải người bình thường. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm chấn động, đôi mắt như câu hồn đoạt phách của người ta, lập tức nói nhỏ. Động tĩnh trong thánh cảnh không nhỏ, hy vọng không xảy ra biến cố gì mới tốt. Ông! Trong không gian lôi hải, luân hồi hư vọng đao đã tiêu trừ linh hồn lực gông xiềng mình, trong nội tâm kinh hãi, cũng làm người ta như nghe được âm thanh của thiên nhiên, tâm thần nhộn nhạo, năng lượng không ngừng bành trướng, giống như đang hoan hô và được giải thoát. Tử lôi, hư vọng ta thiếu nhân tình của ngươi. Tiếng nói như phản âm vang lên, bỗng dưng trong thân đao bắn ra hào quang xa xưa. Lúc này một thanh niên mặc trường bào đen trắng xuất hiện. Một thân ảnh hư ảo tỏa ra khí tức vô cùng lăng lệ bộc phát, ánh mắt một nửa thuần trắng, một nửa đen kịt, giống như tất cả đều là hư vô. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ,
Nam tử trung niên này giống như hư ảo và thực tại, ánh mắt nhìn một cái có thể làm linh hồn người ta bị chấn nhiếp. Thân ảnh tử kim nhìn qua thân ảnh hư ảo, khí tức trên người của hắn cũng chấn động, vừa mới xóa đi linh hồn ấn ký trong người luân hồi hư vọng đao cũng hao phí không ít khí lực của hắn, nói. Hư vọng, trận chiến lúc ấy tới bây giờ, người còn chưa khôi phục sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Ta vẫn không khôi phục, bằng không cũng không bị người ta cưỡng ép nhận chủ. Nam tử trung niên vừa nói xong, bỗng nhiên cả lôi hải run lên, thân ảnh khổng lồ của Lục Lâm Thiên vẫn không có động tĩnh gì, lập tức có năng lượng thiên địa hội tụ tới, mà thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên cũng sinh ra điện quang màu xanh lập lòe. Là Lục Lâm Thiên đột phá. Lục Lâm Thiên sắp đột phá vào thời điểm này. Thân hổ khổng lồ biến hóa, ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức chấn động này chính là dấu hiệu đột phá. Đột phá vào lúc này. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thời điểm này đột phá không phải lựa chọn sáng suốt. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian lôi hải này có năng lượng thiên địa trút xuống người Lục Lâm Thiên, năng lượng thiên địa minh mông quán trú vào thân thể Lục Lâm Thiên, ngay cả điện quang chung quanh cũng bị hấp thu toàn bộ. Khí tức rất quen thuộc, tại sao trên người của tiểu tử này có khí tức quen thuộc như thế, đột phá trong không gian của ta, lá gan không nhỏ. Ta muốn xem trên người tiểu tử này có cái gì. Thân ảnh tử kim nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ngưng tụ lôi điện muốn ra tay với Lục Lâm Thiên. Tử lôi dừng tay. Nam tử trung niên lập tức ngăn cản thân ảnh tử kim, ánh mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối, nói. Là Chí Tôn, ta nhìn thấy Chí Tôn trong thân thể của hắn. Nghe vậy, khí tức bá tuyệt thiên hạ của thân ảnh tử kim biến hóa, trong lúc mơ hồ còn mang theo kính sợ, nói. Ngươi xác định, tận mắt nhìn thấy, khí tức đó không sai, là khí tức của Chí Tôn. Nam tử hư ảo gật đầu. Tại sao lại là Chí Tôn, sẽ không phải chứ, sao Chí Tôn ở trên người con sâu cái kiến này chứ, không có khả năng, không biết. Ánh mắt thân ảnh tử kim âm trầm bất định, hắn thì thào, cũng không ra tay với Lục Lâm Thiên nữa, lúc này chỉ tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Phanh, năng lượng bàng bạc quán trú vào thân hổ. Trong đan điền của Lục Lâm Thiên tỏa ra khí tức giống như hung thú, khí tức này chấn nhiếp nhân tâm. Nhất nguyên hóa hồng, không ngờ lại đột phá nhất nguyên hóa hồng nhanh như thế. Khí tức này căn bản không phải nhất nguyên hóa hồng có thể so sánh. Dạ Mị Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương đều ngạc nhiên nhìn qua thân hổ kia, tốc độ đột phá hóa hồng cảnh cực nhanh này bọn họ chưa từng gặp qua. Mà khí tức đột phá căn bản không phải tu vị nhất nguyên hóa hồng cảnh có thể sánh bằng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng vẫn còn hội tụ? Chẳng lẽ Lục Lâm Thiên còn muốn tiếp tục đột phá sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, năng lượng thiên địa lại tiếp tục rót vào người Lục Lâm Thiên, vừa đột phá nhất nguyên hóa hồng nhưng không yếu đi, ngược lại năng lượng thiên địa giống như phong bạo quán trú vào người Lục Lâm Thiên. Lúc này không có ai biết. Lục Lâm Thiên lúc trước liều chết thôn phệ năng lượng của Hoàng Diễm, hắn tiến vào trạng thái không minh và tìm được cơ hội đột phá. Cơ hội đột phá vừa đến, Lục Lâm Thiên liền đột phá hóa hồng cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Từ loại đột phá này, Lục Lâm Thiên dừng ở chân lý Niết Bàn đỉnh phong đã quá lâu, tích lũy quá dày, bây giờ có được nơi đột phá, tăng thêm vừa thôn phệ năng lượng minh mông, lúc này bắt đầu đột phá liên tục. Trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên, đan nguyên chữ vạn hấp thu năng lượng thiên địa, khí tức man hoang của nó như hồng thủy rót vào người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, cửa vào thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện lúc này tập trung năng lượng thiên địa cuồn cuộn. Rốt cuộc là ai đột phá, tại sao lại không dưới tứ nguyên hóa hồng, chẳng lẽ là đám kim lôi sử sao? Trên ngọn núi, ánh mắt thiên lôi tử chấn động rất mạnh. Trong người Lục Lâm Thiên lúc này có cảm giác vô lực tiếp tục. Khi từ chân lý Niết Bàn đỉnh phong đột phá đến nhất nguyên hóa hồng là nước chảy thành sông, đột phá không phí chút sức lực nào cả. Nhưng từ nhất nguyên hóa hồng muốn đột phá nhị nguyên hóa hồng, năng lượng cần thiết quá kinh người, thôn vệ năng lượng thiên địa và đan nguyên chữ vạn cung cấp vẫn không đủ. Nếu đổi thành nhất nguyên hóa hồng khác đột phá nhị nguyên hóa hồng là đầy đủ, nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói thì không đủ, bởi vì nhất nguyên hóa hồng bình thường không thể so sánh với hắn. Dùng cấp độ Niết Bàn cảnh đỉnh phong của hắn đã có thể chống lại nhị nguyên hóa hồng cảnh. Hiện tại đột phá nhất nguyên hóa hồng, từ tu vị nhất nguyên hóa hồng đột phá đến nhị nguyên hóa hồng, như vậy năng lượng cần thiết không khác gì tam nguyên hóa hồng đột phá đến tứ nguyên hóa hồng.
dừng lại rồi, hình như không cách nào đột phá tiếp. Lúc này nhiều người phát hiện Lục Lâm Thiên không tiếp tục đột phá lần nữa. Nhưng chuyện này đủ làm nhiều người khiếp sợ, lúc này cho dù Lục Lâm Thiên dừng lại không tiếp tục đột phá nữa, nhưng từ chân lý Niết Bàn Đỉnh Phong đột phá đến Nhất Nguyên Hóa Hồng Đỉnh Phong cũng không phải người thường có thể so sánh. Hừ, Hóa Hồng Cảnh còn muốn đột phá liên tiếp, nằm mơ đi. Dạ Mị lườm qua, thân ảnh khổng lồ đầy uể oải, cũng không còn bao nhiêu tư cách tự phụ như ban đầu. Giống. Hổ gầm rung trời, khí tức đình trệ lại tăng vọt, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt lại mở ra. Ánh mắt đỏ ngầu hung hãn, thân hổ Lục Lâm Thiên lập tức nhìn qua Dạ Mị. Xoẹt. Lục Lâm Thiên lập tức nhảy thẳng vào Dạ Mị, cự trảo của hắn giống như tấm lưới che phủ thiên địa chụp thẳng vào Dạ Mị. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Dạ Mị dồn dập hét lớn, ánh mắt sợ hãi như chim sợ cành cong, nàng cũng không ngờ Lục Lâm Thiên lại ra tay với mình. Nương theo uy thế áp bách kinh người, một chảo của Lục Lâm Thiên đã trực tiếp bắt lấy Dạ Mị. Dạ Mị cảm thấy lực lượng của bản thân bị Lục Lâm Thiên rút đi, Lục Lâm Thiên không ngừng thôn phệ nguyên lực trong người của nàng. Không tốt. Lúc này Dạ Mị cảm giác năng lượng của mình đang bị Lục Lâm Thiên hấp thu, ánh mắt lập tức kinh hãi, nàng muốn giãy giụa ra khỏi một chảo của Lục Lâm Thiên. Lực cắn nuốt của Lục Lâm Thiên vô cùng khủng bố. Ngay cả Hoàng Diễm luyện thể có năng lực thôn vệ cũng không thể sánh bằng Lục Lâm Thiên. Mặc kệ Dạ Mị giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, nguyên lực trong người bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, Lục Lâm Thiên giờ phút này đã là ác quỷ khủng khiếp trong lòng nàng. Thanh Lôi cứu ta a hát, Phi Long nhanh cứu ta, bằng không tất cả mọi người sẽ chết, Vân Long cứu ta, nếu không đừng ai mong thoát khỏi không gian này. Dạ Mị sợ, sợ hãi tột độ, nàng đã cảm giác được khí tức tử vong. Lúc này không ngừng cầu cứu Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương. Chỉ tiếc mọi người không để ý Dạ Mị, hai mặt nhìn nhau, thời điểm nào không có ai tùy tiện ra tay cứu Dạ Mị để đắc tội Lục Lâm Thiên. Trên không trung, thân ảnh Tử Kim và Trung Niên Hư Ảo nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt nghi hoặc. Oanh! Trong nháy mắt nguyên lực trong người Dạ Mị bị hấp thu, năng lượng cuồn cuộn rót vào trong người Lục Lâm Thiên, hắn nhắm mắt tu luyện lần nữa. Được năng lượng bổ sung. Khí tức quanh người Lục Lâm Thiên nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. A hát! Dạ Mị bắt đầu kêu thảm thiết, nguyên lực trong người vốn đã gần khô cạn, hiện tại không thể ngăn cản Lục Lâm Thiên thôn phệ, lập tức hồn anh cũng bị hấp thu, thân hình Dạ Mị nhanh chóng héo rút lại. Dạ Mị nàng nằm mơ cũng không nghĩ tu vị tứ nguyên hóa hồng của mình vốn dễ dàng chu sát Lục Lâm Thiên, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. A hát! Dạ Mị kêu gào thảm thiết. Nhưng sau một lúc thân hình héo rút và hóa thành cho tàn. Lúc này khí tức Lục Lâm Thiên đã đột phá nhị nguyên hóa hồng, nhưng lại làm cho Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương ngạc nhiên vẫn còn tiếp tục. Hắn thật sự đột phá hóa hồng cảnh liên tục. Lục Lâm Thiên tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, hóa hồng cảnh đột phá liên tục, thật đáng sợ. Nhiều người ngạc nhiên, trong cấp độ hóa hồng cảnh, mỗi cấp độ là một cái hào rộng, mà đột phá trọng yếu nhất là lĩnh ngộ. Muốn đột phá cấp độ hóa hồng cảnh còn khó hơn lên trời, thiên phú rất mạnh có thể trong mấy ngàn năm đột phá một tầng đã khó lường, nhiều thì vô hạn, mà Lục Lâm Thiên từ chân lý Niết Bàn Đỉnh Phong lại đột phá tới nhị nguyên hóa hồng. Khí tức rất quen thuộc, vì sao khí tức này quen thuộc như thế? Từ khí tức trên người Lục Lâm Thiên thân ảnh Tử Kim nghi ngờ, hắn cảm giác được vài khí tức quen thuộc. Khí tức quanh người Lục Lâm Thiên nhanh chóng bình thường trở lại. Chấn động không gian cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên mở mắt ra, khí tức bùng nổ giống như hung thú thức tỉnh, khí tức man hoang thương cổ bao phủ thiên địa. Ánh mắt đảo qua bầu trời, Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến, áo bào xanh lăng không, lúc này hắn quan sát thân ảnh Tử Kim và Trung Niên Hư Ảo, Tử Kim huyền lôi trong Tử Lôi huyền đỉnh quả nhiên không dễ phong ấn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lại nhìn qua Trung Niên Hư Ảo, khí tức của người này giống như vô hình. Nhưng chấn động linh hồn tỏa ra lại cực kỳ khủng bố. Lục Soái, người đột phá nhị nguyên hóa hồng. Lục Linh thu hồi bất diệt kim cương tượng và đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, sắc mặt tái nhợt và khí tức uể oải, ánh mắt vẫn khó mà tin Lục Lâm Thiên lại đột phá liên tục, từ chân lý Niết Bàn Đỉnh Phong đạt tới nhị nguyên hóa hồng, chuyện này làm nhiều người sợ hãi. Lục Lâm Thiên gật đầu với Lục Linh, lập tức hỏi. Tình hình hiện tại thế nào? Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ Hoàng Diễm, thần hồn câu diệt, linh hồn bổn nguyên của Hoàng Diễm bị Tử Kim huyền lôi đánh nát, nhưng mà Hoàng Diễm mang theo một thanh luân hồi hư vọng đao,
cũng là một trong thập đại bán thánh khí, nhưng lúc này linh hồn ấn ký bị Tử Kim Huyền Lôi xóa đi, đã có thân tự do. Lục Linh nói ngắn gọn, lập tức nói đại khái với Lục Lâm Thiên. Luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí. Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn trung niên hư ảo kia, khó trách khí tức khủng bố như thế, luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí, tồn tại nổi danh như Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đến bây giờ Lục Lâm Thiên mới biết được, sợ rằng đây là át chủ bài của Chí Tôn Điện, nhưng mà Chí Tôn Điện không ngờ rằng, luân hồi hư vọng đao bị Tử Kim Huyền Lôi xóa ấn ký linh hồn. Đây không nghi ngờ là trộm gà không được còn mất nắm thóc, tổn thất một kiện bán thánh khí nổi danh cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Chí Tôn Điện cũng tổn thất thảm trọng. Lôi Tiểu Thiên, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Đông Phương Tử Quỷ các đều thu hồi bản thể bất diệt kim cương tượng. Siêu siêu. Tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện có không ít là người chủng tộc Minh Linh, đều đi về phía Lục Lâm Thiên, lúc này đối với mọi người mà thôi, nhìn thấy Lục Lâm Thiên không thể nghi ngờ là nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Lôi Tiểu Thiên ngưng trọng, mặc dù biết hỏi Lục Lâm Thiên cũng không có biện pháp gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lục Thân Vương, nhanh muốn nghĩ biện pháp. Phi Long Thân Vương lúc này nhìn qua Lục Lâm Thiên. Nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân, mọi người cũng chỉ có thể mong đợi lên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, trong mắt ánh mắt đảo qua nam tử trung niên và thân ảnh Tử Kim hùng vĩ, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không cách nào đối phó, lúc này hơn nữa lại có thêm luân hồi hư vọng đao nổi danh cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, không thể nghi ngờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng đừng nói tới Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên tự biết mình đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng. Muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không có cơ hội nào, Hoàng Diễm chính là kết cục. Tiểu tử, trên người của ngươi dường như có chí tôn. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Lâm Thiên, hai mắt Tử Kim Lôi Đỉnh dường như muốn nhìn rõ Lục Lâm Thiên, nhưng lại không cách nào xem thấu. Chí tôn. Lục Lâm Thiên không hiểu ra sao có chút nghi hoặc, thân ảnh Tử Kim chính là Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh biến thành, nói. Các hạ, người muốn luyện hóa chúng ta không dễ dàng. Huống chi luyện hóa chúng ta cũng không khôi phục quá nhiều, sao không ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đừng có giả vờ ngốc với ta đúng là muốn nhìn, Chí Tôn có thật đang ở trên thân nhân loại nhỏ bé như ngươi hay không? Vừa dứt lời thân ảnh Tử Kim lao tới, dưới chân Tử Kim Lôi Đình lập lòe, đột nhiên một đạo Lôi Đình đánh thẳng vào đám người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, Lôi Đình vang vọng, Tử Kim Lôi Đình khủng bố đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện tại trừ Lục Lâm Thiên ra, cũng không có ai có lực chống lại. Thực cho rằng có thể bắt nạt ta hay sao, bất diệt La Hán tượng. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, lập tức bay lên không trung, không gian lôi hải chấn động dữ dội, hắn ngưng kết thủ ấn. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Lâm Thiên bành trướng trong không gian lôi hải, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh như núi xuất hiện trên không trung, Tử Kim Điện mang tỏa ra, khí tức hủy diệt ngập trời. Khi bất diệt La Hán tượng khổng lồ đứng đó, năm ngón tay khổng lồ nắm chặt, Tử Kim Điện mang chói mắt xuyên qua không gian, Lục Lâm Thiên vung tay đánh ra một quyền. Xuy! Những nơi quyền pháp đi qua, không gian xuất hiện hư không đen kịt, trực tiếp đánh thẳng vào cột sáng Tử Kim Huyền Lôi. Cả hai đỡ upsilon.ng nhau, va chạm như sấm sét, hào quang Tử Kim ngập trời bao phủ lôi hải. Bành! Đạp đạp! Va chạm mạnh như thế! Trong nháy mắt thân hình La Hán của Lục Lâm Thiên bị đẩy ra xa mấy bước. Cột sáng Lôi Đình quá mức chói mắt, lúc này thực lực Lục Lâm Thiên tăng vọt, nhưng hắn vẫn không bằng Tử Lôi Huyền Đình. Không ngờ là bất diệt La Hán tượng. Mọi người nhìn bất diệt La Hán tượng của Lục Lâm Thiên đầy kỳ quái. Lục Lâm Thiên tu luyện thành bất diệt La Hán tượng khi nào? Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt La Hán tượng bị đẩy lùi ra sau, mọi người cảm thấy ngạc nhiên nhìn bất diệt La Hán tượng. Các đệ tử Tuyên Cổ Điện cũng biết, còn có bất diệt La Hán tượng cường đại hơn cả bất diệt Kim Cương tượng, nghe nói chưa từng có người luyện thành, về phần thời đại viễn cổ có tiền bối Tuyên Cổ Điện tu luyện thành hay không, không ai biết rõ. Thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể đối phó. Lục Lâm Thiên nói thầm. Ai, không nghĩ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh và Luân Hồi Hư Vọng Đao đều ở đây. Thời điểm Lục Lâm Thiên đang nghi hoặc thì trong đầu hắn có giọng nói mờ mịt vang lên. Là ai? Lục Lâm Thiên cả kinh kêu lên. Giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên.
Muốn nhận chủ luân hồi hư vọng đao và tử kim huyền đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là tử kim huyền lôi, đỉnh phong trong thiên địa không có bao nhiêu người có thể nhận chủ nó, nhưng với người khác khó như lên trời, đối với ngươi mà nói ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, cho mọi người tiến vào trong thời gian linh khí của ngươi đi. Lục Lâm Thiên nghe xong, thời điểm này lập tức lấy thiên trụ giới ra, quay đầu nói với mọi người sau lưng. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trong thời gian linh khí của ta. Lục Soái, ngươi cẩn thận. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đông Phương Tử Quỳ nghe vậy, ba người tuy không biết Lục Lâm Thiên muốn làm gì, nhưng không có chút do dự, thân ảnh tiến vào trong thiên trụ giới. Những người khác còn có phần do dự, trước đó không lâu bọn họ bị Hoàng Diễm tính toán, đương nhiên vẫn còn sợ hãi. Không muốn chết thì đi vào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nặng nề, lập tức lấy ngọc bài điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm giao cho mình ra. Ngọc bài này có phần tương tự thân vương lệnh. Đây là điện chủ thủ lệnh. Thanh Lôi thân vương, Phi Long thân vương, Vân Lôi thân vương, thập đại đệ tử nhìn thấy ngọc bài này cũng không do dự, cấp tốc tiến thiên trụ giới nội. Thẳng đến khi Lục Lâm Thiên thu hồi thiên trụ giới thì ánh mắt nhìn qua hai bán thánh khí kia. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn qua hai bán thánh khí, lập tức hỏi thầm trong đầu, vừa mới nói chuyện chính là giọng nói mờ ảo kia. Làm cho Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng nghe qua. Giọng nói vang lên. Ta chính là Chí Tôn trong lời khí linh tử Lôi Huyền Đỉnh đã nói. Khi nói chuyện, rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra nơi nói chuyện, sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, giọng nói này tới từ cây đao thổ phỉ, cây đao màu vàng này chính là Chí Tôn trong lời tử Lôi Huyền Đỉnh. Tiểu tử, thiên phú không tồi, nhị nguyên hóa hồng, thực lực có thể sánh ngang tứ nguyên hóa hồng. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng chút thực lực ấy và bất diệt La Hán tượng là có thể chống lại ta sao? Ta thật không biết vì sao Chí Tôn ở trên người của ngươi, ngươi nên gọi Chí Tôn ra đây đi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt thân ảnh Tử Kim dò xét Lục Lâm Thiên thật kỹ. Ầm ầm, Tử Lôi, ngươi bảo muốn gặp ta thì ta phải ra gặp ngươi sao, ngươi chưa đủ tư cách. Nhưng vào lúc này, giọng nói mờ mịt vang lên trong lôi hải. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy trong lời nói này mang theo sát khí và hào quang màu vàng bùng nổ. Hào quang màu vàng trực tiếp bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Chí Tôn. Khi hào quang màu vàng bao phủ Lục Lâm Thiên, thần sắc đạm mạc của thân ảnh Tử Kim biến hóa, ánh mắt sợ hãi, hào quang của cây đao màu vàng làm hắn không thể chống lại. Dưới uy năng của cây đao màu vàng, luân hồi hư vọng đao biến thành nam tử hư ảo cũng biến sắc. Thân ảnh Tử Kim lúc này sợ hãi. Không ngừng nói. Chí Tôn, ngươi là Chí Tôn, ngươi thật. Tử Lôi, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là thần phục nhận chủ, thứ hai, bị cưỡng ép nhận chủ. Giọng nói từ cây đao màu vàng mang theo uy thế phách tuyệt thiên hạ. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Lâm Thiên, lại nói với cây đao màu vàng. Chí Tôn, muốn ta nhận chủ với nhân loại nhỏ bé này sao, điều đó không có khả năng, hắn còn không xứng. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Giọng nói đạm mạc trong cây đao màu vàng bùng phát, trực tiếp bao phủ thân ảnh Tử Kim, cây đao màu vàng bộc phát uy năng giam cầm thân ảnh Tử Kim. Thân ảnh Tử Kim muốn trốn, thế nhưng bị hào quang màu vàng bao phủ, lực lượng ngập trời ẩn chứa trong đó làm hắn không thể nhúc nhích. Năm đó chủ nhân sợ ngươi bị hủy thì đáng tiếc, đối với ta mà nói, ngươi bây giờ còn không bằng chó má, nếu ngươi không muốn vậy thì không cần tồn tại nữa. Giọng nói đạm mạc mang theo uy thế bá tuyệt thiên hạ, hào quang cây đao màu vàng trước mặt Lục Lâm Thiên chấn động, hào quang màu vàng bắn thẳng tới trước. Một cây đao màu vàng bổ thẳng vào thân ảnh Tử Kim. Xoẹt! Cây đao màu vàng bắn ra sát khí ngập trời, mang theo hủy diệt tuyệt đối, trong lôi hải vô tận kim quang mang theo sát khí, lôi hải cuồn cuộn, dường như lôi hải không ngừng rung động mạnh mẽ. Chí Tôn! Thân ảnh Tử Kim hoảng hốt, hắn còn chưa dứt lời. Cây đao màu vàng đã bổ lên người của hắn. Đao mang rơi xuống, cả lôi hải rung chuyển, kim mang phóng đại, cả lôi hải không ngừng chấn động dữ dội. Xoẹt! Dưới đao mang màu vàng này, thân ảnh Tử Kim không có cơ hội chạy trốn, một đao chém xuống, một đao hai nửa, đánh xuyên qua không gian. Rầm rầm rầm! Khí tức của cây đao màu vàng bổ xuống làm cho Lục Lâm Thiên run sợ, loại khí tức khủng bố này rung động lòng người. Sát khí khủng khiếp như thế làm Lục Lâm Thiên cảm giác so với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm còn cường hãn hơn rất nhiều.
Vào lúc này Lục Lâm Thiên khiếp sợ nghe được khẩu khí của cây đao màu vàng, dường như Tử Lôi Huyền Đỉnh là vật của chủ nhân nó lúc trước, có quan hệ với chủ nhân cây đao màu vàng. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là vật của Tuyên Cổ Điện, cây đao màu vàng có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Xoẹt! Trong lôi hải có bóng thân ảnh Tử Kim ngưng tụ, trong mắt thân ảnh Tử Kim vô cùng kinh hãi. Tử Lôi, đây là cảnh cáo, xem mặt mũi của chủ nhân ta cho ngươi cơ hội. Cây đao màu vàng thu liếm không ít, âm thanh bá tuyệt thiên hạ lại nói một câu. Ha ha! Nghe vậy, thân ảnh Tử Kim lại cười ha hả, ánh mắt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Chí Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi căn bản chưa khôi phục, bằng không với tính tình của ngươi sẽ không cho ta cơ hội lựa chọn. Ha ha, ngươi trốn trên người con sâu cái kiến này chính là chờ đợi khôi phục mà thôi. Ai? Trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng thở dài, dường như không quan tâm Tử Lôi Huyền Đỉnh nói chuyện, lại nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, muốn nhận chủ Tử Kim Huyền Lôi có hai phương pháp, một là dựa vào thực lực cưỡng ép nhận chủ, còn biện pháp khác là nó tự động nhận chủ, ngươi muốn loại nào? Có khác nhau sao? Sợ là có khác nhau ta cũng không làm được. Tuy Lục Lâm Thiên có ngạo khí, nhưng lúc này cũng tự hiểu mình, dùng thực lực của mình, hai biện pháp cây đao màu vàng nói đều không làm được. Cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh và làm Tử Lôi Huyền Đỉnh thần phục, tất cả đều cần có thực lực, nhiều cường giả viễn cổ như thế còn không làm được. Tuy lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Lục Lâm Thiên biết rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Cả hai đương nhiên có khác nhau, nếu mạnh mẽ nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh giống như làm với Luân Hồi Hư Vọng Đao, Luân Hồi Hư Vọng Đao cũng bị người ta thừa dịp nó suy yếu mà bố trí ấn ký linh hồn nhận chủ, tuy là bị nhận chủ, nhưng cấp độ của nó không thấp, khác với khí linh bình thường, chúng sẽ âm thầm phản kháng, một khi có cơ hội sẽ giãy giụa khỏi trói buộc, muốn triệt để phát huy ra thực lực của chúng không dễ dàng. Hơi chút dừng lại, cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng nếu chúng cam tâm tình nguyện thần phục, cuối cùng nhận chủ thì khác, tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể phát huy uy năng của chúng tới tận cùng. Ngươi muốn cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, ta giúp ngươi ngăn chặn, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu ngươi muốn thuần phục chúng, ta cũng có thể giúp ngươi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt nhảy lên, nếu cưỡng ép nhận chủ, Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ âm thầm phản kháng và sẽ đào thoát, còn không cách nào triệt để phát huy ra uy năng của nó. Thu phục nó cam tâm tình nguyện thì tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể phát huy uy năng tới tận cùng, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ chọn cách thứ hai. Ta tất nhiên là muốn phương pháp thứ hai, nhưng cách này ta không làm được. Lục Lâm Thiên nhíu mày, không có màu vàng cây đao hỗ trợ, chính mình căn bản không thể làm gì Tử Kim Huyền Lôi. Lục Lâm Thiên cũng suy đoán thân phận của cây đao màu vàng, Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí vẫn thua kém cây đao màu vàng. Cấp độ của cây đao màu vàng thật sự làm Lục Lâm Thiên cảm thấy run lên. Muốn thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh rất khó, lúc trước rất nhiều cường giả không thành công, khí linh trong Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là Tử Kim Huyền Lôi. Tử Kim Huyền Lôi có phần lưu luyến chủ nhân ta, cho nên đã tạo thành tính cách cuồng ngạo của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trừ chủ nhân ra sẽ không đặt kẻ nào vào trong mắt, muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, trước hết cần phải làm khí linh thuần phục, làm cho hắn thần phục. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn nó thì nó cũng không cam tâm thần phục. Với thực lực của ngươi muốn hắn thuần phục, cho dù hắn hiện tại còn chưa khôi phục cũng không có khả năng, nhưng mà... Cây đao màu vàng từ từ nói. Người khác không có khả năng, nhưng mà không có nghĩa là ngươi không có khả năng. Chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên muốn thử một lần. Lục Lâm Thiên lập tức nâng cao tinh thần, chỉ cần có cơ hội, tự nhiên là cần thử một lần. Tử Lôi nhìn Lục Lâm Thiên. Thấy Lục Lâm Thiên thật lâu không có động tĩnh, ánh mắt Lôi Đình lập lòe lóe sáng, nói. Chí Tôn, người thật không đi ra gặp sao? Tử Lôi, người còn chưa đủ tư cách. Cây đao màu vàng lại trả lời Tử Lôi như thế. Tử Lôi nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên nói. Chí Tôn, người không dám a, trận chiến lúc trước người khẳng định bị thương nặng nhất, người đã sớm không bằng lúc trước, cho nên mới dùng ánh sáng trấn nhiếp ta, ha ha. Sau khi cười to không ngớt, Tử Lôi nhìn qua Luân Hồi Hư Vọng Đao biến thành nam tử trung niên, nói. Hư vọng, chúng ta liên thủ, thế nào, lúc này Chí Tôn cũng không phải là Chí Tôn lúc trước, nếu chúng ta có thể có được vật trên người Chí Tôn, đến lúc đó chúng ta sẽ có chỗ tốt gì, người biết rõ chứ. Cái này, nghe vậy, nam tử trung niên chấn động, hai mắt đen trắng sáng lên, nhưng mà hắn cũng sợ hãi,
ánh mắt nhìn hào quang cây đao màu vàng trên người Lục Lâm Thiên lập lòe bất định. Vọng hư, người thiếu nợ ta một phần nhân tình, hiện tại nên liên thủ với ta đối phó Chí Tôn xem như trả hết nợ, thời điểm đó còn phân ngươi một nửa chỗ tốt. Tử Lôi tiếp tục đối với nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên dường như khó quyết đoán, dưới chỗ tốt cực lớn và sợ hãi, hắn khó mà lựa chọn. Thật sự là không biết sống chết. Lời của cây đao màu vàng truyền ra mờ ảo, sát khí chấn động, khí tức lăng lệ tập trung vào nam tử trung niên, nói. Ngươi thực muốn đối phó ta sao, thu ngươi, ta sẽ khôi phục rất nhanh, có chỗ tốt cực lớn, ta cũng nên thu thập ngươi. Chí Tôn lưu tình, ta tất nhiên sẽ không dám đối phó Chí Tôn. Bị khí tức lăng lệ vô tình kia tập trung, nam tử trung niên run lên, linh hồn rung động, lập tức nói với Tử Lôi. Tử Lôi, thiếu nợ nhân tình của ngươi ta sẽ trả, nhưng mà ta không dám đối phó Chí Tôn. Phế vật, khó trách bị người ta nhận chủ. Thân ảnh Tử Kim quát nam tử hư ả ỏ. Khá tốt luân hồi hư vọng đao nhát gan, hắn khôi phục hơn phân nửa, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù hai bọn chúng liên thủ, ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. TRUNFULLVN, nhưng ta lúc đầu bị thương quá nặng, hiện tại khôi phục chưa được một phần mười, luân hồi hư vọng đao mà đối phó ta, thật sự khó giải quyết, tuy hắn lúc này có thực lực không kém Tử Lôi huyền đỉnh, nhưng mà ngươi có thể áp chế Tử Lôi huyền đỉnh, lại không thể áp chế luân hồi hư vọng đao. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Tránh đêm dài lắm mộng, nhanh thu phục Tử Lôi huyền đỉnh đi. Thực lực của ta còn không đủ mà. Sắc mặt Lục Lâm Thiên giấu giếm, trong lòng lại cho rằng cây đao màu vàng cố làm ra vẻ, đang hù dọa luân hồi hư vọng đao mà thôi. Lục Lâm Thiên nói thế, cây đao màu vàng lại nói. Tiểu tử, Tử Kim huyền lôi tuy bị chủ nhân luyện thành khí linh của Tử Lôi huyền đỉnh, cải biến không ít khí tức, cũng không phải là trước kia, nhưng ngươi cẩn thận quan sát khí tức của nó có phát hiện gì không? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức quan sát khí tức của Tử Kim huyền lôi, nó tràn ngập khí tức hủy diệt. Nhạy cảm quan sát, Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm thấy khí tức thuộc tính. Khí tức quen thuộc trên người Tử Kim huyền lôi lúc trước Lục Lâm Thiên cảm giác qua, nhưng không có chú ý, cho rằng là có quan hệ với Tử Lôi huyền đỉnh. Lúc này dò xét, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác quen thuộc, cẩn thận quan sát thì nguyên đan chữ vạn run lên. Có khí tức quen thuộc, dường như là... Quan sát một hồi, Lục Lâm Thiên nói. Chẳng lẽ là, nhưng mà không có khả năng, tại sao lại? Có lẽ ngươi cảm giác ra, thật sự là thế, ngươi cũng không cần hoài nghi, Tử Kim huyền lôi là vật của thế giới linh vũ, lúc trước bị chủ nhân luyện chế thành khí linh của Tử Lôi huyền đỉnh. Trong cấp độ linh vật trời sinh, Tử Kim huyền lôi so ra kém thái cổ U Minh Viêm mà ngươi dung hợp đấy, nhưng lại mạnh hơn Hoàng Ấn Thiên Diễm rất nhiều. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Vận dụng hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian, ngươi thân là chủ nhân thế giới hỗn độn. Tử Kim huyền lôi chính là vật của thế giới linh vũ, tự nhiên sẽ bị ngươi áp chế, trước mắt thực lực mạnh hơn ngươi, còn lại phải xem ngươi thu phục nó thế nào, chỉ cần thu phục được khí linh Tử Lôi huyền đỉnh, đến lúc đó ngươi có thể nhận chủ Tử Lôi huyền đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức hỏi cây đao màu vàng. Ngươi nói ta có thể dùng thế giới hỗn độn ngăn cản Tử Kim huyền lôi sao? Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn không được xoa tay, Tử Kim huyền lôi chính là vật của thế giới linh vũ. Tự nhiên bị mình áp chế, thúc giục hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian, cũng giống như trong thế giới linh vũ, Tử Kim huyền lôi ở trước mặt mình căn bản chỉ có thực lực bằng mình. Mình bây giờ là nhị nguyên hóa hồng, nếu áp chế thực lực khí linh Tử Lôi huyền đỉnh tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng, mình chỉ cần dùng thực lực đánh bại nó là được. Tử Kim huyền lôi thiên phú cực cao, cho dù áp chế xuống sánh bằng mình cũng khó đối phó, nhưng mà Lục Lâm Thiên không sợ, trong ngang cấp hắn không dễ chọc. Huống chi Tử Kim huyền lôi còn bị mình áp chế, đủ để trà đạp khí linh Tử Lôi huyền đỉnh. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Tử Kim huyền lôi chính là vật của thế giới linh vũ, trước mặt tự nhiên bị ngươi áp chế, nhưng hắn cũng không dễ đối phó. Nếu ngươi thua, thì hỗn độn bổn nguyên của ngươi nói không chừng sẽ bị hắn cướp, đến lúc đó một kiện linh khí trở thành thế giới chi chủ, đây chính là lần đầu tiên đấy. Sợ rằng hắn không có bản lĩnh đó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Hắn áp chế khí linh Tử Lôi huyền đỉnh cùng cấp độ với mình, hắn cũng không sợ Tử Kim huyền lôi, mình không dễ chọc, khẽ nhíu mày, nói. Nếu ta ở bên ngoài vận dụng hỗn độn bổn nguyên, sợ rằng chủ nhân thế giới này sẽ cảm nhận được, vạn nhất bạo lộ hỗn độn bổn nguyên thì không ổn.
Sau đó cây đao màu vàng do dự, mới nói với Lục Lâm Thiên. Không cần phải lo lắng, những chủ nhân thế giới này hiện tại bản thân khó bảo toàn, chỉ cần không bị các cường giả khác phát hiện là được, bằng không phiền toái của ngươi lớn lắm. Bản thân chủ nhân thế giới khó bảo toàn. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Từ lúc cây đao màu vàng, Tử Kim Huyền Lôi, Luân Hồi Hư Vọng Đao nói chuyện với nhau, Lục Lâm Thiên trong mơ hồ nghe được trong thiên địa có biến cố thật lớn. Mà biến cố lớn này nói không chừng có Tử Kim Huyền Lôi, cây đao màu vàng, còn có cả thế giới linh vũ cũng tham dự vào. Trong lúc nhất thời Lục Lâm Thiên có không ít nghi hoặc, nhưng mà không biết nên hỏi thế nào, lúc này cũng không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì thân ảnh Tử Kim đang lao tới. Chí Tôn, ngươi không dám đi ra, sợ bị ta nhìn thấu, cho dù ngươi trốn được ta dò xét, đạt được vật trên người của ngươi, khi đó trong thiên địa này mặc ta tiêu dao. Lời nói của thân ảnh Tử Kim đầy hàn ý. Thì ra là vật trong thế giới của lão tử, dám hung hăng càn quấy trước mặt lão tử à. Lúc này thấy thân ảnh Tử Kim lao tới, Lục Lâm Thiên không hề sợ, hắn ngưng kết thủ ấn, thúc dục bổn nguyên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức man hoang khủng khiếp lan tỏa ra khắp không gian lôi hải. Cả không gian lôi hải rung rung, vô số Tử Kim lôi đỉnh phóng lên trời, mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Sau đó từng khe nứt không gian xuất hiện, khí tức man hoang bao phủ cả không gian, vào lúc này thân ảnh Tử Kim chấn động. Đây là... Luân Hồi Hư Vọng Đao hiện tại cũng bị khí tức man hoang bao phủ, hắn cảm thấy toàn thân hơi khó thừa nhận được. Khí tức quen thuộc, thì ra là hỗn độn bổn nguyên, trên người của ngươi tại sao có được hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương? Tại sao? Tử Lôi khiếp sợ, trong khí tức man hoang này hắn bị áp chế, căn bản không tới phiên hắn phản kháng. Tử Lôi vẫn cảm thấy khí tức quen thuộc trên người nam tử này, thậm chí trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lại không ngờ là hỗn độn bổn nguyên, chính là hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương, hắn lúc trước ra đời trong thế giới đó, chỉ có trong thế giới hỗn độn bổn nguyên hắn ra đời mới có thể áp chế hắn. Càn rỡ đủ rồi, hiện tại tới phiên ta. Lục Lâm Thiên hét lớn, thân hình bất diệt La Hán xuất hiện. Hắn bị khí linh Tử Lôi huyền đỉnh áp chế uất ức không thôi, thật vất vả mới có được cơ hội như thế, Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua. Xoẹt! Khi quát lớn vừa dứt, Lục Lâm Thiên vận chuyển nguyên lực bùng phát thật dữ dội. Không gian chung quanh chấn động, chỉ cần là sinh linh trong thế giới linh vũ đều bị khống chế, một quyền màu vàng mang theo khí tức man hoang đánh tới. Hỗn độn bổn nguyên, không ngờ ngươi lại có hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương, xem ra Thánh Vương đã vẫn lạc rồi. Hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương không phải nhân loại nhỏ bé ngươi có được, giao ra đây, Chí Tôn, hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương, ha ha, đây là đại cơ duyên của ta, từ nay về sau, cả thiên địa này dùng ta vi tôn, ai dám không theo. Sau khi trải qua sợ hãi thời gian ngắn, hai mắt Tử Lôi bắn ra hào quang tham lam, hắn rất rõ ràng nêu đạt được bảo vật trên người Chí Tôn và thế giới hỗn độn chi nguyên sẽ đại biểu cho cái gì, đến lúc đó hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong thiên địa. Khi đó những đại năng lúc trước cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn phải thần phục dưới chân hắn. Oanh! Trong thời gian ngắn, mắt thấy một quyền của Lục Lâm Thiên oanh kích đến, Tử Lôi cũng toàn lực ra tay, lực lượng hủy diệt bùng nổ, bỗng nhiên không gian này sinh ra lôi đình Tử Kim bao phủ các nơi, hai quyền va chạm với nhau. Rầm 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 bang bang! Hai quyền đỡ upsilon.ng nhau, lôi hải không ngừng chấn động dữ dội, vô số tiếng vọng truyền ra. Lôi hải sinh ra sóng to gió lớn. Xoẹt! Vào lúc này, thân ảnh Tử Lôi cũng bị đánh bay ra ngoài, cột sáng như lôi đỉnh giáng thẳng xuống. Tại sao có thể mạnh như vậy? Thân hình Tử Lôi bị đánh bay xa, ánh mắt tham lam của hắn hóa thành sợ hãi. Tử Lôi tham lam hỗn độn bổn nguyên, nhưng kết quả quá tàn nhẫn với hắn, lúc này bị áp chế, thực lực của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, áp chế tới từ sâu trong linh hồn, đến từ cốt tủy. Hắn không có biện pháp phản kháng. Thật thoải mái, tiếp tục. Thúc dục hỗn độn chi nguyên, sinh linh trong thế giới linh vũ chung quanh đều bị khống chế, một chiêu chiếm ưu thế, Lục Lâm Thiên vui mừng, lập tức hét lớn một tiếng sau đó không chỉ hoãn chút nào, thời điểm thân hình Tử Lôi bị đánh bay, không gian trước người chấn động rất mạnh, hắn lướt đi lần nữa, hắn đánh ra một quyền như pháo kích, phối hợp với thời gian và không gian áo nghĩa nện xuống thật mạnh. Bành! Đánh ra một quyền này, Tử Lôi vẫn chưa ổn định thân hình, hắn trực tiếp phá không xuyên qua lôi hải, vô số lôi đình lơ lửng giữa không trung, chấn động ngút trời. Rầm rầm rầm. Muốn thắng ta,
không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Tử Lôi kinh hãi và tức giận ngập trời, lập tức thân ảnh hóa thành lôi đình cự nhân, không dưới bất diệt la hán tượng của Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, lôi hải cuồn cuộn, thân hình Tử Lôi đánh ra một quyền với uy thế hủy diệt, một quyền này oanh kích vào quyền của Lục Lâm Thiên, khí tức hủy diệt bao phủ không gian. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bất diệt la hán tượng sinh ra bí vân bao phủ thân hình, điện quang lập lòe bất định, hắn mặc kệ Tử Lôi đánh vào người. Rầm rầm, bất diệt la hán tượng khổng lồ thừa nhận lôi đình, mặc cho tử kim lôi đình đánh thẳng vào người bất diệt la hán tượng, thậm chí bất diệt la hán tượng còn có thể thôn phệ tử kim lôi đình. Khi áp chế thực lực đối thủ tới đồng cấp với mình, Lục Lâm Thiên dựa vào lực phòng ngự biến thái của bất diệt la hán tượng ngăn cản lôi đình, huống chi hắn còn được tử kim huyền lôi rèn luyện qua, loại tình huống này, lúc này có hỗn độn bổn nguyên áp chế, tử kim huyền lôi mạnh hơn nữa cũng không thể tổn thương Lục Lâm Thiên. Tại sao lại? Tử Lôi lại khiếp sợ, phát hiện đối phương không thèm nhìn oanh kích của hắn, điều này làm hắn sợ hãi hoảng hốt. Tử Lôi khiếp sợ thực lực của nhân loại này, phải biết rằng trong tu vị đồng cấp, mặc dù hắn đã bị luyện thành khí linh nhưng lại là linh vật trời sinh, trong quá trình bị luyện thành khí linh cũng mạnh hơn chứ không yếu đi, tu vị đồng cấp không thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà trước mặt đối phương, Tử Lôi phát hiện mình không thể làm gì, thực lực của chính mình sau đại chiến lúc trước tổn thương không nhỏ, nhưng mà tổn thương không nghiêm trọng lắm, sau đó lại bị phong ấn. Trong phong ấn này, thánh chủ cố ý muốn giảm bá đạo và thực lực của hắn. Bao nhiêu năm qua đi, thực lực của hắn bị phong ấn làm giảm nhiều, lúc này khôi phục chưa tới một nửa, cửu đỉnh quy nhất cũng chỉ giúp khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, lại không phải đại biểu lập tức sẽ khôi phục đỉnh phong. Tử Lôi xem chừng, lúc này hắn bị áp còn ở trạng thái nhị nguyên hóa hồng, cho dù hắn có thực lực nhị nguyên hóa hồng, đám thú tộc, nhân tộc, minh linh tu vị tam nguyên đỉnh phong cũng không thể đánh lại hắn, tứ nguyên hóa hồng cũng không thể làm gì hắn được. Nhưng hiện Tử Lôi phát hiện đối phương còn mạnh hơn nữa, tiểu tử Lục Lâm Thiên này chỉ tu vị nhị nguyên hóa hồng lại có thể sánh bằng tứ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể so với ngũ nguyên hóa hồng cảnh, tăng thêm áp chế đã mạnh hơn hắn không ít. Một nhân loại lại mạnh hơn hắn, chuyện này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Không phục sao, vậy đánh tới khi ngươi phục. Lục Lâm Thiên không ngừng đấm đá liên tục. Một quyền hắn đánh xuống, thân hình khổng lồ của Tử Lôi bị đánh bay, nhưng Tử Lôi không ngừng khôi phục nhanh chóng. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên không có lưu tình, tiếp tục oanh kích, quyền kích như mưa, tốc độ khôi phục của Tử Lôi cũng rất nhanh, không bao lâu đã hồi phục thương thế. Tử Lôi lúc này hoàn toàn bị trà đạp không thể ngẩng đầu lên nổi, hắn không thể làm gì. Trong lòng Tử Lôi càng ngày càng kinh hãi, ban đầu hắn còn muốn chiếm hỗn độn bổn nguyên và chí tôn, lúc này hắn biết rõ đây là chuyện không có khả năng, nhân loại này quá đáng sợ. Thế nào, thoải mái chứ, một khí linh mà thôi, thực cho rằng mình là viễn cổ đại năng sao? Lục Lâm Thiên quát lớn, lại tiếp tục đấm đá, hắn hoàn toàn đánh bạo Tử Lôi, nghiền áp không tha người. Rầm rầm rầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, luân hồi hư vọng đao đứng xa nhìn cảnh này, dưới uy áp chấn động tâm thần kia, hắn không dám tham gia vào việc này. Luân hồi hư vọng đao nhìn thấy tất cả, nhân loại này quá cường hãn, làm cho Tử Lôi ăn thiệt thòi lớn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lôi bị hành hạ thảm như thế. Còn muốn đoạt hỗn độn bổn nguyên, muốn tìm tai vạ hả? Oanh, muốn đối phó bổn công tử, hiện tại biết rõ không đủ tư cách chưa? Oanh, vẫn cho rằng bổn công tử dễ khi dễ sao? Oanh, Lục Lâm Thiên không ngừng hét lớn, quyền hắn giáng xuống thân hình Tử Lôi như mưa. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung vang lên như sấm, lôi hải không ngừng nổ tung, luân hồi hư vọng đao khiếp sợ quan sát tình hình, thân hình lôi đình to lớn của Tử Lôi đã bị Lục Lâm Thiên đánh biến hình, thân hình lôi đình cự nhân xuất hiện vô số khe hở. Hỏi lại ngươi một lần, có thể thần phục hay không? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi Tử Lôi. Hừ, muốn ta thần phục, ngươi tính toán là cái gì, chỉ là dựa vào hỗn độn bổn nguyên áp chế ta mà thôi, có bản lĩnh đấu công bằng đi. Tử Lôi tức giận, hắn chưa từng biệt khuất như thế này bao giờ, lập tức giận dữ quát lớn. Không muốn thần phục, vậy tiếp tục. Lục Lâm Thiên quát lớn, thân hình la hán nhanh chóng đánh tới tấp, từng quyền như bôn lôi nện vào người Tử Lôi, giáng những đòn rất mạnh. Lục Lâm Thiên công kích không ngừng. Thân hình lôi đình cự nhân bị phá hủy, nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ Tử Lôi không dễ dàng bị hủy như vậy, lúc trước một đao của cây đao màu vàng cũng không làm gì được nó.
ha ha, nhân loại nhỏ bé, có hỗn độn bổn nguyên ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi có thể đánh bại ta thì thế nào, tuy ta là khí linh, nhưng có thân hình tử kim huyền lôi, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Tử kim lôi đỉnh cự nhân cười lạnh, khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng qua thời gian khí tức càng ngày càng mạnh, hiển nhiên khôi phục rất nhanh. Tiểu tử, tử kim huyền lôi có thiên phú tự lành khủng bố, bất luận thương thế nào, chỉ cần không bị thương linh hồn bổn nguyên đều có thể khôi phục. Người tu luyện bất diệt La Hán tượng là có người lúc trước lĩnh ngộ từ tử kim huyền lôi mà ra, thiên phú tử kim huyền lôi có thể nói là bất tử, đây cũng là một trong những nguyên nhân các cường giả lúc trước không thể thu phục nó. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Thiên phú bất tử, tự lành chi khủng bố, thật sự khó đối phó. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn cảm giác dù có tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi không thể làm gì được ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ thả ngươi ra khỏi không gian này, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Tử Lôi nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm chớp động. Thật sao? Nhưng ngươi còn chưa có tư cách cò kè mặc cả. Lục Lâm Thiên trợn mắt nói ra. Nghe vậy, Lôi Đình cự nhân lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi căn bản không thể làm gì được ta, ta thừa nhận ngươi có thể đánh bại ta, nhưng chỉ là đánh bại mà thôi, ngươi căn bản không cách nào làm gì được ta, kéo dài thời gian lâu, đến lúc đó ăn thiệt thòi là ngươi mà thôi. Còn dám hung hăng càn quấy. Lục Lâm Thiên cười lạnh. Hắn lập tức đánh ra một quyền cực mạnh. Bành! Một quyền này làm Lôi Đình nổ tung không dứt bên tai, ánh mắt luân hồi hư vọng đao ngây ngốc, chỉ thấy Lục Lâm Thiên tiếp tục ngược đãi Tử Lôi. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Tử Lôi gào thét, lôi hải cuồn cuộn, Lôi Đình không ngừng nổ tung bên tai. Bổn công tử chọc giận ngươi thì như thế nào? Lục Lâm Thiên quát lớn, tiếp tục công kích như mưa. Oanh! Một quyền lại một quyền. Đánh Tử Lôi thảm hại như chó chết, nhưng tốc độ khôi phục của Tử Lôi lại rất mạnh. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Trong tiếng gầm gừ này, Tử Kim Lôi Cầu trên không trung lập tức xuất hiện vật khổng lồ. Thời điểm vật này hiện ra, Lục Lâm Thiên ngạc nhiên không ít, hiển hiện đây là con rùa Lôi Đình cực lớn, bản thể cực kỳ tương tự Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng không có xà thể, trên mai rùa có bí vân quanh quẩn, trên lưng còn có một cái đỉnh, hiển nhiên là bộ dáng của Tử Lôi Huyền Đình. Ầm ầm, lúc con rùa Lôi Đình mang đỉnh xuất hiện, lôi uy đáng sợ bao phủ các nơi. Sốt cuộc linh hồn bổn nguyên cũng đi ra sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh, ánh mắt nhìn qua cự đỉnh trên thân rùa khổng lồ, đây là linh hồn bổn nguyên của Tử Kim Huyền Lôi biến thành, lúc này hắn lạnh nhạt nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hay hủy diệt. Ngao, rùa khổng lồ gào thét, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, vô cùng bá đạo nói. Nhân loại nhỏ bé, ngươi có gì tư cách gì thần phục hay hủy diệt ta, ngươi hoàn toàn không làm được. Nếu ngươi không muốn, hôm nay ta chỉ có thể hủy diệt ngươi, tuy là khí linh, nhưng luyện hóa ngươi ta cũng có không ít chỗ tốt, cho dù là Tử Lôi Huyền Đỉnh, ta không muốn thì tiêu diệt, trước mặt bổn công tử còn chưa tới phiên một kiện bán thánh khí cuồng ngạo. Lục Lâm Thiên quát lớn, lúc này thân hình La Hán nói. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề. Thiên, ầm ầm. Sau khi chữ cuối cùng và thủ ấn ngưng kết xong, chín bí vân bao quanh tay Lục Lâm Thiên. Hào quang mang theo khí tức man hoang, có thể hủy diệt mọi thứ. Sau khi hào quang man hoang ngưng tụ thành thủ ấn, sát khí ngập trời dâng trào, trong mắt bắn ra sát ý không thèm che giấu, quát. Hỗn độn bổn nguyên, chấn tà. Lục Lâm Thiên quát lớn trong lôi hải, tiếng gầm quét qua tất cả, ký lôi đình bùng nổ. Ngay sau đó một trưởng mang theo bí vân quét qua các nơi. Hào quang chữ vạn ngưng tụ trên bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, không gian bao la run rẩy, từng vết nứt không gian thâm thúy quét qua các nơi, không gian liên tiếp sụp đổ nhanh chóng. Thân rùa khổng lồ của Tử Lôi rung động rất mạnh, giờ phút này, khí tức hủy diệt bá đạo của Lục Lâm Thiên đã làm hắn sợ hãi. Xoẹt! Dưới hào quang của chữ vạn kia, khí tức man hoang quét qua các nơi. Lực lượng hủy diệt bùng nổ trong không gian này. Phanh! Khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân rùa khổng lồ run rẩy rất mạnh, hàn ý rất mạnh bao phủ toàn thân của hắn, hàn ý tới từ sâu trong linh hồn, không thể ức chế được. Không muốn thần phục, vậy hủy diệt, lưu ra hỏa cuồng vọng như ngươi làm gì? Quát to một tiếng, Lục Lâm Thiên sinh ra sát ý ngập trời,
hào quang chữ vạn bao phủ bàn tay, thân rùa khổng lồ bị áp chế rất mạnh, lập tức trong lòng bàn tay sinh ra lực thôn vệ rất đáng sợ. Lực cắn nuốt này sinh ra, hai mắt rùa khổng lồ run lên, lập tức sợ hãi bao phủ tâm thần của hắn. Đối mặt với lực cắn nuốt này tuyệt đối có thể hủy diệt hắn, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng bị hào quang hỗn độn bổn nguyên trấn áp, căn bản không cách nào nhúc nhích, không phù hợp quy tắc phục, vậy hủy diệt. Nhân loại, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý. Rùa khổng lồ sợ hãi quát lớn. Ta sớm cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ là vật sinh ra trong thế giới của bổn công tử mà thôi, ở trước mặt ta ngươi chính là con sâu cái kiến, thiên phú của ngươi là bất tử, ở trước mặt ta chỉ là chó má, còn mưu toan đoạt hỗn độn bổn nguyên, ngươi nói thần phục thì thần phục, nói đánh là đánh sao, ngươi hiện tại còn không có tư cách thần phục, bổn công tử không thiếu một kiện tử lôi huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn hay sao? Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, sát ý không giảm, nguyên lực bùng nổ dữ dội. Vù vù. Dưới lực lượng thôn vệ cực lớn này, rùa khổng lồ không thể ngăn cản. Rốt cục ánh mắt rùa khổng lồ sợ hãi, đồng tử co rút lại, khí tức tử vong bao phủ toàn thân của hắn. Giờ phút này hắn đã cảm giác được tử vong chân chính, dưới chân áp của hỗn độn bổn nguyên, hắn không có lực hoàn thủ. Chủ nhân, ta đầu hàng, ta thần phục, chủ nhân tha mạng, ta nguyện ý thần phục, chủ nhân tha ta một mạng, cho ta một cơ hội cuối cùng, chờ ta khôi phục, ta sẽ trợ giúp chủ nhân đi lên đỉnh phong. Rùa khổng lồ cầu khẩn, trong mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối. Tốt, bổn công tử tạm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lục Lâm Thiên thu trưởng ấn, hào quang chữ vạn mất đi, lực cắn nuốt dần dần tiêu tán, chấn động khủng bố biến mất. Chủ nhân, thân rùa khổng lồ thu nhỏ lại, ánh mắt còn sợ hãi, cung kính thần phục, phủ phục dưới chân Lục Lâm Thiên, cũng không dám làm càn, thân ảnh lập tức hóa thành tử kim huyền lôi. Xoẹt, Lục Lâm Thiên thu hồi bản thể, áo bào xanh phần phật, bá đạo lăng lệ. Luân hồi hư vọng đao biến thành nam tử trung niên, đứng từ xa nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung động thì thào. Vì sao nhân loại này giống thánh tôn đại nhân thế nhỉ? Tiểu tử, ta cũng không phải là của ngươi, chỉ tạm thời ở trong đầu của ngươi thôi, tuy ta đạt được một ít chỗ tốt từ ngươi, nhưng nếu không phải ta âm thầm che chở ngươi, dùng tính tình của ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, chúng ta không ai nợ ai cả. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên, dường như phản bác câu nói của Lục Lâm Thiên với tử lôi huyền đỉnh vừa rồi, là câu, bổn công tử không thiếu một kiện tử lôi huyền đỉnh. Chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn hay sao? Lục Lâm Thiên biết cây đao màu vàng nói gì, tiểu hồn anh nói với cây đao màu vàng. Nhưng hiện tại ngươi trong đầu ta, vẫn cần ta, không phải sao? Hơn nữa ta có thể cảm giác được, giữa chúng ta mơ hồ có liên hệ nào đó. Cây đao màu vàng lập lòe, suy nghĩ gì đó. Đúng, năm đó khi xảy ra thiên địa đại biến, ngươi đã ở trên thế giới linh vũ, vì sao tử lôi huyền đỉnh cũng tới từ thế giới linh vũ? Hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng. Cây đao màu vàng chấn động, lập tức nói. Thế giới linh vũ năm đó cũng không gọi là thế giới linh vũ, về phần phát sinh chuyện gì, nói rất dài dòng, ta vừa mới chấn nhiếp tử lôi huyền đỉnh tiêu hao cũng không ít, mỗi lần ta khôi phục một ít, đều bị ngươi liên lụy. Dừng một lúc, cây đao màu vàng nói. Đợi ta lần sau nói chuyện năm đó với ngươi, hiện tại ngươi nên nhận chủ tử lôi huyền đỉnh đi. Sợ rằng cần không ít thời gian, tử lôi huyền đỉnh chính là chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, sau này ngươi nhận chủ sẽ có không ít chỗ tốt. Chờ ngươi nhận chủ tử lôi huyền đỉnh xong, đi tới thế giới thượng thanh, vào trong phong gia bí cảnh, phong gia bí cảnh chính là hạch tâm của thế giới thượng thanh, ta có nhiều thứ lưu trong nơi này, chờ ta lấy được, về sau cũng không cần phiền lụy tiểu tử ngươi. Cây đao màu vàng nói xong, đao quang biến mất. Lục Lâm Thiên vốn còn muốn hỏi cái gì? Nhưng hỏi thế nào cũng không có câu trả lời. Một lát sau, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua luân hồi hư vọng đao, cùng nổi danh với tử lôi huyền đỉnh, thậm chí có thể nói là chí dưới không kém hơn tử lôi huyền đỉnh. Luân hồi hư vọng đao biến thành trung niên hư ảo nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên quỳ một gối trước mặt hắn, nói. Hư vọng nguyện ý đi theo tùy tùng, thỉnh chủ nhân thu lưu. Lục Lâm Thiên nhìn qua luân hồi hư vọng đao, dường như suy nghĩ gì đó, sau một lát. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Trên người của ta có một thanh, huyết lục, ngươi đi theo bên cạnh ta tác dụng không lớn, cũng sẽ làm mất đi uy danh của ngươi, không bằng ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta, trên người ta có hỗn độn bổn nguyên, sẽ chữa tốt thương thế của ngươi,
Một ngày nào đó ngươi tìm được người thỏa mãn điều kiện để nhận chủ, ta sẽ giao ngươi cho người đó, để hắn và ngươi dương danh thiên địa, thế nào? Ngao! Nghe được Lục Lâm Thiên lời nói, huyết lục trong đan điền gào lên. Hư vọng bái tạ. Trung niên hư ảo cung kính thi lễ, thân ảnh hóa thành hào quang chói mắt, luân hồi hư vọng đao lơ lửng trước mặt Lục Lâm Thiên, năng lượng chấn động kinh người. Lục Lâm Thiên thu luân hồi hư vọng đao vào trong đan điền. Đến đây đi, không bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một lương chủ, sẽ không làm mất uy danh của ngươi. Ông! Luân hồi hư vọng đao tỏa ra phản âm, âm thanh như thiên âm vang lên trong lôi hải, lập tức biến mất không còn nữa. Hỗn độn bổn nguyên, đa tạ ân chủ. Trong đan điền, luân hồi hư vọng đao xuất hiện trước nguyên đan chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ tỏa ra rất mạnh, nguyên lực cỡ này có thể giúp hắn khôi phục thật nhanh. Lập tức bắt đầu tương liên với nguyên đan. Lục Lâm Thiên bắt đầu tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Xoẹt! Trong lôi hải mọi thứ bình phục lại. Trong không gian lôi hải, một đóa hoa sen màu tím tràn ngập khí tức thần bí khuếch tán trong lôi đình, múi hoa thứ hai đã nở, bên trong có tiếng nói non nớt của nữ đồng truyền ra. Phụ thân, đến lúc đó ngươi có mang ta đi chơi không? Cửa ra vào thánh cảnh trong tuyên cổ điện, dãy núi cao lớn đã biến mất. Thiên Lôi Tử đứng trước cấm chế, áo bào lay động, thần sắc khác thường, nói. Tại sao lại không có động tĩnh, không biết bên trong xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc chúng ta không thể vào thánh cảnh, hiện tại tất cả chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vừa rồi có lẽ là thân vương hoặc là tử kim huyền lôi sử đột phá, không biết có quan hệ với thánh vật hay không? Diễm Hoàng nói lại hỏi một câu. Long đầu, ngươi cho rằng là ai đột phá? Hậu Khánh Lâm lắc đầu. Hắn thì thào. Lúc trước đột phá liên tiếp, động tính có chút quỷ dị, ta cũng không biết là ai đột phá. Đột phá liên tục, ai có bổn sự lớn thế? Hồng Khung Hồng Tôn sinh cơ bừng bừng ngạc nhiên nói một câu. Hậu Khánh Lâm lại nói. Cửa ra vào cấm chế bị thứ gì đó ảnh hưởng, hiện tại khó có thể mở ra, cố mở ra chỉ sợ sẽ có biến cố, chúng ta tiếp tục đợi đi. Sáng sớm, thế giới thượng thanh, thiên giới mật địa. Lúc này chưa đến 100 năm, đám người Lục Kinh Vân thật đáng sợ. Gần trăm năm mà thôi, thật là khủng bố a hát, hiện tại cả lão nhân top 10 trên thiên bảng không còn đệ tử cổ tộc. Đúng vậy, hơn 30 năm trước, Hòa gia Hòa Vũ, Lý gia Lý Chấp đều thua. Hiện tại trong top 50 thiên bảng không còn bao nhiêu cổ tộc. Cũng không biết đám người Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương tới từ nơi nào, tiến bộ quá khủng khiếp. Kinh khủng nhất là Lục Kinh Vân A Hát, vô lượng niết bàn, sát phạt áo nghĩa, tiểu tử kia quá kinh khủng. Nghe nói Lục Kinh Vân là nhi tử của Lục Lâm Thiên năm đó đánh bại Phong Du Du, hắn còn chưa tới hóa hồng cảnh A, Lục Kinh Vân hiện tại đã tiến vào hóa hồng cảnh rồi. Sắp 100 năm, Lục Lâm Thiên, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không biết đi nơi nào, nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể đã đột phá hóa hồng cảnh A. Lục Kinh Vân trăm năm trước tiến vào thiên giới mật địa đánh bại năm cự phách, về sau không ra tay nữa, ngày mai lại chiến một trận với Phong Phách Nam, không biết kết quả như thế nào. Khó mà nói, Phong Phách Nam lúc trước bại trong tay Lục Lâm Thiên, nói không chừng lúc này cũng thua Lục Kinh Vân đấy. Ngày mai sẽ biết rõ, không biết Lục Kinh Vân ngày mai có đánh bại Phong Phách Nam hay không. Vô số thân ảnh chạy tới chiến đài, chung quanh đều vang lên ba chữ, Lục Kinh Vân. Mà Lục Kinh Vân từ trăm năm trước đi vào thiên giới mật địa, hắn đã đạt được thanh danh rất lớn. Trong trăm năm này, thiên giới mật địa không yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương những người này đều đi lên chiến đài. Còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Lục Thiếu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ những người này làm ra không ít phong vân. Thậm chí các bài danh trong thiên bảng trước kia chín thành là cổ tộc và các vọng tộc trong đại thiên thế giới chiếm đoạt. Trong trăm năm này có hơn phân nửa đã rơi ra ngoài. Bọn họ đã đến, trực tiếp chiếm bài danh, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Trong đó mạnh nhất chính là Lục Kinh Vân nhi tử Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam đánh một trận khiến người ta chú ý, ai cũng muốn biết trăm năm qua thực lực Lục Kinh Vân đạt tới mức nào. Mà Phong Phách Nam lúc trước tuy thua Lục Lâm Thiên một lần, nhưng không ảnh hưởng mọi người kính sợ Phong Phách Nam, tuy hắn vẫn là thiên bảng đệ tứ. Nhưng cho dù đám người Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Băng Nhu cũng ảm đạm thất sắc so với hắn. Trong gian phòng của mình, đột nhiên Lục Kinh Vân đang tu luyện mở mắt ra,
trước mắt có thiếu phụ xuất hiện, tư thái lung linh bao phủ trong trang phục yêu mỹ, đường cong động lòng người, da thịt như tuyết, dung nhan tinh xảo mang theo vũ mị thành thục. Nương! Lục Kinh Vân đứng lên, thân ảnh cao như trường thương đứng thẳng, đứng trước mặt Mỹ phu nhân, hắn đã cao hơn một nửa, nhưng trước mặt Mỹ phu nhân này Lục Kinh Vân lại cúi đầu, trong mắt vô cùng vui vẻ. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như thế, con đã lớn rồi. Mộ Dung Lan Lan vuốt ve mái tóc đen sau lưng Lục Kinh Vân, lại xoa xoa gương mặt con mình, ánh mắt đầy yêu thương. Lục Kinh Vân ôm hai vai mẫu thân, nói. Nhiều năm như vậy, nương vẫn xinh đẹp như thế. Ít ba hoa đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan tự ái nhìn Lục Kinh Vân, lập tức nói nhỏ. Lần trước ta nói chuyện ngươi không nghe sao, ta rất ưa thích bối nhi, những năm qua nàng vẫn theo bên cạnh ngươi, ta nói. Nương, những này chuyện sau này hãy nói đi, bây giờ không phải vẫn còn sớm sao? Lục Kinh Vân cười hắc hắc. Sớm cái gì mà sớm, lúc phụ thân ngươi có ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, ngươi bây giờ nên thành ra sớm thôi. Mộ Dung Lan Lan trừng Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương không dứt, nói. Ta đã nói với gia đình bối nhi, còn nói với Vô Song A-di, Cảnh Vân A-di các nàng không có ý kiến. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Lan Lan, nhếch miệng, tựa đầu vào vai Mộ Dung Lan Lan, mang theo vài phần làm nũng, nói. Nương, lúc này không giống ngày xưa, phụ thân năm đó không phải tình huống đặc thù sao? Mộ Dung Lan Lan trừng mắt lườm Lục Kinh Vân, đầu ngón tay đẩy đầu Lục Kinh Vân ra, nói. Ta không nói chuyện kia với ngươi, chờ phụ thân ngươi về, tự đi nói với Vô Song A-di và Cảnh Vân A-di. Dứt lời, Mộ Dung Lan Lan nghiêm mặt một ít, nói. Hôm nay đánh với Phong Gia Phong Phách Nam một trận, ngươi cẩn thận, đừng bị thương. Hắc hắc, Lục Kinh Vân mỉm cười, nói. Mẫu thân! Kỳ thật con muốn khiêu chiến nhất là Phong Gia Phong Du Du, nhưng mà nghe nói nàng có quan hệ không tầm thường với phụ thân, con không khiêu chiến nữa, tránh đến lúc đó phụ thân quay về đánh con. Ai? Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, đôi mắt mang theo chút khác thường, nói. Ngươi cái gì cũng giống như phụ thân ngươi có hai khuyết điểm, khá tốt, ngươi chỉ giống hắn một điểm mà thôi. Lục Kinh Vân nghe mẫu thân nói thế, lập tức hứng thú, hỏi Mộ Dung Lan Lan. Nương, phụ thân ta có hai khuyết điểm gì? Mộ Dung Lan Lan trừng Lục Kinh Vân, nói. Ta mấy ngày hôm trước có cùng với Hồng Lăng A-di, Tiểu Linh A-di nói chuyện phiếm, nói ngươi và Lục Thành, Lục Tượng, Lục Trực mấy gia hỏa này cực giống phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi có hai khuyết điểm, một chính là tu luyện không cần mạng, điểm này các ngươi cũng giống như thế, đều tu luyện không cần mạng. Lục Kinh Vân mỉm cười, tiếp tục hỏi. Khuyết điểm thứ hai là gì? Mộ Dung Lan Lan nói với Lục Kinh Vân. Phụ thân ngươi quá đào hoa, khá tốt các ngươi không giống. Tiếng nói ngừng lại, Mộ Dung Lan Lan bĩu môi nói. Nhưng mà gia gia của ngươi và Lục Đông, Lục Tây hai vị thúc công, thường xuyên nói các ngươi không suy nghĩ cho Lục gia như phụ thân ngươi, Lục gia tới thời đại này tốt một chút, cũng nên sớm giúp Lục gia khai chi tán diệp, nếu giống như các ngươi, Lục gia đã không cách nào mở rộng. Hắc hắc. Lục Kinh Vân nghe vậy cũng cười khổ. Kinh Vân, nên đi. Bên ngoài gian phòng, một giọng nói già nua vang lên. Chí Thánh Sư Công, ta lập tức đi ngay. Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức trả lời. Mộ Dung Lan Lan lại sửa sang quần áo Lục Kinh Vân một chút, nhìn qua Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương, nói. Các ngươi phát triển, phụ thân các ngươi không cần mệt mỏi như trước nữa, nhìn thấy ngươi bây giờ hiểu chuyện như vậy, Lục gia đều kiêu ngạo vì ngươi. Lục Kinh Vân gật đầu, nói nhỏ. Nương, con sẽ tiếp tục cố gắng, dùng phụ thân làm mục tiêu, thủ hộ nương, thủ hộ huynh đệ tỉ muội, thủ hộ Lục gia và thế giới linh vũ. Tốt, đi thôi, cẩn thận một ít. Khóe mắt Mộ Dung Lan Lan ướt át. Trong nội điện Tuyên Cổ Điện, sáng sớm, ngọn núi trùng điệp cao về Upsilon T trong mây, không có một ngọn cỏ. Ầm ầm. Bỗng dưng trên đỉnh Tử Kim có tiếng nổ ầm ầm. Lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ lại, năng lượng quán trú vào cửa ra vào, cả cánh cửa rạn nứt tan vỡ. Khí thế to lớn này làm cả thiên địa sáng sớm gió nổi mây phun. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh bay tới trước Tử Kim Sơn, khí tức vô hình hàng lâm thiên địa, khí tức chấn động còn mang theo xu thế áp bách không gian. Thân ảnh to lớn đi đầu đáp xuống, đôi mắt nhìn cửa ra vào, nói. 100 năm, rốt cục có động tĩnh.
khí tức này dường như có người đột phá, nhưng nó lại làm cho cả thánh cảnh chấn động, từ khí tức này không phải khí tức của Tử Lôi Huyền Đình, cũng không biết bọn họ thế nào, chỉ biết chắc sẽ an toàn thôi. Không biết là người phương nào đột phá, động tĩnh sao còn lớn hơn lần trước nhiều. Thiên Lôi Tử nói, Lang Long nhìn động tĩnh trên cao, cau mày nói. Động tĩnh lớn như thế ít nhất là ngũ nguyên hóa hồng. Đột phá, chẳng lẽ là Hoàng Diễm? Đến lúc đó sẽ biết rõ, trong 100 năm này, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không có động tĩnh, một chút khí tức cũng không có, yên lặng như vậy, hy vọng sẽ thành công. Hậu Khánh Lâm thì thào nói nhỏ. Ầm ầm. Trong lôi hải bao la, chẳng biết lúc nào bắt đầu có điện thiểm lôi minh, lôi đình màu tím tràn ngập các nơi. Trong lôi hải bao la, không biết từ chỗ nào năng lượng thiên địa vọt tới, năng lượng quán trú vào không gian lôi điện này. Phần phật, thiên uy khủng bố duy trì thật lâu rồi im lặng lại, thiên uy từ từ tiêu tán. Sau yên lặng ngắn ngủi, một đạo lôi quang phóng thẳng lên trời. Oanh! Lúc này cả lôi hải run lên, một nam tử áo bào xanh đi ra, khí tức tam nguyên đại xúc hồng phóng thích ra ngoài, miệng hổ gầm thét. Giống! Tiếng rít gào đinh tai nhức óc, âm thanh này chấn động màng nhĩ người ta. Nam tử áo bào xanh mở mắt ra, khí tức man hoang thương cổ thu liếm lại. Không nghĩ tới trong Tử Lôi Huyền Đỉnh còn ẩn chứa lôi thuộc tính áo nghĩa mênh mông như thế, việc này không uổng. Lục Lâm Thiên thì thào, lập tức trong mi tâm có hào quang lóe lên, khí huyết sát chấn động, đại hồn anh lướt đi, trên người tỏa ra khí tức mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng là tam nguyên hóa hồng. Bản thể Lục Lâm Thiên và Đại Hồn Anh cùng cười lớn, ánh mắt đầy thỏa mãn. Đối với Đại Hồn Anh phát triển thật nhanh, Lục Lâm Thiên rất là thỏa mãn, thôn phệ mấy chục linh hồn lôi bộc, Đại Hồn Anh từ cấp độ chỉ sánh bằng nhất nguyên hóa hồng đã tăng lên tam nguyên hóa hồng, tăng thêm Đại Hồn Anh có đủ loại thủ đoạn, bây giờ giao thủ với tam nguyên hóa hồng đã không có vấn đề, xem như đại trợ lực bên người. Giờ phút này hắn đã đột phá đến tam nguyên đại xúc hồng, cảm giác đan điền khí hải lớn hơn nữa. Tăng cường linh hồn lực minh mông, tất cả đều làm Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Trực tiếp đối phó ngũ nguyên hóa hồng cũng không thành vấn đề, không biết gặp gỡ lục nguyên đại siêu phàm sẽ ra sao. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, Lục Lâm Thiên nhớ rõ lúc vừa đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, hắn có thể đánh chính diện với tứ nguyên tiểu siêu phàm, thậm chí gặp gỡ ngũ nguyên trung siêu phàm vẫn có thể đánh một trận. Cho dù đối mặt Hoàng Diễm là tồn tại bất phàm trong ngũ nguyên hóa hồng, Lục Lâm Thiên vẫn có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối mặt lục nguyên đại siêu phàm thế nào, Lục Lâm Thiên cũng không biết, trước mắt hắn chưa gặp qua lục nguyên hóa hồng. Sau khi thỏa mãn, thu hồi đại hồn anh, Lục Lâm Thiên ngưng kết thủ ấn, cả lôi hải dung chuyển, lập tức khí tức chấn động khủng khiếp bùng nổ, không gian vỡ nát. Ầm ầm. Lúc này một cái đỉnh màu tím bay thẳng lên trời, không gian tan nát nhanh hơn trước rất nhiều. Thân ảnh áo bào xanh lướt đi. Cái kia một cực lớn tử kim đại đỉnh thu nhỏ lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng rơi vào tay thanh niên áo bào xanh. Tử kim tiểu đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ, lọt vào tay thanh niên lại vô cùng yên tĩnh. Nhìn tử kim tiểu đỉnh trong tay, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy vào đan điền hấp thu lực lượng bổn nguyên khôi phục đi, ngươi vốn đến từ thế giới này, tin tưởng cũng có thể gia tốc khôi phục, nói không chừng còn có tăng cường đấy. Đa tạ chủ nhân. Trong tử kim tiểu đỉnh có tiếng nói kính sợ vang lên. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên lại gọi thiên trụ giới ra. Siêu, siêu. Thời không loạn tạo thành lối ra, hơn 10 đạo thân ảnh lao ra ngoài, khí tức cường hãn bùng phát, đúng là Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Đông Phương Tử Quỳ, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử. Khi mọi người lao ra, tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, lập tức phát hiện Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đông Phương Tử Quỳ đa số đều có đột phá, không hổ là nhân vật nổi tiếng từ các nơi trong thiên địa đưa tới, bất luận người nào cũng có thiên phú khủng bố. Thời gian trôi qua không ngắn, nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, lĩnh ngộ các thuộc tính. Lục Lâm Thiên tính ra đám đông ở trong thiên trụ giới tầng thứ tư đã trôi qua 4.000 năm rồi. Thời gian 4.000 năm thật không ngắn. Cho nên lúc này Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh đã tới nhất nguyên hóa hồng, thậm chí Đông Phương Tử Quỳ đã tới nhị nguyên hóa hồng. Ngược lại Phi Long Thân Vương cùng Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương cùng Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử đều không có đột phá, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử nội điện đều đột phá.
Lục soái, người thế nào rồi? Mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới liền nhìn chung quanh, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên đi lên hỏi thăm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nói với hai người. Không có việc gì, chúng ta đã an toàn. Lục Thân Vương, lần này đa tạ, tất cả mọi người thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Thanh Lôi Thân Vương đều đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương, mỉm cười, nói. Ngươi đừng có nhớ thương Tử Kim Phách Lôi Liên là được rồi. Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Lâm Thiên, hơi có xấu hổ, cười hắc hắc nói. Đương nhiên sẽ không, ngươi bố trí cấm chế và trận pháp, ta không mở ra được. Tiếng nói hơi ngừng, Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Bất kể như thế nào, lúc này chúng ta thiếu ân tình của ngươi, về sau có gì cần cứ phân phó, chúng ta sẽ không chối từ. Đúng vậy. Chúng ta thiếu nợ Lục Thân Vương đại ân tình, về sau cứ phân phó chúng ta làm việc là được. Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử đều gật đầu cảm kích, lúc trước không có Lục Lâm Thiên bảo hộ, bọn họ đã chết rồi. Lục Thân Vương, Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đâu rồi? Đông Phương Tử Quỳ hỏi một câu làm mọi người chú ý tới mục đích của chuyến đi lần này. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, nói. Đã bị ta nhận chủ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cái gì, Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ? Người chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ có chuyện này. Đông Phương Tử Quỳ nhìn hắn, ánh mắt chấn động, Kiều Nhan cũng ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi thực nhận chủ Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao xuất hiện ở đây? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt gật gật đầu, mỉm cười nói với nàng. Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ. Khi Lục Lâm Thiên gật đầu khẳng định, từng ánh mắt không dám tin nhìn Lục Lâm Thiên. Mà nhận chủ Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, mọi người biết nó đại biểu cái gì, nhận chủ Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau này sẽ trở thành điện chủ Tuyên Cổ Điện Thánh Lôi Điện, thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, có thể giống như điện chủ Tử Lôi Điện khống chế cả Tuyên Cổ Điện. Dùng lực lượng của Tuyên Cổ Điện, thân là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, một đại thế giới cũng không dám làm càn. Bái kiến thánh chủ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hành lễ với hắn, hành lễ với thánh chủ. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên phất tay áo qua, trên người đã sớm có khí chất thượng vị giả, lúc này càng nồng đậm hơn trước. Chúc mừng Lục soái. Chúc mừng Lâm Thiên huynh đệ, không phải, về sau chính là thánh chủ. Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên hai người cao hứng thay Lục Lâm Thiên ca, nghe nói Lục Lâm Thiên nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Chẳng biết tại sao, hai người tuy cao hứng, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh bị Lục Lâm Thiên nhận chủ, dường như quá bình thường. Tiểu Thiên huynh đệ, người gọi ta là Lâm Thiên huynh đệ là được rồi, ta nghe như vậy mới sảng khoái. Lục Lâm Thiên mỉm cười với Lôi Tiểu Thiên, trong nội tâm suy tư, sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại thân vương lệnh Tuyên Cổ Điện cho mình, bản thân mình cũng tìm được Tử Lôi Huyền Đỉnh trong thế giới Linh Vũ ở đây. Cũng là bảo mình nhận chủ Tử Kim Huyền Đỉnh, đồng thời trở thành chủ nhân Tuyên Cổ Điện. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, thế giới Linh Vũ và bên ngoài có quá nhiều quan hệ, trong thế giới Linh Vũ càng có an bài của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, Lục Lâm Thiên không thể không hoài nghi, nói không chừng Tuyên Cổ Điện có quan hệ cực lớn với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên đấy. Lục soái, người nói thầm gì vậy? Lục Linh nghe Lục Lâm Thiên thấp giọng nói thầm, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, khẽ ngẩng đầu, lại nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương, nói. Thanh Lôi Thân Vương, tuy ngươi là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, nhưng nghiêm khắc tính toán ra, ngươi còn chưa phải đệ tử Tuyên Cổ Điện a. Theo Lục Lâm Thiên biết, bởi vì tám tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài, thân vương cũng không nhất định chính là đệ tử Tuyên Cổ Điện, nhưng ngươi mang tử lôi huyền đỉnh. Cho nên liền trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Đúng vậy, ta còn không phải người Tuyên Cổ Điện, ta là tán tu, Tử Lôi Huyền Đỉnh cửu đỉnh quy nhất, về sau không có quá nhiều quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Thanh Lôi Thân Vương trả lời Lục Lâm Thiên. Phi Long Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương đều giống như vậy, chúng ta nghiêm khắc mà nói đều xem như tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Tử Lôi Huyền Đỉnh, về sau cũng không có quá nhiều quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Đều là tán tu sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nghe vậy lập tức nhìn Vân Lôi Thân Vương cùng Phi Long Thân Vương hai người, một là thôn thiên hổ tượng kinh lôi thú,
một là thiên lôi dị giao, đúng là bất phàm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua ba người, nói. Các ngươi nói thiếu nợ ta một phần ân tình, có thể làm một việc cho ta. Thánh chủ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ba người thoáng nhìn nhau, thanh lôi thân vương còn kém vỗ ngực xưng tên. Lục Lâm Thiên nhìn qua ba người, mỉm cười, nói. Dựa theo quy củ tuyên cổ điện, ta nhận chủ thánh vật tử lôi huyền đỉnh sẽ trở thành điện chủ thánh lôi điện, thánh lôi điện trước mắt vẫn chưa có người nào, không bằng ba người các ngươi gia nhập thánh lôi điện đi, dùng tu vị các ngươi, cho ngươi chức trưởng lão thánh lôi điện, được chứ? Vừa dứt lời, trên mặt Lục Lâm Thiên và ba người vui vẻ. Lục Lâm Thiên lúc này nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, cũng không khác gì điện chủ thánh lôi điện, biết được thanh lôi thân vương đều là tán tu, lại không phải cường giả bình thường. Hơn nữa thân là thân vương của tuyên cổ điện, hiện tại đã không phải người chí tôn điện, cho nên cũng là người trong sạch. Cân nhắc vì thánh lôi điện, bởi vậy Lục Lâm Thiên đã sớm cân nhắc qua, cho nên hắn cố ý kéo ba người đi thánh lôi điện. Mặc dù nói hắn là điện chủ thánh lôi điện, thánh chủ cũng là điện chủ tử lôi điện có thể khống chế cả tuyên cổ điện, nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói, nhưng hắn biết rõ mình không thể nào là điện chủ khống chế cả tuyên cổ điện. Tất cả vẫn dựa vào thực lực của Thánh Lôi Điện nói chuyện. Trở thành trưởng lão Thánh Lôi Điện. Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương ba người nghe xong nghi hoặc. Lục Lâm Thiên nhìn thần sắc ba người biến mất, nhìn thấy hắn lập tức nói. Ba người các ngươi tu luyện là lôi thuộc tính, ta nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, bên trong có lĩnh ngộ lôi thuộc tính của tiền bối viễn cổ trong tuyên cổ điện, có lẽ có tác dụng với các ngươi. Ta nguyện ý gia nhập Thánh Lôi Điện. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương ba người đều gật đầu. Ba người tự biết trở thành trưởng lão tuyên cổ điện có không ít chỗ tốt, huống chi Thánh Lôi Điện vẫn khống chế tất cả cất chứa của tuyên cổ điện, tất cả tuyệt kỹ và bảo vật cả tuyên cổ điện đều nằm ở đây. Lúc này còn có Lục Lâm Thiên cung cấp lĩnh ngộ lôi thuộc tính, ba người lúc này tự nhiên không cự tuyệt, chuyện tốt cỡ này cầu còn không được. Bái kiến điện chủ. Ba người lập tức cung kính hành lễ. Trước không cần hành lễ, chờ ta chính thức trở thành điện chủ tuyên cổ điện rồi nói sau. Lục Lâm Thiên mỉm cười bảo ba người miễn lễ, đội hình thánh lôi điện sau này cần nhờ ba người này phát triển, chính mình sợ rằng không có thời gian phát triển thánh lôi điện. Thánh chủ, không biết ta có thể gia nhập thánh lôi điện hay không? Đông Phương Tử Quỳ bước tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, cười nhạt nói một câu rất mê người. Ngươi. Lông mày Lục Lâm Thiên nhướng lên liếc nhìn Đông Phương Tử Quỳ. Đương nhiên, Đông Phương Tử Quỳ gật đầu nói. Ta đi ra từ sở giới, đương nhiên cũng có một ít lai lịch, thậm chí còn có liên quan đến Thiên La Minh. Tuy vậy nhưng ta gia nhập vào Thánh Lôi Điện cũng không có vấn đề gì. Lục Lâm Thiên nghe vậy, tuy hắn không hiểu rõ lai lịch của Đông Phương Tử Quỳ, thậm chí cũng không biết sở giới là nơi nào, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu nói. Đông Phương cô nương gia nhập Thánh Lôi Điện là chuyện cầu còn không được, sao ta có thể từ chối? Các vị trưởng lão như thế nào? Không sao. Đông Phương Tử Quỳ nhìn Lục Lâm Thiên, cười nói. Vậy về sau ta nên gọi ngươi là điện chủ hay là thánh chủ đây? Lục Lâm Thiên nhún vai. Sao cũng được, nhưng cứ gọi tên là được rồi. Xem ra Lâm Thiên huynh và Đông Phương Tử Quỳ có chuyện xưa rồi. Lôi Tiểu Nhiên thấy Lục Lâm Thiên nói chuyện với Đông Phương Tử Quỳ, liền thăm dò xem điều mà Lục Linh vừa nói có đúng hay không. Khi trở về ngươi đừng nói như vậy, Lục Soái có mấy vị nương tử cũng không phải lương thiện gì, tránh làm cho lúc đó Lục Soái không giải thích rõ với họ được. Chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp, dù sao cũng đều là nam nhân, chúng ta nên ở cùng một phe với nhau. Lục Linh nói nhỏ Lôi Tiểu Nhiên. Lôi Tiểu Nhiên vô cùng tán thành, lại nói nhỏ vào tai Lục Linh. Giúp người khác là niềm vui, ta hiểu rồi, cùng là nam nhân với nhau mà, người đừng nói ra là tốt rồi. Hai người các ngươi đang nói gì đó? Lục Lâm Thiên thấy hai người bọn họ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, liền hỏi. Không có gì, Lục Soái, chúng ta chỉ muốn khi mới có thể rời khỏi thánh cảnh, có lẽ các trưởng lão đang rất sốt ruột rồi. Lục Linh nhanh chóng bày ra vẻ mặt xin chỉ thị. Bây giờ chúng ta sẽ... Lục Lâm Thiên đang muốn nói hiện tại mọi người có thể đi ra, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, rồi vội vàng nói. Các ngươi chờ một lát, ta đi nhanh rồi sẽ trở lại.
Vù. Lục Lâm Thiên nói xong, trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo cầu vồng lôi quang hướng về phía xa kia biến mất. Chẳng lẽ, Lâm Thiên, ta cũng đi với ngươi? Đông Phương Tử Quỳ thấy Lục Lâm Thiên đi đến nơi đó, lông mày cau lại, dường như nàng cũng cảm giác được điều gì, cả người cũng hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Bốn phía mật địa thiên giới là chiến đài, xung quanh được bao bởi những dãy núi xanh biếc. Chiến đài đều một màu xanh đen như sắt, trang nghiêm sừng sững. Mây mù mờ ảo, đỉnh núi cao Vepsilon T hiện lên như mờ như ảo giữa biển mây. Những dải núi thỉnh thoảng lộ ra giữa tầng mây như đang treo lơ lửng, không khác gì tiên cảnh nhân gian. Đài chiến đấu khổng lồ đã bị hủy do trận chiến của Lục Thiếu Phong và Phong Du Du, nay đã sớm được các cường giả trong mật địa thiên giới trùng tu lại, so với chiến đài lúc trước thì giống nhau như đúc. Nhưng có lẽ là bọn họ sợ về sau lại có người đến đánh nhau và phá hủy đài chiến đấu lần nữa, nên khi trùng tu lại, các cường giả đã bố trí thêm một đại trận để đài chiến đấu được vững chắc hơn. Lúc này đang diễn ra trận chiến giữa Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam, số người vây xem ở xung quanh cũng không phải số ít. Bọn họ vây kín xung quanh đài không chừa một chỗ trống, mà tất cả đều là đệ tử của các đại cổ tộc. Đường Dân, Đường Tiểu Tiểu, Băng Nhu, Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Lý Tương Đẳng. Còn có Mạc Kình Thiên, Thái A, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Thiên Thương Ngân. Đều tập trung ở đây. Giờ phút này, tất cả mọi đều hiện lên vẻ mặt rung động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên đài chiến đấu. Không chỉ đám người Đường Dần mà hầu như người vây xem bốn phía cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chăm chú nhìn hai người cao to đang giao thủ trên không trung, tốc độ nhanh như thiểm điểm của bọn họ làm cho một vài người đứng xem không thể nhìn thấy rõ. Rầm rầm rầm. Khi tiếng bạo phát trầm thấp vang lên, thân ảnh của hai người họ đã nhanh chóng thuấn di. Từng đạo công kích giao phong với nhau như vũ bão, làm cho không gian liên tục bị bạo phát. Những tàn ảnh công kích xẹt lên lên trời cao, làm cho những không gian nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Mỗi khi công kích va chạm nhau, thanh âm trầm thấp liền vang vọng vào không trung, làm cho da đầu người xem đều phải run lên. Khi những vòng năng lượng như kình phong mở to ra quét lên trên mặt hồ, thì mặt nước liền hiện lên sóng lớn cuồn cuộn, dần dần tạo thành những cơn sóng lớn và đập vào nhau. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn không khó để nhìn ra rằng, ngay từ khi bắt đầu giao thủ, Phong Phách Nam vẫn luôn bị Lục Kinh Phong áp chế. Hai người này thật mạnh, loại thực lực này quá mạnh rồi. Đám người Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, bọn họ đều là những người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc, giờ phút này vẫn đang dùng ánh mắt khiếp sợ chăm chú quan sát trận đấu. Bọn họ không nghĩ tới sau khi Phong Phách Nam đột phá sơ giai hóa hồng cảnh mà thực lực vẫn còn cường hãn như vậy. Mà bọn họ không ngờ thực lực Lục Kinh Vân cũng cường hãn không kém, hắn ta lại có thể áp chế triệt để được những đợt tấn công của Phong Phách Nam. Không ngờ thực lực của Lục Kinh Vân lại mạnh vậy, Phong Phách Nam đã đột phá đến hóa hồng cảnh cũng bị hắn áp chế. Ở trên một ngọn núi phía xa, trưởng lão Lôi Quang vô cùng cảm thán, khuôn mặt già nua của lão cũng cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ chúng ta đã già rồi sao? Thật không ngờ Lục Kinh Vân này lại cường hãn như vậy. Trưởng lão Mộc Nguyên cũng không khác gì, khóe miệng tự giễu nhếch lên. Ánh mắt của trưởng lão Đường Ám khẽ chuyển, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hai cha con Lục gia đều là thế hệ nghịch thiên. Mặc Ngã Hành nhếch miệng, nhìn về phía chiến đài phía xa, thở dài nói. Chân lý niết bàn, Lục gia chắn chắn sẽ quật khởi, lời đòn này quả nhiên không sai. Chắc lẽ các ngươi không cảm giác được, tiểu tử Lục Kinh Vân kia vẫn không sử dụng toàn bộ thực lực. Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn thăm dò Phong Phách Nam. Trưởng lão đồng sự Hỏa Khánh cũng đang nhìn về phía đó, ánh mặt vô cùng rung động cùng bất đắc dĩ. Oanh! Tiếng nổ tung lại lần nữa vang lên, hai thân ảnh cũng vô cùng ăn ý va chạm vào nhau. Hô! Phong Phách Nam thở ra một ngụm trọc khí giống như sương mù bay lên, hai mắt thâm thúy âm u của hắn lóe lên tinh quang, da thịt cổ đồng trên thân hình cao lớn như có ánh hỏa quang phát ra. Cả người Phong Phách Nam đứng đó, giống như một bức tượng điêu khắc không hề che giấu vẻ cuồng dã, nhìn Lục Kinh Vân trước mặt nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới tình trạng này, nhưng cũng chỉ như cha ngươi năm đó mà thôi. Ta nghe nói lúc trước cha ta chỉ dùng 3 chiêu để đối phó với các hạ, mà vừa rồi ta phải sử dụng hết 99 chiêu. Lục Kinh Vân mỉm cười, chân đạp trên không khí lơ lửng giữa không trung, cả người hắn cao lớn như một cây trường thương.
Khí tức của hắn đã thu liễm lại, chỉ lặng lặng đứng đó, nhưng khí thế cuồn cuộn, sừng sững lại như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển được. Khí thế của hắn không hề thua kém Phong Phách Nam. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Phong Phách Nam nhảy lên. Đó là do ngươi không sử dụng toàn lực. Lục Kinh Vân vẫn cười, khóe miệng lộ ra một đường cong nói. Các hạ cũng vậy, ta nghe nói các hạ có Hoang Cổ Thiên Phong trụ, hôm ta rất muốn được lãnh giáo. Xem ra nếu như ta không dùng Hoang Cổ Thiên Phong trụ, thì ngươi cũng sẽ không có ý định dùng toàn lực. Ngay khi Phong Phách Nam nói xong, thì ánh mắt Lục Kinh Vân liền lộ ra tinh mang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn như bão táp từ trong người bộc phát ra, thân hình cao lớn lộ ra một chỗ chi khí hùng hồn. Phong Phách Nam ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Kinh Vân nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, người muốn giống như cha ngươi, đánh bại được Hoang Cổ Thiên Phong trụ, điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng đâu. Khi hắn nói xong câu này, khí tức trên người Phong Phách Nam cũng bạo phát đến cực hạn. Tất cả mọi người trong chu vi có thể quan sát được đều cảm thấy, dưới sự ảnh hưởng của Phong Phách Nam, không gian toàn bộ đài chiến đấu đều bị ngưng kết lại. Sau khi đột phá hóa hồng, thực lực của Phong Phách Nam đã cường hãn hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là Phong Phách Nam bị Lục Kinh Vân ép buộc phải dùng toàn lực để chiến đấu. Gần đây, những chuyện dễ dàng ta đều không cảm thấy hứng thú. Cho tới bây giờ, trừ chuyện có vượt qua được cha ta hay không, thì không có chuyện gì ta làm không được. Lục Kinh Vân nhìn Phong Phách Nam, cảm giác được khí tức của hắn chấn động kinh khủng, hai tay nắm chặt lại nói. Hiện tại, có lẽ chuyện ta đánh bại được các hạ cũng không phải khó. Hô lạp lạp. Lời nói kết thúc, trường bào của Lục Kinh Vân cũng run lên, hai con ngươi của hắn bỗng chuyển đỏ, phát ra bạch quang sắc bén như búa. Theo đó là một cỗ khí tức như vũ bão quét sạch lên trời cao, chấn động toàn bộ không gian. Khí thế thật mạnh. Ngọn núi phía xa, bốn cặp mắt già nua cũng lộ ra cảm thán. Không ít cường giả khi cảm giác được khí thế bàng bạc sắc bén này đều phải run rẩy. Loại khí thế chấn kinh này làm cho cả người không nhịn được mà run lên. Ha ha, thì ra cũng có chút bản lãnh, ngươi cũng rất cuồng ngạo như cha ngươi, nhưng không biết ngươi có loại thực lực cường hãn như cha ngươi hay không. Phong Phách Nam cười một cách cuồng dã, khí thế hùng vĩ trên người cũng ngày càng mạnh. Oanh! Bỗng nhiên Phong Phách đưa tay ra, lưu quang cũng bắt đầu lộ ra, trong tay hắn liền hiện ra linh khí, Hoang Cổ Thiên Phong trụ. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong mạnh mẽ quét sạch không trung, cuồng phong gào thét, làm cho năng lượng thiên địa bị bạo động dữ dội. Không kém thông linh bảo khí. Lục Kinh Vân nhìn Hoang Cổ Thiên Phong trụ trong tay Phong Phách Nam, xem ra đây là vật mạnh nhất trong thông linh bảo khí rồi. Hiện tại trên người Lục Kinh Vân không hề có kiện thông linh bảo khí nào. Vốn là lần trước hắn dùng chiến công của cha mình đi chọn một kiện linh hồn thông linh bảo khí ở chỗ sư bá Hoàng Phủ Minh Long. Nhưng mà hắn lại cưỡng ép mẫu thân Mộ Dung Lan Lan nhận lấy. So với an toàn của mình thì mẫu thân vẫn quan trọng hơn, còn hắn thì hắn tự có năng lực tự bảo vệ mình. Hô lạp lạp, Phong Phách Nam cầm Hoang Cổ Thiên Phong trụ trong tay, toàn bộ tu vi nhất nguyên hóa hồng của hắn đều phóng thích và bao phủ bên trên Hoang Cổ Thiên Phong trụ. Nhìn thấy biến hóa này, ánh mắt Lục Kinh Vân cũng ngưng tụ lại. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ vô cùng chấn động từ bản thân hắn cũng lặng lẽ bộc phát ra. Khí thế kinh người lan tràn khắp mọi không gian, làm cho người khác cảm giác được một loại áp bách khó có thể hình dung. Thực lực rất mạnh, thông linh bảo khí cũng cực mạnh, đây mới là thực lực cực mạnh của ngươi, chẳng qua ta cũng không thể xuất đao. Dứt lời, Lục Kinh Vân cũng không giữ lại khí tức, mạnh mẽ bộc phát. Khí tức mênh mông cuồn cuộn thổi quét, lực lượng khủng bố tán phát, giống như giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng nổ nát bầu trời. Nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này từ khi nào đã tới trình độ như thế? Xa xa, Đường Ám, Mộc Nguyên, Lý Hậu Minh, Hỏa Khánh, Lôi Quang, Nhậm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Hoàng Vân đều rung động kịch liệt, hoàn toàn trố mắt. Ngay lúc này, trong đôi mắt sắc bén sát phạt của Lục Kinh Vân lập tức hóa thành hai luồng tinh quang đen trắng, luân phiên như ngày và đêm. Hô lạp, trường bào phần phật, thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân hiện lên một đạo trường ấn. Đồ án âm dương hắc bạch nở rộ, mơ hồ còn có khí lãng lan tràn khuếch tán. Oanh long long, trên trời cao gió dục mây vần, mơ hồ một đạo đồ án âm dương hắc bạch cực lớn hiện ra, tựa hồ đang hô ứng cùng đồ án trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân. Ông, Hoang Cổ Thiên Phong trụ trong tay Phong Phách Nam truyền ra tiếng sấm nổ mạnh,
khí tức như gió lốc thổi quét trên bầu trời, không gian xung quanh nổi lên sóng to gió lớn dựng thẳng trời cao. Hoang cổ thiên phong trụ kình thiên nhất trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng quát rơi xuống, hoang cổ thiên phong trụ hóa thành thể tích khổng lồ, giống như trụ trời nương theo tiếng gào thét của long quyển phong bạo, hoang cổ khí bá đạo khuếch tán, bỗng dưng hướng Lục Kinh Vân áp xuống. Oanh long! Cả bầu trời hung hăng run lên, dưới uy lực thông linh bảo khí vô số khe không gian xé rách lan tràn trời cao, uy lực chấn động lòng người. Âm dương ngũ hành quyết bạch nhật thanh thiên. Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng, hắc bạch hào quang cuồn cuộn mạnh mẽ tràn ra, thân hình dựng thẳng lên, một đạo trưởng ấn lướt ra. Oanh long! Trưởng ấn bay ra, trời cao rung chuyển, hư không sụp đổ, thủy vực xung quanh chiến thai nổi lên sóng to gió lớn. Suy! Thân hình Lục Kinh Vân như tia chớp xuyên vào trong gió lốc, một đạo trưởng ấn phá hủy không gian, rơi lên hoang cổ thiên phong trụ. Oanh long long! Ầm ầm va chạm, gió lốc nhất thời nứt nẻ hủy diệt, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn, ngay sau đó hóa thành hư vô. Suy lạp lạp, trưởng ấn rơi xuống, xu thế cuồng mãnh đẩy lui hoang cổ thiên phong trụ, khe không gian không ngừng hiện ra. Phanh phanh phanh, vô số không gian nứt toác, vô số cột nước phóng thẳng lên cao. Phốc, phong phách nam phun ra máu tươi, hoang cổ thiên phong trụ thu nhỏ lại, thân hình hắn liên tục chấn lui ra sau, chấn vỡ một dãy hư không mới đứng vững thân hình. Khí tức của hắn cực kỳ chật vật, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hô lạp lạp. Không gian dao động khủng bố lập tức bình ổn, hư không biến thành yên tĩnh. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, trường bào bay phất phới, hắc bạch hào quang thu liếm, như ngọn núi lớn nguy nga không thể lay động. Lục Kinh Vân thắng. Lục Kinh Vân tay không thắng thông linh bảo khí của phong phách nam. Nguyên lai thực lực Lục Kinh Vân tới tình trạng như thế. Thật dễ dàng, dùng tay trần đánh bại phong phách nam, cha con Lục gia đều là hạng người nghịch thiên. Đám người Lục gia rốt cục từ chỗ nào xuất hiện thế? Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, đông đảo ánh mắt bắt đầu rung động. Tiểu tử Lục Kinh Vân biến thái a. Đám người Đường Dần cảm thán không thôi, ánh mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Lần này đại ca đủ ủy khuất chứ? Mạc Kình Thiên đứng xa xa nhìn tới, đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi thắng. Phong phách nam lau máu trên miệng, khuôn mặt lộ nụ cười chua xót. Thật ngại quá, xuống tay nặng một ít, ta sợ không thể đánh bại ngươi. Nghe vậy phong phách nam không khỏi liếc mắt, lập tức thở dài. Ai, không nghĩ tới lúc trước đã thua cha ngươi, mới hơn trăm năm lại thua bởi ngươi. Các hạ cũng đã rất mạnh, trong đồng cấp 3000 đại thế giới chỉ sợ cũng khó mà gặp được đối thủ. Lục Kinh Vân nói, ta thắng lợi cũng không dễ dàng, dù sao ta đã là nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, có chút không công bình đối với ngươi. Ngươi đang cố ý chọc giận ta sao? Phong phách nam liếc mắt, thoáng do dự nói. Vì sao đao của ngươi không thể tùy tiện xuất ra? Trên mặt Lục Kinh Vân lộ nụ cười tà khí, khoanh tay trước ngực nói. Nếu ta xuất đao, tất nhiên sẽ thấy máu. Siêu! Vừa dứt lời, mũi chân điểm hư không, không gian gợn sóng, thân ảnh hóa thành cầu vồng rời đi. Ai? Phong phách nam nhẹ giọng thở dài, có chút chật vật, cũng bất đắc dĩ rời đi. Oanh long long, bên trong một mảnh không gian tràn ngập lôi đình, tiếng sấm sét vang dội, tương liên cùng một đóa liên hoa màu tím khổng lồ hơn trăm thước. Trên tử liên, tử kim lưu quang điện mang không ngừng lóe ra, cả tử liên như mỹ ngọc, trong suốt trong sáng, hồn nhiên thiên thành, năng lượng ngập trời lan tràn. Suy lạp lạp, vô số thân rễ màu tím như điện xà tham lam hấp thu điện mang cùng năng lượng ngập trời. Trong mơ hồ còn có linh hồn năng lượng khủng bố lan tràn. Kinh sợ cả linh hồn người khác. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng Đông Phương Tử Quỳ hiện ra trong không gian lôi đỉnh trước mắt. Hai người nhìn thấy Tử Liên lập tức kinh ngạc, lúc này Tử Liên đã hoàn toàn nở rộ. Tử Kim Phách Lôi Liên tựa hồ biến hóa không ít, bắt đầu đột phá rồi. Lục Lâm Thiên nói, Tử Kim Phách Lôi Liên vốn có chút tẩu hỏa nhập ma, lúc này đang đột phá. Tiểu bất điểm này vận khí không tệ. Đông Phương Tử Quỳ khẽ động. Khuôn mặt tinh xảo lộ ý cười. Không biết sau này sẽ lớn lên tới loại tình trạng nào. Không biết tại sao Lục Lâm Thiên có chút chờ mong, tử kim phách lôi liên thuộc loại lôi hệ hiếm thấy trong thiên sinh linh vật, mà sinh linh có được lôi hệ đều có chút khí phách. Đồng thời trong những thiên sinh linh vật lôi hệ,
Tử Kim Phách Lôi Liên cực kỳ bá đạo, bởi vì cấp độ cực cao, trong 3.000 đại thế giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. Cũng chưa có ai từng gặp qua, nghe đồn đãi Tử Kim Phách Lôi Liên rất hiếm xuất hiện. Đông Phương Tử Quỳ mở miệng. Tử Kim Phách Lôi Liên cần phải có Tử Kim Huyền Lôi mới xuất hiện, bởi vì nơi đây là địa phương phong ấn khí linh thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, linh hồn Tử Kim Huyền Lôi, dưới cơ duyên xảo hợp mới ra đời Tử Kim Phách Lôi Liên, cho nên nếu Tử Kim Phách Lôi Liên có thể hoàn toàn trưởng thành cũng sẽ không kém hơn Tử Kim Huyền Lôi bao nhiêu. TRUNFULLVN, nghe đồn đãi thời viễn cổ, nếu Tử Kim Phách Lôi Liên hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể so sánh với thân thể cường giả thiên sinh linh vật khủng bố nhất thời viễn cổ. Về phần nguyên nhân thì ta cũng không biết được, nhưng nhìn trước mắt mà nói, còn cao hơn bản thể Thanh Lôi Huyền Đằng của ta một chút. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, có thể so sánh với thân thể cường giả thiên sinh linh vật khủng bố nhất viễn cổ, sẽ kinh khủng như thế sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày nhủ thầm. Suy, Lôi Đình bắt đầu yếu bớt, nhưng khí thức của Tử Liên đã tăng lên thật lớn, hóa thành điện mang quang hoa như có một đoàn quang kén rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, khiến người không thể nhìn thẳng. Hô lạp lạp, thân rễ bắt đầu co rút lại hóa thành hư vô, điện mang bắt đầu thổi quét khuếch tán. Bên trong quang kén có một thân hình nho nhỏ hiện ra. Ca, Tử Kim điện mang lóe ra, quang kén phá vỡ, Tử Liên khổng lồ biến mất, như hóa kén thành điệp hiện ra một tiểu cô nương. Cha, ngay trong ánh mắt nghẹn họng chân chối của Lục Lâm Thiên, quang hoa tán đi, âm thanh non nớt của tiểu cô nương truyền tới, mở ra hai tay lao vào trong lòng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên theo bản năng ôm tiểu cô nương vào lòng, khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trước mắt hắn, cơ hồ dán chặt lên mặt hắn. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt to thật linh vận, giống như là biết nói. Cha, cha tới đón con sao? Tiểu cô nương nhào vào trong lòng Lục Lâm Thiên, đôi tay nhỏ bé thân mật ôm lấy hai má hắn, dùng sức xoa bóp. Cha, cha cái gì cha? Lục Lâm Thiên thật vất vả mới giãy thoát khỏi ma thủ của tiểu nha đầu. Thoáng phục hồi lại tinh thần, nhìn tiểu cô nương kinh ngạc nói, tiểu cô nương khoảng 3-4 tuổi, trên người mặt váy tím, mép váy như liên diệp, bên trên còn thêu hoa văn Tử Liên, cẩn thận đếm lại có tới 9 cánh hoa. Cha, cha không biết con hay sao, con là nữ nhi của cha đây, con vốn muốn đi tìm cha, không nghĩ tới cha tới đón con, thật tốt. Âm thanh tiểu nha đầu nói chuyện non nớt chúc chắc, như đang bi bô tập nói, nhưng lại vô cùng thân mật. Dựa vào trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng cao hứng, miệng nhỏ nhắn chu lên. Cha, cha dẫn con đi chơi được không? Con ở đây mãi chưa từng đi ra ngoài, thật muốn ra ngoài nhìn xem. Tiểu nha đầu, chúng ta phải tìm hiểu trước rõ ràng. Lục Lâm Thiên đặt tiểu nha đầu trước người, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Ngươi tên là gì? Tuy Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nhưng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Loại cảm giác thân thiết này tựa hồ không giống như huyết mạch tương liên, nhưng lại có liên hệ thân cận. Tiểu cô nương mở to hai mắt, nghi hoặc nói. Cha, con còn chưa có tên đâu. Ánh mắt Đông Phương Tử Quỳ kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, ánh mắt dao động, tựa hồ hiểu được điều gì, liền dùng linh hồn truyền âm. Lâm Thiên, nàng đích xác là nữ nhi của ngươi. Nữ nhi của ta. Lục Lâm Thiên nghi hoặc ngẩng đầu. Không sai. Đông Phương Tử Quỳ truyền âm. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, lúc trước khi Tử Kim Phách Lôi Liên đột phá tới thời điểm trọng yếu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, mà ngươi đã truyền vào một đạo lôi hệ áo nghĩa, đó là giúp nàng lĩnh ngộ, cho nên trong linh hồn của nàng có ấn ký của ngươi, vì vậy tiểu nha đầu lĩnh ngộ thành công, tất nhiên sẽ nhận ngươi làm cha. Cha, cha làm sao vậy? Tiểu nha đầu nhìn thấy Lục Lâm Thiên sững sờ, đôi tay nhỏ bé mềm mại nhu nhu mặt Lục Lâm Thiên chăm chú hỏi. Lục Lâm Thiên quan sát tiểu nha đầu. Sau khi nghe Đông Phương Tử Quỳ giải thích cũng không còn tiếp tục kinh ngạc, nguyên lai tiểu nha đầu này có quan hệ sâu xa với mình, trăm năm trước không nghĩ tới cử chỉ vô hình của mình lại làm cho mình có thêm một nữ nhi. Cha không có việc gì, cha nhìn thấy con nên vui mừng đó mà. Lục Lâm Thiên nhìn tiểu nha đầu càng xem càng thích, cảm giác vui sướng không kém gì lúc nhìn thấy Lục Doanh cùng Lục Âm bọn họ. Con gặp cha cũng rất vui mừng. Tiểu nha đầu thân mật nói. Lại nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, nói. Cha, A Di này là ai vậy? Hình như con đã gặp qua nàng. Nàng. Lục Lâm Thiên đang định nói chuyện, Đông Phương Tử Quỳ đã ngồi xổm trước người tiểu nha đầu, liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ cười nói. Sau này ngươi gọi ta là gì Tử Quỳ thì được rồi,
ta là bằng hữu của cha ngươi. Chào dì Tử Quỳ, dì thật xinh đẹp nha. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nói, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Ngươi thật đáng yêu. Đông Phương Tử Quỳ bị tiểu nha đầu thổi phồng một tiếng, nhất thời nét mặt tươi cười rạng rỡ, trong tay hiện ra một viên đan dược, nói. Đây là dì Tử Quỳ đưa cho ngươi, ngươi vừa đột phá hậu thiên nhất cấp, đan dược này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Cảm ơn dì Tử Quỳ. Tiểu nha đầu không chút khách khí chụp lấy viên đan dược, cũng không nhìn qua nhét luôn vào trong miệng, nhai như nhai kẹo nuốt vào trong bụng. Hậu thiên nhất cấp. Lục Lâm Thiên quan sát tiểu nha đầu, tương đương võ đế nhất trọng trong thế giới linh vũ. Cha, con nóng quá. Khuôn mặt tiểu nha đầu nhất thời đỏ bừng lên, thân hình lóe ra tử sắc điện mang, khí tức bắt đầu dao động. Tại sao lại như vậy? Lục Lâm Thiên khẩn trương hỏi. Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Đây là hiện tượng bình thường, đan dược kia vốn vô cùng hữu dụng với thiên sinh linh vật, người thường cũng không có, là dùng linh dịch trong linh mạch thuần khiết của hỗn độn thế giới luyện chế. Sau khi dùng đều có tác dụng cực lớn trong tu luyện, nhưng năng lượng đan dược không nhỏ, mặc dù đại bộ phận sẽ xâm nhập vào cơ thể tiểu nha đầu, theo nàng trưởng thành mà bị luyện hóa, nhưng năng lượng như vậy cũng đủ nàng luyện hóa mấy tháng, huynh chỉ cần đặt nàng vào trong linh khí thời gian của huynh là được rồi. Tự thiên phú tu luyện bản năng của nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Được. Lục Lâm Thiên nghe vậy an tâm, triệu hoán thiên trụ giới ôm tiểu nha đầu đưa vào tầng thứ nhất. Nhìn thấy tiểu nha đầu tự mình khoanh chân tu luyện, Lục Lâm Thiên cười cười đi ra ngoài. Chúc mừng. Nhìn thấy hắn đi ra, Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Huynh vô duyên cớ có thêm một nữ nhi, tiểu nha đầu này bất phàm, phúc khí lại sâu. Có thể đi theo cạnh huynh sau này nhất định không bình thường. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi, phỏng chừng bọn họ chờ sốt ruột. Ta nghĩ sốt ruột nhất hẳn là những trưởng lão trong điện. Đông Phương Tử Quỳ nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười không nói, đã nhiều năm như vậy người bên ngoài vào không được, không nóng nảy mới là lạ. Lục Lâm Thiên thậm chí có thể khẳng định, điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm tuyệt đối đang lo lắng. Siêu siêu. Sau một lát, thân ảnh hai người hóa thành cầu vồng rời khỏi không gian, tử kim phách lôi liên lĩnh ngộ thành công, tử kim lôi đình cũng biến mất, chỉ còn sót lại không ít khí tức lôi đình. Ba ngày sau, trong tuyên cổ điện, trước tử lôi điện khổng lồ làm trong lòng mỗi người sản sinh cảm giác nhỏ bé. Trên quảng trường rộng lớn, hơn vạn đệ tử thân truyền nhìn thanh niên khuôn mặt cương nghị, lộ ra bá đạo lăng tuyệt, ánh mắt kinh sợ quỳ một gối hành lễ. Bái kiến thánh chủ. Ngay trong ngày, thánh chủ tiếp quản thánh lôi điên, thanh lôi thân vương, phi long thân vương, vân lôi thân vương, đông phương thân vương trở thành trưởng lão thánh lôi điện. Hành lôi trưởng lão lên tiếng, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Sau một lát bên trong tử lôi điện, đại điện hùng vĩ phong cách cổ xưa, túc mục nghiêm trang. Ba ngày trước sau khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi thánh cảnh, trước tiên gặp được điện chủ tử lôi điện hậu Khánh Lâm. Đem toàn bộ chuyện phát sinh trong thánh cảnh thuật lại một lần, kể cả luân hồi hư vọng đao cùng tử lôi huyền đỉnh, hoàng diễm cùng dạ mị đều không giấu giếm, nhưng không nhắc tới kim sắc tiểu đao cùng hỗn độn bổn nguyên. Quan hệ tới kim sắc tiểu đao cùng hỗn độn bổn nguyên trong thế giới linh vũ, Lục Lâm Thiên đương nhiên không thể nói với người khác. Hậu Khánh Lâm kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, ánh mắt biến hóa để Lục Lâm Thiên đi nghỉ ngơi trước, chuẩn bị ba ngày sau chính thức trở thành thánh chủ tuyên cổ điện cùng điện chủ thánh lôi điện. Lục Lâm Thiên đem chuyện đưa bốn người Phi Long, Thanh Lôi, Vân Lôi cùng Đông Phương Tử Quỳ kéo vào Thánh Lôi Điện báo lại với Hậu Khánh Lâm, Hậu Khánh Lâm cũng không nói gì thêm, chỉ có chút bất ngờ thôi. Trong đại điện, Hậu Khánh Lâm giới thiệu bảy người cho Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, đây là Thiên Lôi Điện chủ Thần Lôi Điện, người hẳn đã gặp qua, còn có Diễm Hoàng Điện chủ Viêm Lôi Điện, Nghi Hàng Điện chủ Băng Lôi Điện, Hoành Khung Điện chủ Mộc Lôi Điện, Lang Long Điện chủ Phong Lôi Điện. Hoang Thổ Điện chủ Thổ Lôi Điện, còn có Kim Tuyên Điện chủ Kim Lôi Điện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thầm rung động. Diễm Hoàng Điện chủ là một mỹ phụ cung trang hồng y, quanh thân bao trùm khí tức nóng cháy, khoảng 3-40 tuổi, xinh đẹp cao quý, khí chất đoan trang, như rượu ngon lâu năm ý nhị ngân nga, nói vậy lúc trẻ tuổi cũng là một tuyệt thế nữ tử rung động lòng người. Nhưng khí tức của Diễm Hoàng Điện chủ làm Lục Lâm Thiên có chút quen thuộc, mà Nghi Hàng Điện chủ lại không có chút khí tức dao động. Vô hình trung ảnh hưởng thiên địa năng lượng, đủ thấy thực lực mạnh. Mà Lang Long Điện chủ làm Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong khí tức sắc bén có âm hàn khí, rõ ràng là người của Minh Linh bộ tộc.
Tiểu tử, không cần kinh ngạc, ta chính là Minh Linh bộ tộc, cũng biết ân oán giữa ngươi cùng Thiên La Minh, lần này đám người Dạ Mị cũng rất có ý kiến với ngươi. Lang Long tựa hồ biết Lục Lâm Thiên đánh giá hắn, mỉm cười nói. Hiện tại ngươi chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, hẳn nên hiểu sự tình mới được, Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh giao chiến cũng không phải đại diện toàn bộ chủng tộc Minh Linh, các loại quan hệ thế lực rắc rối phức tạp, sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu được, nhất thời cũng khó thể cùng ngươi nói rõ ràng. Ân, ta hiểu được. Lục Lâm Thiên lộ vẻ xin lỗi, gật gật đầu, Hậu Khánh Lâm cũng đã sớm nhắc tới việc này với hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên người Kim Tuyên Điện Chủ, tiêu sát khí sắc bén vô hình lan tràn làm trong lòng hắn đột nhiên run lên. Kim Tuyên Điện Chủ nhìn Lục Lâm Thiên, mày kiếm nhíu lại, trong mắt bắn ra kim mang. Suy suy, trong mắt Lục Lâm Thiên cũng bắn ra kim mang, khí tức sắc bén tiêu sát, cơ hồ cùng lúc quanh thân hai người hiện lên kim sắc cương khí bao phủ toàn bộ thân hình của bọn họ. Oanh, cả đại điện ầm ầm run lên, bốn mắt chợt nhắm lại, tựa hồ cả hai đều tiến nhập một loại trạng thái huyền ảo. Hai người này, đám người Lang Long kinh ngạc, nhưng không lộ vẻ lo lắng. Suy, lĩnh ngộ kim hệ thật mạnh. Hai người vừa mở mắt, ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút khiếp sợ, lĩnh ngộ kim hệ của Kim Tuyên vượt xa hắn, lại có chút không giống nhau. Lục Lâm Thiên từng nghe nói qua trong 3.000 đại thế giới cũng không chỉ riêng mình lĩnh ngộ được kim hệ áo nghĩa, kim lôi chính là một trong số đó, bởi vậy hắn cũng biết tên của Kim Tuyên Điện Chủ. Lúc này gặp mặt Lục Lâm Thiên mới biết lĩnh ngộ của Kim Tuyên cao hơn mình, nhưng vừa rồi tiếp xúc kim hệ của Kim Tuyên tuy lợi hại gọn gàng nhưng lại không giống với kim hệ của hắn. Kim hệ thật đặc biệt. Ánh mắt Kim Tuyên nhìn Lục Lâm Thiên cũng khiếp sợ, tựa hồ trong kim hệ áo nghĩa còn có nhiều loại áo nghĩa khác cùng tồn tại. Kim Tuyên nói, không ít người quen gần đây đều nhắc nhở ngươi trước mặt ta, hỏi ngươi có liên quan với ta hay không, nhưng lĩnh ngộ kim hệ của ngươi cũng không giống ta a. Ta lĩnh ngộ còn kém hơn Kim Tuyên Điện Chủ. Lục Lâm Thiên âm thầm khiếp sợ, thần sắc đúng mức nói. Được rồi, nếu các ngươi muốn trao đổi tâm đắc của mình thì đợi rảnh rỗi hãy tự bàn chuyện, bây giờ cần nói chính sự. Hậu Khánh Lâm mỉm cười nói. Lần này ngươi chẳng những nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, còn đạt được Luân Hồi Hư Vọng Đao cùng bảo vật tử Lôi Huyền Đỉnh nổi danh, cũng tiêu trừ Hoàng Diễm cùng Lãnh Luân Lôi Điện, xem như đánh Chí Tôn Điện trọng thương. Luân Hồi Hư Vọng Đao, trong người mang hai kiện bán thánh khí. Ánh mắt nhóm siêu cấp cường giả đều lộ vẻ hâm mộ, tràn xem ra nóng cháy, bảo vật cấp độ bán thánh khí đối với họ là chí bảo không cách nào cự tuyệt. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, bởi vì lo ngại có người đánh chủ ý với Luân Hồi Hư Vọng Đao, cho nên hắn mới nói sau khi nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh mới nhân tiện nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao, nhờ vậy cũng không còn ai đánh chủ ý với bảo đao. Hậu Khánh Lâm tiếp tục nói. Ngươi nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện cùng điện chủ thánh Lôi Điện, trong thiên địa này người dám động tới ngươi tuyệt đối không bao nhiêu, nhưng cũng không đại biểu không có ai dám động tới ngươi, có thế lực thậm chí sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó ngươi. Điện chủ nói Chí Tôn Điện sao? Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày, thánh chủ Tuyên Cổ Điện tuyệt đối không phải người bình thường có thể động, nhưng không có nghĩa thật sự không người dám động. Chí Tôn Điện thậm chí cũng dám nghĩ cách với thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện, lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, đánh mất Luân Hồi Hư Vọng Đao, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hậu Khánh Lâm gật gật đầu, nói. Chí Tôn Điện là uy hiếp lớn nhất, đồng thời người mang ngọc mắc tội, trên người ngươi có tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao, chỉ sợ tin tức này đã sớm truyền ra ngoài. Hai kiện bán thánh khí, trong thiên địa này khó tránh chú ý. Còn hơn 1.000 năm trong thiên địa sẽ có đại sự phát sinh, nhiều một phần thực lực tăng thêm một phần bảo đảm, mà ngươi lại có hai kiện bán thánh khí, không thể nghi ngờ sẽ làm không ít người lưu ý. Lời của Hậu Khánh Lâm đã nói, Lục Lâm Thiên cũng hiểu được, hai kiện bán thánh khí đủ làm siêu cấp cường giả điên cuồng, suy tư một hồi Lục Lâm Thiên chợt lóe tinh quang, nói. Muốn đoạt vật của ta cũng không dễ dàng. Khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, tu vi cấp độ nhị nguyên hóa hồng cảnh của ngươi. Thủ đoạn bất phàm, ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng khó làm gì được ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng trong thiên địa này lục nguyên hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng cảnh tuy bình thường khó gặp, nhưng cũng rất nhiều, chẳng qua vì chuyện đại sự kia cho nên bọn hắn bế quan tu luyện, sẽ không dễ dàng lộ mặt, nhưng hiện tại có hai kiện bán thánh khí, chỉ sợ hấp dẫn bọn hắn đi ra. Kim Tuyên lại nói tiếp. Nếu ngươi vẫn ở trong Tuyên Cổ Điện,
có long đầu cùng chúng ta thì không ai dám động tới ngươi, nhưng một khi ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện, vậy khó bảo toàn không có người nghĩ cách. Lục Lâm Thiên cũng hiểu được điều này, nhưng sau khi đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh lại không có ai biết, tuy ngoài thánh cảnh có động tĩnh nhưng khẳng định không ai hoài nghi là Lục Lâm Thiên, họ chỉ nghĩ là động tĩnh khi hắn luyện hóa Tử Lôi Huyền Đỉnh. Dù sao chỉ mới qua trăm năm thời gian, lúc trước Lục Lâm Thiên liên tục đột phá đã làm người chấn kinh, nếu lần này biết hắn lại đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh, khẳng định sẽ bị đả kích thật lớn. Không ai hỏi hắn cho nên hắn cũng lười giải thích, dù sao ẩn giấu thực lực đối với bản thân chỉ có lợi mà vô hại. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên cười bất đắc dĩ nói. Nhưng ta cũng không thể luôn luôn ở lại trong Tuyên Cổ Điện, bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần ta đi làm. Ngươi cần quay về mật địa thiên giới thượng thanh đại thế giới ta cũng yên tâm, cũng sẽ không có người dám động tới ngươi, nhưng nếu ngươi đi thương khung chiến trường thì phải cẩn thận, theo ta được biết không bao lâu nữa các ngươi cần phải đi thương khung chiến trường. Hậu Khánh Lâm nhíu mày nói, trong thương khung chiến trường, Tuyên Cổ Điện cũng khó nhúng tay vào. Lục Lâm Thiên gật đầu, tính toán thời gian tựa hồ còn hơn trăm năm là phải tiến vào thương khung chiến trường, lần trước bị phạt lưu đày. Nhưng lần này nghe nói nhiều người của mật địa sẽ phải đi vào thương khung chiến trường. Tóm lại hết thảy ngươi phải cẩn thận, lần này bên ngoài có không ít người đánh chủ ý của ngươi, nhưng người bình thường muốn động ngươi cũng không dễ dàng. Vẻ mặt Hậu Khánh Lâm chợt nghiêm túc. Mặt khác ta cũng đã thông chi nhóm lão nhân Tuyên Cổ Điện đang ở bên ngoài lưu ý nhiều hơn, một khi có người động ngươi thì phải trước tiên giải quyết, thánh chủ Tuyên Cổ Điện không phải ai cũng có tư cách động tới, ngươi chỉ cần chú ý nhiều hơn là được rồi. Những chuyện khác chúng ta sẽ an bài. Đa tạ long đầu. Lục Lâm Thiên gật đầu, âm thầm run sợ, nghe như vậy khẳng định nội tình của Tuyên Cổ Điện không chỉ là như thế, mà những người ẩn tàng trong 3.000 đại thế giới mới là lực lượng trung tâm của Tuyên Cổ Điện. Nửa tháng sau, bên trong một lầu các thánh lôi điện, hai thân ảnh lướt ra khỏi thiên trụ giới, chính là Kim Tuyên cùng Lục Lâm Thiên. Thu hoạch thật không nhỏ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực, thổ sinh kim. Kim khắc mộc, hay lắm, khó trách a. Vẻ mặt Kim Tuyên hưng phấn, nói. Không nghĩ tới từ chỗ người ta hiểu được điều này, xem như thiếu ngươi một nhân tình, ta đi về lĩnh ngộ trước, hy vọng trước khi chuyện kia tới có thể tiến bộ, tiểu tử ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện, hết thảy cẩn thận. Dứt lời Kim Tuyên lắc mình rời đi. Kim Tuyên điện chủ đi thong thả. Lục Lâm Thiên vui vẻ nói. Lục Lâm Thiên quay về tầng 7 thiên trụ giới. Một giới chỉ màu xanh hiện ra trong tay, khóe môi hiện nụ cười mong chờ, thì thào. Đã có thể mở ra gian mật thất thứ 7 đi. Suy, giới chỉ nhất thời nổi lên thanh sắc quang mang, bí văn quanh quẩn, nương theo sau thanh quang không ngừng lóe ra. Mang theo chờ mong, tâm thần Lục Lâm Thiên xâm nhập vào chữ vật giới chỉ, đi tới 9 gian thạch thất màu xanh phong cách cổ xưa. Ca, tâm thần Lục Lâm Thiên vừa đi vào. Cấm chế trên thạch thất thứ 7 lập tức nứt vỡ. Trong thạch thất tổng cộng có 2 kiện đồ vật. Một pho tượng đá tương tự tượng đá trong thạch thất thứ 5 cùng thứ 6. Phong cách tượng đá xa xưa dày trọng, mang theo tư thế trợn mắt hét lớn, như thiên thần lăng không phủ lãm chúng sinh hét lên giận dữ, tạo hình thật sống động, mơ hồ còn nghe được tiếng long ngâm hổ gầm. Đệ tứ quyết. Cảm giác được dao động truyền ra, Lục Lâm Thiên liền biết là bát hoang thiên địa quyết đệ tứ quyết. Kiện đồ vật thứ hai là một khối tàn đồ phong cách cổ xưa, trên tàn đồ có một ít bí văn, ngoài ra trống rỗng. Đây là vật gì? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, nhưng có thể được sư phụ đặt vào thạch thất thứ 7, tuyệt đối không phải vật bình thường. Sau khi thu lại tàn đồ, tâm thần vừa động, du quang chớp động, trước mặt Lục Lâm Thiên hiện ra tượng đá như thiên thần lăng không phủ lãm chúng sinh. Suy, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực dâng lên. Ngưng tụ thành lực cắn nuốt, nhất thời trào ra bao vây tượng đá. Oanh! Tượng đá run rẩy, khí tức cổ xưa tràn ngập khuếch tán, tư thế gầm lên như đang sống, sóng âm nhất thời lan tràn, đem Lục Lâm Thiên bao phủ bên trong. Không gian xung quanh run lên, tâm thần Lục Lâm Thiên hốt hoảng, ý thức lập tức đi vào trong một hư không xa xưa. Một thân ảnh hư ảo hùng vĩ đứng thẳng, uy áp bá đạo kinh khủng lan tràn, làm tâm thần Lục Lâm Thiên cũng run rẩy. Hoa Lạp, thân ảnh hùng vĩ vừa xuất hiện, từng đạo thủ ấn lập tức ngưng kết. Nương theo sau thủ ấn ngưng kết, từng luồng khí tức năng lượng lập tức bị kéo tới. Oanh Long, trong chốc lát, lực cắn nuốt nhất thời lan tràn, như muốn đem cả không gian cắn nuốt bên trong, làm không gian rung chuyển không ngớt,
uy áp cuồn cuộn mang theo khí tức phúc diệt tràn ngập khắp hư không. Suy lạp lạp, bát hoang thiên địa quyết đệ tứ quyết bảo thiên thế nhất hống phúc thương khung. Một tiếng sấm vang vọng trên không trung, thân ảnh hư ảo kết xuất thủ ấn, hư không dung chuyển vặn vẹo, thân ảnh nhất thời dựng lên, hóa thành thân hình hư ảo khổng lồ, như thiên thần lăng không đứng lơ lửng, tương liên cùng thiên địa, thăm dò phủ lãm chúng sinh, miệng bỗng dưng rít gào một tiếng. Hống, tiếng hô như long ngâm hổ khiếu, sư hống hạc minh, không gian dung chuyển nứt vụn, phúc diệt thương khung, mai một thiên thế. Như có thể đem hết thảy sinh linh phá hủy, đem linh hồn chấn vỡ. Hoa lạp lạp, sóng âm khủng bố lập tức bao phủ lục lâm thiên, đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều kiêng kỵ run lên, kim sắc tiểu đao khẽ run, một đạo kim sắc đao mang lan tràn. Sóng âm tiêu tán, một đạo lưu quang xuyên vào trong ấn đường của hắn. Bát hoang thiên địa quyết đệ tứ quyết, uy lực mạnh hơn tam quyết gấp 10, tụ tập linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa, tu luyện đại thành, diệt linh hồn vạn vật trong vô hình, thanh trấn chúng sinh. Sóng âm tiêu tán, một âm thanh quen thuộc rơi vào trong não hải của Lục Lâm Thiên, tin tức về đệ tứ quyết cũng hiện lên trong đầu hắn. Đệ tứ quyết thật cường hãn. Sau một lát Lục Lâm Thiên mở mắt, có chút kinh ngạc, không ngờ đệ tứ quyết ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa cùng một khối. Thời gian còn sớm, trước tu luyện cái đã. Lục Lâm Thiên thì thào nói, dù sao hiện tại vẫn chưa gấp gáp quay về mật địa thiên giới, chỉ bằng tranh thủ thời gian tu luyện đệ tứ quyết. Hô lạp lạp, từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết, Lục Lâm Thiên bắt đầu tu luyện. Tu luyện đệ tứ quyết khó khăn hơn đệ tam quyết thật không nhỏ. Sau một lát, Lục Lâm Thiên đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bên trong 3.000 đại thế giới mơ hồ gợn sóng. Loại gợn sóng như vậy người bình thường không thể nhận ra, nhưng các thế lực lớn đều có thể cảm giác được mạch nước ngầm ngày càng mãnh liệt. Trong thiên địa gần đây liên tục xuất hiện 4 chân lý niết bàn cùng một quy chân niết bàn, dị thường bậc này đối với toàn bộ cường giả mà nói thật sự bất ngờ. Thánh vật tử lôi huyền đỉnh, cửu đỉnh hợp nhất của tuyên cổ điện bị Lục Lâm Thiên nhận chủ, làm 3.000 đại thế giới âm thầm dao động. Bên trong mây mù lượn lờ, một thân ảnh cao ngất đang đứng, chính là minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long. Siêu siêu, hai đạo cầu vồng từ viễn không lặng yên rơi xuống bên người Hoàng Phủ Minh Long, một người thân hình hùng vĩ, khuôn mặt đầy nếp nhăn tựa hồ tràn ngập năm tháng tang thương, mái tóc bạc buông xõa, một người trung niên khuôn mặt trắng nõn, khí khái anh hùng, chính là hai người Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên. Hoàng Phủ đại ca, người vội vã gọi chúng ta tới. Đã phát sinh đại sự gì sao? Băng Thiên hỏi. Hoàng Phủ Minh Long nhìn hai người nói. Chí Tôn Điện có động tĩnh, đã phái người đi tuyên cổ điện tranh đoạt tử lôi huyền đỉnh. Bọn hắn đã không nhịn được sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn ra xa xa, nói. Vậy tử lôi huyền đỉnh thế nào? Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Ta lấy được tin tức, lần này Chí Tôn Điện ăn trộm gà không thành trái lại mất nắm gạo, TRUNFULL. VN tử lôi huyền đỉnh đã bị cửu sư đệ nhận chủ, đồng thời luân hồi hư vọng đao của Chí Tôn Điện cũng rơi vào trong tay hắn. Nửa tháng trước cửu sư đệ đã chính thức trở thành thánh chủ tuyên cổ điện, điện chủ thánh lôi điện. Lại là Lục Lâm Thiên. Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên đưa mắt nhìn nhau chấn kinh, Phong Hành Thiên Chủ nói. Như vậy một mình tiểu tử Lục Lâm Thiên lấy được hai kiện bán thánh khí sao? Đương nhiên. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười tiếp tục nói. Ta được tin tức, cửu sư đệ liên tiếp đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, rất có thể đã là tam nguyên hóa hồng cảnh. Đúng là yêu nghiệt. Hai người Băng Thiên nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ. Đúng rồi, Phong gia nhà đầu thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Phong Hành khẽ động, nói. Vừa đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, nhưng tình huống của nàng ngươi cũng rõ ràng, lần trước chịu ảnh hưởng, mất không ít khí lực mới áp chế xuống. Tình huống của nha đầu kia chúng ta cũng không có cách nào, không biết nên làm thế nào mới phải, vui buồn mỗi nửa, nhưng thật không biết có thể vĩnh viễn áp chế hay không. Hoàng Phủ Minh Long than nhẹ một tiếng. Hy vọng đi. Phong Hành Thiên Chủ nói. Đúng rồi, lần trước nói chuyện kia với các ngươi, làm cho Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Bắc Cung Vô Song bọn họ tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc, các ngươi suy nghĩ thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên liếc nhìn nhau, cười khổ, Phong Hành nói. Cũng được, vào đi thôi,
có lẽ cũng là một chuyện tốt, chẳng qua thiên phú những người đó đều quá mạnh mẽ, chỉ sợ sau khi bọn hắn đi vào tài nguyên trong bí cảnh cũng không còn lưu được bao nhiêu. Nghe vậy Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Không bao lâu nữa toàn bộ các thế lực lớn trong 3.000 đại thế giới sẽ tẩy bài, lưu trữ tài nguyên trong bí cảnh có ý nghĩa gì, tới lúc đó tranh thủ được càng nhiều mới là điều mấu chốt. Đừng quên, lần này còn phải dựa vào hắn ra tay tranh thủ tới, không cho hắn ít ưu đãi, cửu sư đệ của ta chỉ sợ sẽ không dốc hết sức. Phong Hành nhíu mày, cười khổ nói. Những nhân vật mấu chốt của gia tộc khác đều bế quan, ta đi tìm trưởng lão đoàn của họ thương nghị một chút hẳn không có vấn đề. Bất kể như thế nào cũng phải cấp mặt mũi cho Thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Tốt lắm, ta phái người đi thông chi những người đó, mặt khác một nhóm người thứ hai tiến vào thương khung chiến trường, thành tích lần trước có chút ảm đạm, lần này hy vọng có thể tranh thủ thêm một ít. Hoàng Phủ Minh Long nói. 10 ngày trôi qua, trong tầng 7 thiên trụ giới gần 2 năm. Hống. Một âm thanh long ngâm hổ khiếu, sư hống hạc minh truyền ra, giống như muốn đem trọn cả không gian dung chuyển nứt vụn. Đem hết thảy linh hồn sinh linh phá hủy, sau một lát tất cả chuyện này mới bình ổn trở lại. Lục Lâm Thiên vững vàng ngồi yên, quanh thân hiện lên không gian xung quanh dao động. Suy, bỗng dưng không gian xung quanh run lên, không gian xung quanh nổi lên sóng gió kịch liệt, cuối cùng thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất không thấy. Suy, khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, đang ở trong một không gian thời không loạn, vừa mở mắt, tinh quang bắn ra, khí tức man hoang thương cổ tràn ngập. Tâm thần lan tràn, ánh mắt lộ ra ý cười. Tầng thứ 8. Thu lại thủ ấn, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, tâm thần quan sát, vẻ mặt vui mừng. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới tu luyện đệ tứ quyết trong Bát Hoang Thiên Địa quyết lại tiến bước không ít, rốt cục giúp cho hắn tiến vào tầng 8 thiên trụ giới. Gì, tiểu nha đầu kia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, khóe môi hiện nụ cười, thân ảnh nháy mắt biến mất. Suy. Lúc này hắn đã đi xuống tầng thứ nhất. Một đóa tử kim phách lôi liên đang lan tràn tử kim điện mang, thiên địa năng lượng nồng đậm truyền vào, mãi một lúc lâu mới bình ổn trở lại. Tư tư, tử liên lập tức hóa thành quang kén, một thân ảnh nho nhỏ phá kén hiện ra, một tiểu nha đầu khoanh chân ngồi, đôi mắt nhắm chặt. Suy suy, đôi mắt tiểu nha đầu mở ra, tử kim điện mang lóe sáng, vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên thân ảnh nho nhỏ nhảy tới nhào vào trong lòng hắn. Hậu thiên tam cấp, đột phá 2 tầng. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên thân tiểu nha đầu lưu lại tầng thứ nhất cũng đã 10 tháng, đột phá xem như cực nhanh. Cha, di tử quỳ cấp đan dược rất tốt, giúp cho con đột phá. Tiểu nha đầu lúc lắc đầu nói, vô cùng cao hứng. Được, cha đưa con về nhà. Lục Lâm Thiên cười nói, ánh mắt mơ hồ khó xử, lỡ như vô song các nàng nhìn thấy tiểu nha đầu, không biết có cho hắn cơ hội giải thích hay không. Dạ, con muốn về nhà. Tiểu nha đầu thật cao hứng, thân mật dán trong lòng Lục Lâm Thiên, hưng phấn không cách nào an tĩnh. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Bị Nguyệt Hề bội bảo lộ, thạch chi mỹ giả. Cha, cha đang nói gì vậy? Nghe Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ động, mỉm cười nói. Nha đầu, sau này gọi con là Lục Lộ đi, con còn có 9 ca ca cùng tỷ tỷ. Lục Lộ, tên thật dễ nghe. Tiểu nha đầu thật hài lòng, cao hứng nói. Con còn có 9 ca ca cùng tỷ tỷ sao? Không sai, con còn 9 ca ca tỷ tỷ, con là thứ 10, sau này sẽ có ca tỷ chiếu cố cho con. Lục Lâm Thiên cười nói. Sau khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi thiên trụ giới cũng đã hoàng hôn, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh còn có Đoan Mộc Hồng Chí nhìn thấy Lục Lộ đều nghẹn họng chân chối, kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Soái, nữ nhi của ngươi, chẳng lẽ cùng Đông Phương? Lục Linh kinh ngạc hô. Lâm Thiên huynh đệ quả nhiên không tầm thường, thậm chí cả Đông Phương. Lôi Tiểu Thiên cảm thán không thôi. Đừng đoán bậy, không phải như các người nghĩ đâu. Lục Lâm Thiên liếc mắt, tự nhiên hiểu hai người đang suy nghĩ gì. Hai người rõ ràng không tin lời Lục Lâm Thiên, liếc mắt nhìn nhau, Lôi Tiểu Thiên cười cười nói. Lục huynh đệ, chúng ta đều hiểu được, không sao, tới lúc đó trở về nói giúp ngươi là được rồi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ lườm hắn, nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta về Thượng Thanh Thế Giới. Tùy thời có thể xuất phát. Lôi Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Đi ra lâu như vậy, cũng cần phải trở về thôi. Hôm sau, Lục Lâm Thiên cáo biệt Hậu Khánh Lâm cùng Thiên Lôi Tử, còn có Đoan Mộc Hồng Chí,
Phi Long, Thanh Lôi cùng Vân Lôi bọn họ, sau đó đi vào thế giới trùng động. Mấy ngày trước Đông Phương Tử Quỳ đã sớm rời khỏi Tuyên Cổ Điện, nghe nói quay về trung sở thế giới. Trên đỉnh núi, thân ảnh Hậu Khánh Lâm nổi bật bất phàm, đôi mắt màu tím nhìn thấy Lục Lâm Thiên biến mất, ánh mắt nổi lên dao động, cuối cùng thả người rời đi. Bên trong mật địa thiên giới Thượng Thanh thế giới, khi Lục Lâm Thiên trở về, đi thẳng tới đỉnh viện trên núi, Lôi Tiểu Thiên cáo biệt quay về Lôi gia. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, chỗ nào tới a? Trong đại điện, nhóm người Vô Song nhìn thấy Lục Lộ, trong mắt phát sáng. Các nàng vừa chạy tới định ôm Lục Lộ, làm tiểu nha đầu hoảng sợ ôm chặt tay Lục Lâm Thiên. Lục Lộ, đây đều là mẹ của con. Lục Lâm Thiên ngồi xổm nhìn Lục Lộ nói, khóe mắt quan sát phản ứng của chúng nữ. Cha, đây đều là mẹ con sao? Nghe vậy một tay Lục Lộ nắm chặt tay Lục Lâm Thiên, một tay nắm lấy mép áo, đôi mắt to ngập nước nhìn Lục nữ, tựa hồ có chút khẩn trương, đôi mắt to long lanh làm lòng người thương tiếc. Ta lại có thêm cháu gái. Lục Trung sửng sốt, trong mắt lộ ý cười, cẩn thận đánh giá Lục Lộ. Muội muội. Lục Kinh Vân sửng sốt, nhìn qua Lục Lộ lại nhìn qua phản ứng của Lục nữ. Tiểu tử này đi Tuyên Cổ Điện chẳng lẽ lại hái hoa ngắt cỏ? Nhóm người Độc Cô Ngạo Nam nghe vậy hữu ý vô ý lui ra sau một ít, tránh mình giấm chua bị nghiêng, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Lâm Thiên. Quả nhiên ánh mắt Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên dò hỏi. Việc này nói ra dài dòng, cũng không phải như các muội tưởng tượng, ở trước mặt nhi đồng thật khó nói, đợi ta giải thích sau, ta cam đoan không phải như các nàng nghĩ. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ truyền âm cho chúng nữ. Nghe vậy, Lục nữ đều tin tưởng Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến thành dễ nhìn hơn không ít. Lục Lâm Thiên dắt Lục Lộ giới thiệu với chúng nữ, Lục Lộ ngẩng đầu nhỏ, mái tóc tím lắc lư, thân mật hô. Vô Song Nương, Cảnh Văn Nương, Thanh Tuyền Nương, Hồng Lăng Nương, Tiểu Linh Nương, Linh Nương. Nhà đầu thật đáng yêu, bộ dáng giống xảo nhi năm xưa như đúc. Ta cảm thấy giống âm nhi mà, cực kỳ tương tự. Ta cảm thấy giống Du Thược, đôi mắt to như thế. Nhìn thấy bộ dáng khả ái của Lục Lộ, Lục nữ cũng không quản Lục Lâm Thiên, mẫu tính tràn ra liền vây tới. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt ý bảo, sau đó cùng Độc Cô Ngạo Nam bọn họ đi vào nội đường. Trong nội đường, Lục Lâm Thiên nghe nói trăm năm qua trong mật địa thiên giới phát sinh một ít chuyện, không ít trẻ tuổi của thế giới linh vũ như Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Giả Vị Ương đều bắt đầu nổi danh trong mật địa. Sau đó Lục Lâm Thiên đem hết thảy những chuyện phát sinh trong Tuyên Cổ Điện thuật lại, kể cả lai lịch của Lục Lộ, chỉ có điều không nhắc tới Kim Sắc Tiểu Đao cùng Hỗn Độn Bổn Nguyên, hiện tại còn chưa tới lúc nên công khai. Nguyên lai tiểu nha đầu có lai lịch lớn như vậy, Tử Kim Phách Lôi Liên, nghe nói cấp độ cực cao a. Đoan Mộc Khung Thiên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cơ duyên của tiểu tử Hồng Chí cũng không nhỏ, hiện tại đã tiến vào Tuyên Cổ Điện. Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, Hồng Chí ở trong Tuyên Cổ Điện, đợi một thời gian thực lực có thể đại tăng, thực lực sư phụ hắn Thiên Lôi Điện chủ cực kỳ khủng bố. Nói không chừng sau này ta còn không bằng hắn. Đoan Mộc Khung Thiên mỉm cười nói. Độc Cô Ngạo Nam lên tiếng. Lâm Thiên, thực lực trong 3000 thế giới đan chéo, cực kỳ phức tạp, lần này trên người ngươi có 2 kiện bán thánh khí, ma ngọc mắc tội, chí bảo như vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu. Nghĩa phụ, con đang định thương lượng việc này, bán thánh khí đều tự có thần thông, con cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ngài cùng cha con, Bắc Cung Nhạc Phụ, Lục Linh, Kinh Vân đều thích hợp nhận chủ luân hồi hư vọng đao, con tính toán để mọi người thử nhận chủ nó. Về phần cuối cùng luân hồi hư vọng đao nhận ai, vậy phải xem vận khí, có lẽ cũng không ai làm được, bởi vì nó có linh trí của mình, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân thích hợp đi theo. Lục Trung nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên, chí bảo như bán thánh khí sao con không tự giữ lại? Con chỉ cần Tử Lôi Huyền Đỉnh là đủ rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Khung Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế nói. Chỉ tiếc luân hồi hư vọng đao không phải linh hồn bán thánh khí. Hai vị sư phụ cũng không thích hợp nhận chủ. Chúng ta không sao cả, nhận chủ bán thánh khí phải dựa vào cơ duyên, cũng không phải cưỡng cầu thì làm được. Đoan Mộc Khung Thiên nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, thương nghị một phen dẫn Độc Cô Ngạo Nam, Lục Trung, Bắc Cung Kình Thương, Lục Linh cùng Lục Kinh Vân vào trong thiên trụ giới. Triệu ra luân hồi hư vọng đao cho mọi người nhận chủ, bảo đao vừa hiện, linh hồn mọi người liền run rẩy.
Sau khi an bài xong Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, miễn quấy rầy bọn họ nhận chủ, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, cho nên hắn cũng yên tâm. Rời khỏi thiên trụ giới, cùng mọi người hàn huyên một lát, Lục Lâm Thiên đi thẳng tới chỗ ở của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Vận khí thật không tệ, nhận chủ thánh vật tuyên cổ điện tử Lôi Huyền Đỉnh, còn được luân hồi hư vọng đao, thu hoạch không đơn giản. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái, nói. Ngươi tới vừa lúc, phỏng chừng ngươi đã nghe nói rồi, những người ngươi mang tới đều có thể tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc tiến hành tu luyện, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào bí cảnh lĩnh ngộ mà thôi. Lục Lâm Thiên cũng nghe mọi người nói qua, âm thầm kinh ngạc tin tức của Lục Sư Huynh đủ linh thông, giống như điều gì cũng biết, lập tức đa tạ nói. Đa tạ Lục Sư Huynh. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười nói. Việc này không có bao nhiêu quan hệ với ta, là các đại cổ tộc cho thánh chủ tuyên cổ điện mặt mũi, bằng không bọn hắn sẽ không đồng ý, dù sao họ cũng cần chuẩn bị tài nguyên cho hậu bối của họ. Xem như ta thiếu nhân tình của họ trước, sau này có cơ hội chắc chắn tương báo. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhiều người của Linh Vũ giới tiến vào bí cảnh đại cổ tộc thượng thanh thế giới, sẽ làm các đại cổ tộc tiêu hao không nhỏ, tính ra hắn thật sự thiếu nhân tình. Sẽ có thời gian cho ngươi báo đáp, nhóm người các ngươi cần đi vào thương khung chiến trường, tới lúc đó cũng cần ngươi ra sức. Hoàng Phủ Minh Long quan sát Lục Lâm Thiên, nói. Tam nguyên hóa hồng cảnh rồi chứ. Hắc hắc, may mắn đột phá. Lục Lâm Thiên cười nói. Lời tuy khiêm tốn nhưng mơ hồ có chút tự đắc. Mặc dù là không kém, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Hoàng Phủ Minh Long liếc Lục Lâm Thiên, nói. Thực lực ngươi bây giờ đối phó ngũ nguyên hóa hồng cảnh không có vấn đề lớn, nhưng ta nhận được tin tức, trong thiên la minh có kẻ nghịch thiên xuất hiện, thiên phú kinh người. Còn có thiên địa các, phi thiên đại đạo, đều có hậu bối kinh người xuất hiện, sau khi tiến vào thương khung chiến trường ngươi không nhất định có thể quét ngang mọi người. Lục Sư Huynh, thiên địa các có lai lịch gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy hỏi. Nghe tên thiên địa các, Lục Lâm Thiên có chút lưu ý, trong thế giới Linh Vũ cũng có thiên địa các, không biết giữa đôi bên có liên hệ gì hay không? Hoàng Phủ Minh Long nhìn hắn, bí hiểm cười nói. Thiên địa các tồn tại đã lâu, thậm chí cũng như tuyên cổ điện, thế lực này tồn tại trong 3.000 đại thế giới, kinh doanh tin tức cùng bảo vật, nhưng không nhúng tay ân oán trong 3.000 đại thế giới, nếu ai dám trêu chọc họ. Sẽ bị trả thù, trong 3.000 thế giới cũng không có nơi dung thân. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, thế lực chỉnh thể của thiên địa các có lẽ kém hơn tuyên cổ điện một ít, nhưng mấy năm nay bởi vì tuyên cổ điện không tranh giành, mặc dù có quan hệ với các thế lực gia tộc lớn trong 3.000 đại thế giới, nhưng chính bởi vì như thế mặc dù có thế lực khổng lồ nhưng lại chưa từng phát triển thế lực hạch tâm của mình, vì vậy nhân tài ít hơn thiên địa các. Mấy năm nay nghe nói trong thiên địa các đã xuất hiện không ít hậu bối, tới lúc đó ngươi sẽ biết, nói không chừng còn có người mà ngươi quen biết. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Lục Sư Huynh, hơn 100 năm sau tiến vào thương khung chiến trường, cũng là một lần tôi luyện. Hoàng Phủ Minh Long nói. Chỉ còn hơn 100 năm thời gian, về tình huống cụ thể trong thương khung chiến trường ngươi cũng có quyền lợi hay biết, dù sao tới lúc đó ngươi cũng sẽ biết, đi vào nội đường ngồi xuống nói đi. Chúng ta nói chuyện này một chút, việc này cũng không tầm thường. Dứt lời Hoàng Phủ Minh Long mang theo Lục Lâm Thiên đi vào nội đường, ánh mắt hắn nghiêm túc nói. Ngươi cũng biết thương khung chiến trường là địa phương nào. Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, nói. Là địa phương thế chiến. Việc này người nào cũng biết, nơi đó quả thật là nơi thế giới đại chiến, trong 3.000 đại thế giới cũng không phải hài hòa, cơ hồ 3.000 đại thế giới đều tham dự bên trong. Không có mấy ai không đếm xỉa tới, sinh linh rơi xuống nhiều vô số kể. Thương khung chiến trường là nơi bồi dưỡng cường giả các đại thế giới, gặp qua giết chóc chân chính mới có thể thật sự rèn luyện ra cường giả. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Lục Sư Huynh, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng chỉ sợ không phải nguyên nhân duy nhất đi. Ồ, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long híp lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi nói thử xem. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh giao thủ đã lâu, nhưng không dễ dàng có cường giả đứng đầu nhúng tay vào, còn có quy định bất thành văn, ngoại trừ một ít tu vi hóa hồng cảnh trấn thủ bên trong, những hóa hồng cảnh khác cũng không đi vào. Bởi vì người nào cũng biết, một khi tu vi hóa hồng cảnh đi vào, sẽ đem đại chiến diễn biến thành diệt tộc đại chiến, là đại chiến hủy diệt chân chính, không chết không ngừng. Chỉ tiếc,
song phương đều cũng biết lấy thế lực của song phương, cũng không khả năng đem đối phương diệt tộc, càng không khả năng hoàn toàn đem đối phương tiêu diệt. Trời sinh vạn vật, nhân lực không thể hủy diệt, một khi cường giả nhúng tay, kết quả duy nhất là không chết không ngừng, cả 3.000 đại thế giới vĩnh viễn chém giết hỗn loạn, đây cũng không phải kết quả mà cường giả song phương mong muốn, cho nên mới có thương khung chiến trường. Hoàng Phủ Minh Long hứng thú nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi còn chưa nói nguyên nhân. Lục Lâm Thiên thản nhiên mỉm cười, chậm rãi nói. Trong Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh có đông đảo đại thế giới, nếu nơi nơi một mảnh thái bình, chỉ sợ ngay trong nội bộ cũng đã sớm làm ầm ĩ, cho nên hết thảy trong thương khung chiến trường cũng là điều mà cường giả đứng đầu hai minh mơ tưởng. Ha ha! Hoàng Phủ Minh Long cười to, nói. Khó trách Phi Linh Môn ở trong tay người phát triển không tệ, cửu sư đệ nói rất đúng, hai tay 10 ngón nhất định khó phân cao thấp, nếu không có thương khung chiến trường, Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh sẽ không tồn tại, cả 3.000 đại thế giới nhất định càng thêm hỗn loạn, luôn có một số việc nên vào trong hóa giải mâu thuẫn, thủ đoạn thượng vị này kỳ thật không khó lý giải, chỉ tiếc đại bộ phận mọi người lại không hiểu được, như thế cũng tốt, cải chính thiên địa này nhất định rất ít người mà thôi. Dừng lại một chút hắn tiếp tục nói. Nhưng đây cũng là một trong số những nguyên nhân, vậy ngươi có biết chuyện của thương khung bí cảnh? Lục Lâm Thiên gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói. Nghe nói qua một ít, nhưng cũng biết không nhiều lắm. Hoàng Phủ Minh Long nói. Thương khung bí cảnh nằm trong thương khung chiến trường, 3.000 đại thế giới đều không thể không đếm xỉa tới, toàn bộ thế lực chuẩn bị hết thảy, mục tiêu cuối cùng đều là mỗi cách 150 vạn năm mở ra thương khung bí cảnh một lần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động. Hỏi. Còn hơn 100 năm thương khung bí cảnh sẽ mở ra sao? Vậy cũng không phải. Hoàng Phủ Minh Long lắc đầu nói. Hiện tại còn 1.600 năm thương khung bí cảnh mới mở ra, mọi người muốn đi vào bí cảnh cũng không phải tùy tiện đều có thể đi vào, ít nhất tu vi hóa hồng cảnh mới có tư cách. Không tới hóa hồng cảnh, đi vào sẽ bị áp bạo thành cho tàn, thậm chí hóa hồng cảnh đê nguyên đi vào cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài. Thoáng tạm dừng. Hắn giống như nhớ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán vắng vẻ, nói. Mỗi lần thương khung bí cảnh mở ra, tu vi hóa hồng cảnh rơi xuống vô số kể, cuối cùng có thể đi ra chưa tới 2/10, thậm chí còn ít hơn. Lục sư huynh, trong thương khung bí cảnh có gì, sao lại khủng bố như thế? Lục Lâm Thiên nghe vậy, thần sắc ngưng lại, nhớ tới trước kia quỷ cốc có nói qua, thương khung bí cảnh là một hắc động khủng bố, cuồn cuộn cắn nuốt cường giả 3.000 đại thế giới. Cũng chưa từng có người phát hiện bí mật chân chính bên trong, thậm chí không có ai biết bí mật rốt cục là gì, nhưng vẫn phấn đấu quên mình xông vào chịu chết. Trong thương khung bí cảnh có hết thảy những gì mà cường giả trong thiên địa này mong muốn, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa có ai đạt được, việc đó sau này chúng ta nói cũng không muộn, hôm nay ta muốn nói với ngươi, tới lúc đó các ngươi tiến vào trong thương khung chiến trường, đi vào thương khung bí cảnh tranh đoạt 9 tòa hồng hoang điện. Hoàng Phủ Minh Long nói. 3.000 đại thế giới, các thế lực lớn tranh đoạt chính là 9 tòa hồng hoang điện, mỗi 1.500 năm hồng hoang điện đổi chủ, mỗi điện có thể tiến vào 99 người. 9 tòa hồng hoang điện là vật gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Linh dao động, nói. Vị trí 9 tòa hồng hoang điện là điểm hội tụ của linh khí trong thiên địa này, bên trong có hồng hoang khí mà toàn bộ tu luyện giả đều mong ước. Tu luyện trong hồng hoang điện, đạt được hồng hoang khí. Ngoại trừ có tác dụng cực lớn với tu vi, còn có thể miễn được hồng kiếp. Miễn được hồng kiếp? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nghe đồn sau khi đặt chân hóa hồng cảnh, chỉ có thể đột phá tới cấp độ xúc hồng hóa hồng cảnh, muốn đặt chân siêu phàm hóa hồng cảnh cần phải độ hồng kiếp. Mỗi tầng hồng kiếp càng lúc càng lớn, đây là con đường phải đi qua, loại hồng kiếp này hung hiểm khủng bố, một khi thất bại nhẹ thì thực lực hao tổn, hơn nữa cũng không còn khả năng đột phá. Mà nặng thì nguyên đan linh hồn bị ảnh hưởng thật lớn, trở thành phế nhân, thậm chí bị tan thành mây khói. Đương nhiên, miễn đi hồng kiếp cũng không phải miễn toàn bộ hồng kiếp, mà là bất kể là ai một khi có thể tiến vào hồng hoang điện đều có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Hoàng Phủ Minh Long nói, đi tới thất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp, khủng bố như thế sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên dao động, người mang tiên thiên thiên phú. Tộc nhân huyết mạch trực hệ cổ tộc, cũng chỉ đi tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp. TRUNFULLVN mà thiên sinh linh vật cũng tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp,
người vô thượng niết bàn cùng thiên sinh linh vật giống nhau, có thể đến thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp. Nói cách khác, chỉ cần đi vào hồng hoang điện tới lúc đó có thể như đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn, tiến tới thất nguyên tiểu viên mãn không cần độ hồng kiếp, tiến vào hồng hoang điện chẳng khác gì vô thượng niết bàn, mặt khác còn đạt được chỗ tốt trong tu luyện, hồng hoang điện đích thật là trọng bảo. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, 9 tòa hồng hoang điện, nhất là tòa trung ương có ưu đãi lớn nhất, bất kể là ai, một khi có thể tiến vào tòa hồng hoang điện này, có thể tới bát nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Đồng thời hồng hoang khí trong đó cũng dày đặc nhất, tiến vào trong đó tu luyện đối với tu vi hóa hồng cảnh có chỗ tốt kinh người. Tóm lại tiến vào hồng hoang điện, trừ bỏ tu luyện có chỗ tốt cùng hồng kiếp, còn có nhiều chỗ tốt khác. Mà việc tranh đoạt hồng hoang điện mỗi lần đều nhờ các hậu bối như ngươi, tranh đoạt một tòa hồng hoang điện, có thể giúp 99 hậu bối tiến vào bên trong, chuẩn bị bồi dưỡng 99 vị chuẩn siêu cấp cường giả. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hoàng Phủ Minh Long nói. Ngươi chính là chân lý Niết Bàn, đã không có hồng kiếp, nhưng những ưu đãi khác trong hồng hoang điện cũng không kém hơn bát nguyên hồng kiếp, hồng hoang khí đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều có chỗ tốt thật lớn. Nếu ngươi có thể đại biểu thượng thanh thế giới tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện, tới lúc đó có thể giúp người bên cạnh ngươi tiến vào trong đó, đương nhiên cũng phải lưu danh ngạch cho người của thượng thanh thế giới mới được. Chỉ sợ cũng không dễ tranh đoạt đi. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng trong lòng hắn đã quyết định, nếu hồng hoang điện có chỗ tốt lớn như thế, nói thế nào hắn cũng phải đi tranh một lần, đặc biệt tòa hồng hoang điện trung ương. Đương nhiên không dễ tranh đoạt. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu cười khổ nói. Thượng thanh thế giới đã không biết bao nhiêu lần không tranh được hồng hoang điện rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, 3000 đại thế giới cùng các thế lực lớn, một thượng thanh thế giới chỉ là một phần ngàn trong đó, mỗi một đời đều có người nổi bật, nhưng thế giới khác cũng sẽ có, hơn nữa càng mạnh. Mà thượng thanh thế giới đã thật lâu không tranh được hồng hoang điện, bởi vậy có thể thấy được trạng huống không tốt lắm. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thần sắc của Lục Lâm Thiên, ống tay áo khẽ run, thân hình hơi ngửa ra sau. Tư thế vô hình lộ vẻ bá đạo, cười nói. Tranh đoạt hồng hoang điện, toàn bộ trẻ tuổi đứng đầu trong 3000 đại thế giới đều cũng tham dự, đây là việc trọng đại của giới trẻ tuổi, bên trong đội ngũ mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, chỉ có cao cấp nhất mới có thể trổ hết tài năng. Mấy năm nay, bởi vì thượng thanh thế giới luôn không xuất hiện người có thể lực áp người cùng thế hệ trong 3000 đại thế giới, cho nên việc tranh đoạt hồng hoang điện thượng thanh thế giới đều khắc ý áp chế việc này. Tranh đoạt hồng hoang điện xem như là chân chính quyết đấu cùng những đỉnh cấp trong cùng thế hệ, thế nào, người có vài phần nắm chắc. Lục Lâm Thiên thản nhiên cười cười, vuốt chóp mũi, nói. Việc trọng đại như vậy ta đương nhiên muốn đi, bất kể như thế nào cũng không thể làm cho sư phụ lão nhân ra dọa người. Ha ha! Hoàng Phủ Minh Long cười to nói. Lần này trong thượng thanh thế giới có ngươi cùng nha đầu Phong gia, đủ tranh một lần. Đặc biệt ngươi. Lần này có thể trổ hết tài năng trong thương khung chiến trường. Ánh mắt hắn co giật, nói tiếp. Thực lực tam nguyên hóa hồng cảnh của ngươi hiện tại hẳn còn chưa có bao nhiêu người biết đi. Hẳn là không có, công pháp ta tu luyện cho dù là cường giả thực lực mạnh hơn ta cũng khó thể nhìn ra. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Tận lực ẩn giấu thực lực, tới lúc đó tiến vào thương khung chiến trường, phiền toái của ngươi nhất định không ít. Bại lộ sớm không phải chuyện tốt. Phải làm cho Thiên La Minh trở tay không kịp, cùng những kẻ âm thầm đánh chủ ý với người hối hận không kịp, cửu sư đệ hiểu được ý của ta. Ta hiểu được. Lục Lâm Thiên cười ta nói. Còn hơn 100 năm thời gian, người có tính toán gì không? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Lục sư huynh, ta chưa từng đi Phong gia bí cảnh, cho nên ta muốn đi nhìn xem. Cũng tốt, Phong gia bí cảnh không bình thường. Chuẩn bị một phen cũng không sao, tới lúc đó trong thương khung chiến trường đừng làm sư phụ mất mặt, đừng để sư huynh mất mặt, bằng không đừng nói ta không tha cho ngươi, những sư huynh tỷ khác cũng không bỏ qua ngươi. Hoàng Phủ Minh Linh khẽ cười, lập tức đứng dậy, ống tay áo run lên, một tay đặt sau lưng nói. Tới lúc đó tiến vào thương khung chiến trường, ngoại trừ cẩn thận Thiên La Minh ngươi còn phải cẩn thận đám người xuất quỷ nhập thần chí tôn điện, lần này ngươi lấy được Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên gật đầu cười khổ. Đúng rồi, người đã nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao chưa?
Hoàng Phủ Minh Long nói. Kỳ thật ngươi đã có Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng không cần tiếp tục nhận chủ luân hồi hư vọng đao, nếu thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể giải quyết đối thủ, tiếp tục dùng luân hồi hư vọng đao cũng không giúp được gì nhiều. Lục Lâm Thiên đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Lục Sư Huynh, ta cũng không nhận chủ, đang đưa cho Nghĩa Phụ cùng Kinh Vân bọn họ thử nhận chủ xem sao, cũng không biết có thể thành công hay không, nếu như thất bại tới lúc đó nếu Sư Huynh không chê, có thể thử xem. Ha ha, nguyên lai thật sự không nhận chủ a. Hoàng Phủ Minh Long giống như đã sớm biết Lục Lâm Thiên sẽ làm vậy, vỗ vai hắn nói. Khó được ngươi còn nhớ tới Sư Huynh của ngươi, có những lời này của ngươi là đủ rồi, chí bảo cấp độ bán thánh khí ta sao lại bỏ qua. Nếu có cơ hội cũng nguyện ý thử một lần, giữa sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có tam sư huynh mới có một kiện bán thánh khí. Tam sư huynh cũng có bán thánh khí sao? Lục Lâm Thiên hỏi, Hoàng Phủ Minh Long tiếp lời. 10 kiện bán thánh khí, người biết được mấy kiện? Lục Lâm Thiên lắc đầu. Đệ chỉ biết Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng luân hồi hư vọng đao, sư đệ kiến thức hạn hẹp, không nghe nói những kiện khác. Người không biết cũng bình thường, 10 kiện bán thánh khí. Vốn cũng không bao nhiêu người biết, người mới tu luyện bao lâu, không biết thật bình thường. Hoàng Phủ Minh Long mấp máy miệng, nói. 10 kiện bán thánh khí, trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng luân hồi hư vọng đao, còn có Thánh Hoàng Trấn Thiên Kiếm, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, Minh Thần Phệ Huyết Tiễn, Phật Nộ Cực Kim Trượng, Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Khâu, Nhân Tổ Diễn Thiên Thuẫn, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ. Nghe thật khí phách, tâm thần Lục Lâm Thiên run lên. Danh xưng 10 kiện bán thánh khí khiến tâm thần người ta run lên. Hoàng Phủ Minh Long nói. Trong tay tam sư huynh là Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, hung vật kia vừa xuất, thây ngang khắp đồng, ma khí ngập trời, sau này ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Lục sư huynh, không biết vài vị sư huynh tỷ khác là thần thánh phương nào? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Ha ha! Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Ngươi cũng muốn biết nhiều lắm, không cần gấp gáp. 9 người chúng ta không bao lâu nữa sẽ gặp mặt, tới lúc đó ngươi sẽ biết, trước mắt quan trọng nhất là cuộc tranh giành Hồng Hoang Điện trong thương khung chiến trường, mục tiêu của ngươi là tòa Hồng Hoang Điện Trung ương. Được rồi. Sư huynh không nói, Lục Lâm Thiên cũng không biện pháp, đành phải rời đi. Quay lại đình viện đặt chân trong mật địa, hắn nhìn thấy Lục Lộ đang được Vân Hồng Lăng ôm vào trong lòng. Tiểu nha đầu đang chơi đùa với Lục Nữ khiến các nàng thoải mái cười to. Tăng thêm một phần niềm vui cho bọn họ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Lộ nhảy xuống, chạy tới chui vào trong lòng hắn, còn làm Vân Hồng Lăng hung tợn trừng mắt với hắn. Từ dáng vẻ của các nàng, Lục Lâm Thiên phỏng trừng bọn họ cũng đã biết thân phận của Lục Lộ. Không ít thân ảnh từ xa bay tới, từ xa xa đã nghe được âm thanh. Lâm Thiên huynh đệ, đó là đám người Mạc Kình Thiên, Đường Dần, còn có Nhâm Tiêu Diêu cùng Tịnh Vô Ngân. Mọi người gặp mặt cùng nhau hàn huyên. Mạc Kình Thiên nhìn thấy Lục Lộ cũng ngạc nhiên, trong mơ hồ muốn nói lại thôi, lập tức liền che giấu, mọi người nói chuyện một lát mời rời khỏi, lúc này cũng đã sắp hoàng hôn. Vào đêm Lục Lộ quấn quýt Lục Lâm Thiên, khiến cho hắn phải dỗ dành mãi tiểu nha đầu mới tới chỗ phòng nhỏ mà Vô Song chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mấy ngày thời gian kế tiếp, thật vất vả mới trở lại đình viện trong mật địa, Lục Lâm Thiên tận tâm bồi Vô Song các nàng. Người của thế giới Linh Vũ cùng đệ tử Lục gia lẫn Phi Linh Môn nghe nói Lục Lâm Thiên trở về, lần lượt tới bái phỏng. Nửa tháng sau, ở chỗ của Phong gia, bên ngoài bí cảnh Phong gia, Lục Lâm Thiên gặp được Phong Hành Thiên Chủ. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ. Lục Lâm Thiên hành lễ. Phong Hành mỉm cười nói. Hiện tại ngươi đã là Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện, ta cũng không dám tùy ý nhận lễ của ngươi, đi vào bí cảnh Phong gia lĩnh ngộ đi. Hy vọng trong trăm năm cuối cùng có được thu hoạch không thấp, tới lúc đó vào thương khung chiến trường phải nhờ ngươi. Tiểu tử sẽ tận lực. Lục Lâm Thiên gật đầu. Ngươi tự nhiên có lực lượng tranh một lần. Mí mắt Phong Hành khẽ giật, nói. Lúc trước khi ngươi đi thương khung chiến trường, ta giao giới chỉ chữ vật cho ngươi, trong đó có 6 hộp gấm ngươi có mở ra lĩnh ngộ. Tiểu tử đã mở được 5, bên trong có 5 tấm cổ đồ đều đã lĩnh ngộ, nhưng thật hổ thẹn. Hộp gấm còn lại vẫn chưa mở ra. Ngươi đã lĩnh ngộ 5 tấm cổ đồ sao? Nghe vậy Phong Hành kinh ngạc hỏi, có vẻ cực kỳ giật mình. Ân, lĩnh ngộ 5 tấm. Lục Lâm Thiên khẳng định gật đầu, lúc trước khi vô thượng niết bàn, hắn còn nhớ rõ lĩnh ngộ 5 tấm cổ đồ từng trợ giúp hắn một tay, cuối cùng còn giúp hắn vượt qua lôi kiếp vượt qua vô thượng niết bàn.
ánh mắt Phong Hành càng thêm dao động, lập tức nói. Người đi vào bí cảnh trước đi, tới lúc đó thử xem có thể lĩnh ngộ tấm cổ đồ thứ 6 hay không. Suy, vừa dứt lời, Phong Hành phất tay, một cửa động không gian lớn chừng vài thước chậm rãi hiện ra trước mắt, không gian xung quanh nhộn nhạo bốn phía, khí tức đến từ tuyên cổ cảnh từ trong cửa động lan tràn ra ngoài. Đây là bí cảnh của Phong gia sao, thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào cửa động bí cảnh Phong gia với ánh mắt có chút khiếp sợ, bên trong có thiên địa năng lượng nồng đậm tiết ra ngoài, làm cho hắn cảm thấy toàn thân run lên, thiên địa năng lượng nơi này còn mạnh hơn bí cảnh của những cổ tộc khác. Tiểu tử đi vào trước. Sau thoáng kinh ngạc, Lục Lâm Thiên gật gật đầu, đầu ngón chân dẫm xuống đất, thân ảnh lập tức lướt vào bên trong cửa động không gian. Phong Hành thu lại thủ ấn, thì thào nói. Lại lĩnh ngộ xong 5 tấm đồ cổ, cho tới bây giờ không ai có thể lĩnh ngộ 5 tấm, chẳng lẽ thật có người có thể lĩnh ngộ được hết sao? Suy, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, đã đặt chân ở một không gian cực kỳ mở mang, tựa hồ không có gì khác với không gian bên ngoài. Chỉ là năng lượng phong hệ bàng bạc nồng đậm, thậm chí hoàn toàn tinh khiết vô cùng.